Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 23. Cuồng ngông rốt nát, chết đến ập lên đầu, vẫn còn ở cậy mạnh. Nhìn Diệp Thần lại vào lúc này lại nhắm hai mắt lại, Lâm Tuyệt Long sắc mặt dữ tợn. Cái phế vật này, bây giờ là xem nhẹ mình sao? Tự tìm cái chết. Quỳ xuống. Lâm Tuyệt Long lại nữa chờ đợi, một tiếng giống giận, hướng Diệp Thần nhào tới. Hắn ngày hôm nay nhất định phải để cho Diệp Thần hối hận mình cuồng ngông rốt nát. Đạp đạp đạp. Hai chân phát lực, sấm rền vậy tiếng bước chân chính giữa, Lâm Tuyệt Long cả người biến thành mãnh hổ xuống núi. Không chỉ như vậy, hắn sau lưng lại là ngưng tụ một đạo huyết hổ chi tư. Từng cơn hổ gầm vang khắp, làm cho lòng người sợ hãi đến mức tận cùng. Vậy cường giả tu luyện cường đại công pháp cũng hoặc là thân trong lòng sát khí, cũng biết tạo thành một đạo thuộc về mình hư ảnh. Đoạn hồn môn ông cụ kia là một con rắn khổng lồ kia, Lâm Tuyệt Long hiển nhiên là huyết hổ. Hư ảnh này có thể cường hóa thực lực, càng có thể chấn nhiếp người khác. Nhưng là hết thảy hư ảnh ở Diệp Thần huyết long trước mặt, đều là con kiến hôi. Quyền gió gào thét, do như hổ gầm giết hại. Lâm Tuyệt Long chỉ một phung ra một quyền liền đưa tới động tĩnh lớn như vậy, có thể gặp uy lực. Giờ khắc này Lâm Tuyệt Long, tràn đầy hơi thở cuồng bạo. Tựa như không người nào có thể địch. Ở vậy khí thế kinh khủng dưới, toàn bộ đài võ đạo, cũng mơ hồ chấn động lên. Hắn mang theo người hủy diệt năng lượng, hướng Diệp Thần cuộn sạch đi. T. Mắt thấy Lâm Tuyệt Long đột nhiên ra tay, một chiêu dưới khí thế bừng bừng, đài võ đạo hạ những cái kia người xem cuộc chiến cũng không nhịn được đổ hít một hơi khí lạnh. Cái này Lâm Tuyệt Long lại ngưng tụ thành huyết hổ tư thái, cái này cũng quá kinh khủng đi. Trong thiên hạ, trừ vị kia Hoa Hạ tông sư bảng người thứ nhất, phỏng đoán không người dám ứng chiến. Vậy Diệp Thần một hơi một tí, xem ra là muốn chết. Xem, Diệp Thần bị sợ choáng váng. Ha ha, hắn không biết nên làm gì bây giờ sao. Hắn mặc dù cuồng ngông, nhưng là không có cuồng vọng vốn. À, Lâm Tuyệt Long ra tay một cái, liền để cho người trợn to hai mắt. Nhất là thấy Diệp Thần ở một chiêu này dưới, lại không phản ứng chút nào, mọi người cũng không nhịn được chế giễu. Sống chết trước mắt, lại không biết làm sao. Chẳng lẽ thật một chiêu thì phải kết thúc? Có vài người thậm chí trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng, ở một quyền này dưới, Diệp Thần máu thịt tung tóe tình cảnh. Giang Nữ Dung và còn lại mấy cái lòng của cô bé cũng treo lên. Một quyền này không phải Lâm Tuyệt Long một kích mạnh nhất, nhưng vậy tuyệt không phải người bình thường có thể ngăn cản. Tất cả mọi người đều yên lặng ở Lâm Tuyệt Long đáng sợ dưới, nhưng là duy chỉ có máu kia minh một vị ông già nhíu mày. Hắn lại từ Diệp Thần trên mình cảm thấy uy hiếp. Giống như có vật gì muốn lao ra trong cơ thể, lại bị Diệp Thần áp chế. Thằng nhóc này, rốt cuộc cái gì lai lịch? Trên đài võ đạo, Diệp Thần cảm giác được gió lớn gào thét tới, đột nhiên mở mắt ra, hai tròng mắt bắn ra một đạo hàn quang. Nhìn đỉnh đầu mãnh hổ hư ảnh, bay bổ nhào mà đến Lâm Tuyệt Long, Diệp Thần con người đột nhiên co rúc lại một chút. Nếu như không có bước vào ly hợp cảnh, hắn có thể một quyền này căn bản không chịu nổi. Nhưng là dưới mắt, bước vào ly hợp cảnh, hơn nữa huyết long ở hắn toàn thân di động, hắn khí thế không ngừng leo lên. Một giây kế tiếp, hắn rốt cuộc động. Phá ngươi một kích này, phần thiên trưởng đủ. Giờ khắc này, huyết long mặc dù không có xông ra, nhưng cho Diệp Thần cực lớn lực lượng và khí thế tăng phúc. Chết hơi thở tràn ngập tới. Chung quanh bị một cổ hàn lưu cuộn sạch. Theo Diệp Thần lời nói rơi xuống, một đạo hỏa diễm hư trưởng bỗng nhiên tạo thành. Khoảnh khắc bây giờ, gió lớn phun trào, trong không khí truyền tới từng cơn nổ ầm, giống như huyền sấm nổ tung. Nguyên bản đài võ đạo cường thế hơi thở trực tiếp bị Diệp Thần phá vỡ. Cuốn lên trước giống như thực chất giống vậy đợt khí, phần thiên trưởng, không chút lưu tình càn quét đi. Diệp Thần quanh thân bao phủ ở một tầng giống như liệt hỏa ánh đỏ chính giữa. Giờ khắc này, hắn giống như hỏa thần giáng thế. Rào, một tiếng, phần thiên trưởng bùng nổ, trực tiếp hướng Lâm Tuyệt Long một quyền đi. Thấy một màn này, không chỉ Lâm Tuyệt Long thất thần chốc lát, dưới đài không có gặp qua Diệp Thần người xuất thủ cũng bối rối. Một trưởng này dị tượng lại có thể không kém chút nào Lâm Tuyệt Long. Đây chính là thằng nhóc kia thực lực chân chính. Huyết hổ và ngọn lửa hư trưởng ngay tức thì đụng vào nhau.
Đài võ đạo truyền tới cực mạnh chấn động. Hống. Huyết hổ gầm thét, khí thôn vạn dặm. Cho dù khí thế mạnh mẽ, nhưng là vô tận ngọn lửa vẫn là hướng huyết hổ chiếm đoạt đi. Mặc dù Diệp Thần cảnh giới so Lâm Tuyệt Long thấp mấy phần. Nhưng là hắn nắm giữ võ nhưng chút nào không kém. Lâm Tuyệt Long huyết hổ tại chỗ bị vô tình xé. Làm sao có thể? Diệp Thần ra tay bây giờ, bạo phát ra khí thế kinh khủng, để cho đã giết tới Diệp Thần trước người Lâm Tuyệt Long, không khỏi được trợn to hai mắt. Khí thế thật là mạnh mẽ. Đây là thằng nhóc kia lực lượng. Một kích này hắn vận dụng tầng 6 lực lượng, không chỉ không giết chết tiểu súc sinh này. Ngược lại bị phá ra. Một bên là khí thôn vạn giảm, một bên là vạn hỏa liệu nguyên. Hai người chênh lệch, lộ ra thấy rõ. Một chiêu này, hắn lại rơi xuống hạ gió. Đây chính là ngươi chọn lựa chiến ta sức. Cảm nhận được mình cùng Diệp Thần chênh lệch, Lâm Tuyệt Long tê giống lên. Lâm Tuyệt Long điên cuồng thúc giục phát mình một kích, muốn đem Diệp Thần hoàn toàn hủy diệt. Nhưng là Diệp Thần một trưởng hoàn toàn bùng nổ. Vô tận lực hướng hắn tấn công tới. Ầm, xuyên thấu ngọn lửa, Diệp Thần và Lâm Tuyệt Long quả đấm va chạm đứng lên, nhất thời đất rung núi chuyển. Đài võ đạo thậm chí xuất hiện từng đạo đường vân. Oanh, toàn bộ lôi đài, sau đó hung hãn chấn động một cái, tựa hồ tùy thời có thể sụp đổ. Gió lớn chính giữa, bụi bặm đầy trời. Làm sao biết? Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, giao phong trong nháy mắt, Lâm Tuyệt Long diễn cảm định cách. Trước còn một mặt cười gần Lâm Tuyệt Long, sắc mặt rất nhanh vặn vẹo, đổi được vô cùng kinh hoàng. Hắn thân thể lui ba bước, nhưng là Diệp Thần lại một bước cũng không có lui. Dưới đài huyết minh lão giả bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói hết rồi để cho Tuyệt Long không nên khinh địch, hắn chính là không nghe, một kích này, hắn đánh bại, nếu như Tuyệt Long lại bất tránh coi, tuyệt đối nguy hiểm. Lâm Phụ nghe được câu này, con người hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong một cái chớp mắt này, toàn bộ đài võ đạo hạ, hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả tiếng hô hấp cũng không có. Tất cả mọi người toàn trợn to hai mắt, giống như pho tượng, ngây ngốc ngây tại chỗ. Một chiêu dưới, Lâm Tuyệt Long lại đánh bại. Không động thì thôi, động nhược thần linh. Diệp Thần hiện ra bá đạo, giờ khắc này, khiếp sợ toàn trường. Mặc dù chỉ là một chiêu, không có phân ra thắng bại. Nhưng là cái này đủ để nói rõ Diệp Thần mạnh mẽ à? Hà gia bên kia, tức giận cực kỳ ngưng trọng. Ba, tiểu tử này thực lực làm sao có thể đạt tới trình độ này, coi như Lâm Tuyệt Long lúc còn trẻ cũng không khả năng như vậy à, chẳng lẽ Giang gia phàm căn nghiệt chủng kiểm tra sai lầm? Hà Quốc Phượng run rẩy nói. Hà Thắng Hải con ngươi híp lại, cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Thần, chặt chẽ nhìn chằm chằm, có phải hay không phàm căn ta không biết. Nhưng là người này hôm nay không chết, không ra 10 năm, nói không chừng kinh thành Diệp gia thật có thể thành là hoa hạ gia tộc cao cấp. Giang gia nhìn lầm, thật nhìn lầm. Giang lão gia tử tự nhiên chú ý Diệp Thần. Mặc dù một chiêu dưới, Diệp Thần thắng mấy phần, nhưng là hắn diễn cảm không có chút nào kinh ngạc. Phần thiên trưởng hắn từng gặp Diệp Thần xuất thủ qua, là một chiêu tốt võ. Thậm chí dõi mắt toàn bộ hoa hạ. Đều không tìm ra coi như nhau tồn tại. Hắn rất rõ ràng, đừng nói Lâm Tuyệt Long sẽ thế yếu mấy phần, bất kỳ một người nào hoa hạ cổ võ giả cũng hoặc là người tu luyện cũng biết sợ hãi. Nhưng là đài võ đạo đánh một trận, chỉ một trưởng lực có thể xa xa không đủ. Tiếp theo Lâm Tuyệt Long tất nhiên sẽ nghiêm túc, đến lúc đó Diệp Thần vẫn là một con đường chết. Trên đài võ đạo, Lâm Tuyệt Long trong mắt hoảng sợ biến mất. Thay vào đó là nụ cười dữ tợn, Diệp Thần, xem ra ta thật xem thường ngươi, vị đại nhân kia nói không sai, trên mình ngươi bí mật mới thật sự là giá trị chỗ. Ta thật là tò mò 5 năm này ngươi rốt cuộc đi nơi nào, trên mình ngươi thực lực và võ rốt cuộc từ đâu tới đây. Núi Côn Lôn, cũng hoặc là Côn Lôn Hư, bí cảnh, có người đi Côn Lôn Hư điều tra ngươi tên chữ, nhưng là bất kỳ một người nào võ đạo tông cũng không có cửa ngươi tên chữ, nói thật. Trên mình ngươi thật để cho người thật là tò mò đây. Diệp Thần nghe được Côn Lôn Hư con ngươi rụt mấy phần, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm gia và Huyết Minh lại vẫn đi Côn Lôn Hư đi tìm mình tin tức. Bây giờ trở về tới đây xem, hắn ngược lại là phải cảm ơn những cái kia không thu mình tông môn. Để cho hắn tồn tại không thấy dấu vết có thể tìm ra. Gặp Diệp Thần không trả lời dục vọng,
Lâm Tuyệt Long hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi không nói, vậy ta chỉ có đem ngươi đánh tàn phế, sau đó từ ngươi trong miệng đào ra những bí mật kia. Ngươi sinh mạng đến đây chấm dứt, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Lâm Tuyệt Long trong mắt lộ ra sát cơ. Nếu như sớm biết Diệp Thần cũng như thực lực này, Lâm Tuyệt Long quả quyết sẽ không cho Diệp Thần cơ hội. Nghe được Lâm Tuyệt Long mà nói, Diệp Thần con ngươi nổ bắn ra ra sát cơ lạnh như băng, sợ rằng, ngươi không có cơ hội. Hừ, nhận lấy cái chết. Lâm Tuyệt Long năm ngón tay nắm chặt, lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm vừa ra, Lâm Tuyệt Long khí thế lại là leo thăng lên. Hắn huyết minh vị sư phó kia, dạy hắn nhiều nhất chính là kiếm kỹ. 5 năm này tới, Diệp Thần thu được cơ duyên gì, Lâm Tuyệt Long không quan tâm. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đồ đều là bọt. Hắn muốn hoàn toàn nghiền ép Diệp Thần. Để cho hắn cảm giác được vô tận sợ hãi. Cho ta chết. Tiếng giống giận chính giữa, Lâm Tuyệt Long dưới chân sinh gió, trực tiếp hướng Diệp Thần nhào tới. Kiếm ý ngang dọc, cực kỳ cường thế. Diệp Thần tự nhiên không sợ, tay cầm Trảm Long kiếm, là máu chém tập kích đi. Đi đôi với Diệp Thần một tiếng giống giận, là máu chém mang vô cùng ánh sáng sáng chói, như sao chổi vạch qua bầu trời mênh mông, cùng Lâm Tuyệt Long một kích đụng vào nhau. Thanh âm thanh thúy chính giữa, hàn mang lóe lên. Đợt khí nổ tung, khí thế bừng bừng. Lâm Tuyệt Long quanh thân lực lượng quán trú tại trong tay trên linh kiếm, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng là bất luận như thế nào lại không gây thương tổn được Diệp Thần. Thương Long huyễn thân quyết Diệp Thần như quỷ mị vậy, căn bản tìm không gặp. Hành động như gió, người như mây trôi. Tránh âm ngoan cực kỳ kiếm ý, Diệp Thần thế như Thái Sơn áp đỉnh. Diệp Thần phá thiên kiếm ý kiếm thứ nhất thi triển ra. Chỉ bất quá hắn thu rất nhiều lực lượng, nếu không đan điền chân khí tất nhiên biến mất. Phá vỡ. Ngay sau đó, ở Lâm Tuyệt Long vậy ánh mắt không thể tin chính giữa, Diệp Thần quanh thân máu thịt bành trướng, bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng. Từng đạo bóng kiếm, toàn bộ đánh ra. Lâm Tuyệt Long kiếm lại bay ra ngoài. Đinh. Cắm vào đài võ đạo một góc. Lâm Tuyệt Long kiếm kỹ mặc dù cường thế, nhưng là Diệp Thần nhưng cường thế hơn. Đài võ đạo hạ, bất chi bất giác, tất cả mọi người đều đứng lên, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Mấu chốt theo trước mắt xem ra, Diệp Thần không chỉ không có bị Lâm Tuyệt Long một chiêu chém chết, ngược lại đem Lâm Tuyệt Long từng bước bước lui à. Cái này mẹ hắn rốt cuộc tình huống gì? Kiếm ảnh đầy trời dần dần biến mất, trên đài võ đạo hai người cũng chật vật mấy phần. Trên người quần áo bị từng đạo bóng kiếm xé, tan vỡ đến mức tận cùng. Lâm Tuyệt Long sắc mặt có chút tái nhợt, hắn trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, càng đánh càng kinh ngạc. Hắn không để ý tới cái gì. 5 ngón tay hướng về phía xó xỉnh một chảo, linh kiếm liền lần nữa xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, trong mắt hắn thoáng qua một đạo kiên quyết. Mưa máu kiếm kỹ, thức thứ 3, mưa rơi 9 tầng trời. Một kiếm ra. Trên đài võ đạo bắt đầu tràn ngập sát cơ nồng nặc. Tuyệt vọng, giết hại, thống khổ. Ở mỗi một lòng người bên trong nảy sinh. Trong tay hắn thanh kiếm kia, linh khí tràn ra, bắt đầu toát ra sáng lạng ánh sáng rực rỡ. Kiếm quang ngang dọc. Một cổ thiên địa đại thế, xuất hiện ở Diệp Thần quanh thân. Diệp Thần ngay tức thì bị vô số kiếm mang bao vây. Tựa như chỉ cần Lâm Tuyệt Long muốn. Diệp Thần liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khí tức bàng bạc, trực tiếp phét sạch toàn bộ đài võ đạo, để cho tất cả mọi người sắc mặt cũng là lớn đổi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy, hắn chính là cầm kiếm thiên thần. Thay trời phạt tội. Kiếm thế. Cái này Lâm Tuyệt Long lại có thể ngưng tụ ra kiếm thế. Đây không phải là chỉ có trong truyền thuyết vật mới có sao. Đài võ đạo hạ từng đạo thanh âm kinh hô thành tiếng. Thấy một màn này, võ đạo người ở dưới đài cũng không bình tĩnh. Hà gia lão gia tử ánh mắt đều phải trừng ra ngoài, trong miệng lại là lẩm bẩm nói, cái này Lâm Tuyệt Long lại có thể mạnh đến mảnh đất này bước, khó trách. Xem ra sau trận chiến này, Lâm gia phải xa xa bỏ rơi bọn họ những thứ này cái gọi là gia tộc cao cấp. Nguyên lai mới vừa rồi cũng không phải là hắn toàn lực. Giang Kiếm Phong bên cạnh Giang lão gia tử cũng là trực tiếp đứng lên. Vậy giếng cổ không dao động gương mặt lại xuất hiện một tia sợ hãi.
hắn so người bất kỳ rõ ràng, một kiếm này, phỏng đoán chỉ có hắn vậy bước vào Côn Lôn hư không có tin tức tiểu tử mới có thể ngăn cản. Bất chi bất giác, Lâm Tuyệt Long đã coi như là xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Hoa Hạ ngây thơ phải đổi. Diệp Thần vậy cảm giác được không đúng, bổ ra mấy kiếm, nhưng phát hiện kiếm ý của mình đều bị vô tình ngăn trở. Ung ung. Một hồi vang lớn sau đó, Diệp Thần lui về phía sau mấy bước, sắc mặt có chút trắng bệch. Còn bên kia, làm linh khí tan hết thời điểm, một đạo âm u tiếng cười, từ Lâm Tuyệt Long trong miệng truyền ra, hắn lúc này, trên mặt nhưng là nở một nụ cười. Thằng nhóc, liền kiếm thế đều bị ta ngăn cản, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Diệp Thần nhìn một cái cường đại kia kiếm thế, khẽ thở dài một tiếng. Hắn bản không muốn thi triển phá thiên kiếm ý một kiếm kia, dẫu sao nơi đây tích trữ đang uy hiếp không chỉ Lâm Tuyệt Long một người, nhưng là dưới mắt xem ra, không sử dụng không thể nào. Võ kỹ của hắn mặc dù mạnh mẽ, nhưng là bàn về cảnh giới và Lâm Tuyệt Long vẫn là chênh lệch mấy phần. Lâm Tuyệt Long thực lực chỉ ít ly hợp cảnh tầng 6 trên. Mình mặc dù cũng có thể ngưng tụ kiếm thế, nhưng là theo Lâm Tuyệt Long vẫn là có một chút chênh lệch. Nếu như từ cảnh giới của mình có thể cùng Lâm Tuyệt Long vậy, nhất định có thể nghiền ép. Tiểu súc sinh, 5 năm trước ta có thể giết cả nhà ngươi, hôm nay ta như thường có thể ở đài võ đạo ngược giết ngươi. Lâm Tuyệt Long một tiếng giống giận, dễ như bớn kiếm thế hướng Diệp Thần vào tới. Toàn bộ cung thể thao cũng chấn động lên. Mọi người kinh hãi. Ngươi lấy là ngươi ăn chắc ta. Diệp Thần cười nhạo một tiếng, đột nhiên hỏi. Dứt lời. Diệp Thần trong tay Trảm Long kiếm hơi lay động, trong cơ thể long ngâm tựa như phá thể ra. Hắn quanh thân sinh ra một loại thiên đạo vô cùng vô tận, nhân đạo hèn mọn như kiến cảm giác. Đài võ đạo hạ, tất cả mọi người đều yên lặng ở Lâm Tuyệt Long ngút trời kiếm ý dưới, khen ngợi vạn phần. Nhưng không ai chú ý Diệp Thần. Bởi vì Diệp Thần ở bọn họ trong mắt chẳng qua là một cái kéo dài hơi tàn con kiến hôi vậy. Cái này Diệp Thần thật ra thì cũng coi là một phương thiên tài, đáng tiếc, chỉ tu luyện 5 năm, vậy Lâm Tuyệt Long nhưng mà tu luyện mấy chục năm, lại có vô số tài nguyên đôi triệt thiên tài. Gặp phải có thể ngưng tụ kiếm thế thiên tài, Diệp Thần liền lộ vẻ được quá nhỏ bé. Phỏng đoán tại chỗ có thể chống đỡ một kiếm này là chỉ có Bách Lý Hùng đi. Hừ, ai kêu hắn khùng như vậy ngông, dám khinh thường Lâm Tuyệt Long, hắn chết chắc, tuyệt đối là chết không hết tội. Đài võ đạo hạ, rối rít nghị luận. Giang nữ dung muốn xông lên, nhưng phát hiện một cổ vô hình uy áp trở trụ trước nàng. Bàn tay của nàng tất cả đều là mồ hôi, nàng và nhi tử mới chung nhau liền vài ngày như vậy, nàng thật lòng không muốn Diệp Thần xảy ra chuyện à. Hạ Nhược Tuyết và Tôn Di sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi, liền máu cắn ra được liền vậy không có cảm giác. Bách Lý Hùng cảm giác được không đúng, muốn xông lên động thủ. Nhưng phát hiện một cái gầy đét tay đè hắn xuống bả vai. Ngươi thành tựu tướng quân, hơn nữa không thể nhúng tay đài võ đạo. Bách Lý Hùng con ngươi thoáng qua một chút tức giận, nặn chặt quả đấm tay vẫn là buông lỏng. Rõ ràng. Còn nữa, Bắc Bộ biên giới có lực lượng thần bí tàn sát Hoa Kiều, đài võ đạo ngươi không cần coi lại, kết quả rất rõ ràng, mang thiết huyết doanh đi trấn áp, đây là thủ trưởng ý nghĩa. Bách Lý Hùng con ngươi có giúp một cái. Hắn cảm giác được không đúng, lúc này làm sao biết phải phái hắn đi trấn áp Bắc Bộ thế lực. Nhưng là gầy đét trên tay lão giả văn kiện nhưng là vị kia con dấu. Mấu chốt cái này gầy đét ông già nhưng mà Hoa Hạ người bảo vệ một trong à. Làm sao có thể lừa gạt hắn? Còn không đi nhanh, người chậm một giây, có thể sẽ chết trăm vị Hoa Hạ công dân. Bách Lý Hùng nhìn một cái trên đài võ đạo Diệp Thần, khẽ cắn răng, vẫn là hướng bên ngoài đi. Bách Lý Hùng hoàn toàn không biết sau khi hắn rời đi, cái đó gầy đét Hoa Hạ người bảo vệ khóe miệng nhưng là lộ ra một đạo nụ cười tàn nhẫn. Lạnh như băng thêm là máu. Trên đài võ đạo, Lâm Tuyệt Long mang mưa rơi 9 tầng trời cái này cường đại kiếm ý đánh xuống, điên cuồng đến mức tận cùng. Mà Diệp Thần đang làm gì? Hắn cũng không có làm gì, mặc cho kiếm ý đánh xuống. Mặc cho chết chiếm đoạt. Buông tha, ha ha. Tiểu súc sinh, rốt cuộc cảm thấy sợ hãi đi. Chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ đưa cho ngươi phụ thân mẫu thân cùng lên đường, như vậy ngươi ở suối vàng dưới cũng không cô đơn. Oanh 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 oanh, kịch liệt năng lượng ba động bùng nổ.
Diệp Thần đứng vị trí, chân khí sôi trào, không khí run rẩy, đài võ đạo trực tiếp vỡ thành hai mảnh. Có thể gặp một kiếm này uy lực. Không chỉ như vậy, đài võ đạo hai bên cũng là sinh ra mạnh mẽ vết kiếm, tựa như động đất. Toàn bộ cung thể thao kịch liệt đung đưa. Có chút cáu tức yếu người tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi. Một lúc lâu, năng lượng ba động mới tản đi. Diệp Thần ban đầu đứng vị trí, tất cả đều là cuồn cuộn khói mù. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trắng xóa một mảnh. Không có ai nhìn thanh bên trong chuyện gì xảy ra. Diệp Thần chết. Người đây không phải là nói nhảm, Lâm Tuyệt Long như vậy kiếm ý dưới, hắn không chết mới là lạ, đáng tiếc liền một bộ hoàn chỉnh thân thể cũng không có. Không thể nào, trận chiến này liền kết thúc, hắn như thế yếu. Không phải hắn yếu, là Lâm Tuyệt Long quá mạnh mẽ. Sau ngày hôm nay, Lâm Tuyệt Long chính là xứng đáng không thẹn hoa hạ người thứ nhất. Mọi người ở đây nghị luận lúc. Một chút ánh sáng mang, đột nhiên tách thả ra. Tiếp theo, kim mang đại thịnh. Một đạo tiếng long ngâm vang khắp toàn bộ cung thể thao. Ánh sáng nóng rực, lóng lánh mỗi người ánh mắt. Để cho tất cả mọi người, cũng tạm thời mù. Đột nhiên, tầm mắt khôi phục, biểu tình của tất cả mọi người đều tựa như đọng lại. Bởi vì, cung thể thao trên thậm chí có một cái huyết long. Huyết long gầm thét, thêm mắt nhìn xuống con kiến hôi. Vô tận uy áp phóng thích mở, để cho bọn họ lòng rung động đến mức tận cùng. Cái này còn không là đáng sợ nhất. Đáng sợ là huyết long dưới lại đứng một người thanh niên. Thiếu niên quần áo đen như mực, mặt mũi vắng lặng. Hai tròng mắt híp lại, bên trong sát ý sôi trào. Mà hắn trên mình, lại che lấp một tầng nhàn nhạt tia máu. Kinh người trình độ cao nhất. Máu này mang màu sắc và vậy cái trên bầu trời huyết long giống nhau như đúc. Xa xa nhìn, giống như mặt trời nắng gắt chói chang. Một cổ thật lớn dâng trào khí thức bằng bạc, từ trên người hắn phát ra. Tất cả mọi người, cũng sinh ra một loại sẽ đối hắn quỳ xuống đất dập đầu xung động. Theo bản năng liền cảm thấy, hắn chính là hạ xuống nhân gian thiên thần. Có cao nhất uy nghi. Diệp Thần không có chết. Không chỉ không có chết, thời khắc này hắn giống như trôi lơ lửng hậu thế, trong tay nắm một chuôi kiếm lạnh lẽo. Hắn muốn làm gì? Ngay tại đám người kinh ngạc và cực kỳ sợ hãi, vậy trên bầu trời huyết long đột nhiên biến hóa, đáp xuống, trực tiếp hạ xuống trảm long kiếm trên. Diệp Thần khí thế leo lên, huyết long và hắn thân thể, thậm chí là và kiếm hắn hòa làm một thể. Diệp Thần trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Tuyệt Long, hơi híp trong mắt đột nhiên trợn to, quanh thân tia máu bùng nổ. Lạnh như băng dày tiếng giống như lôi âm cuồn cuộn rơi xuống. Lâm Tuyệt Long, quỳ xuống, nhận lấy cái chết. Cái này thanh âm lạnh như băng và long khiếu xen lẫn nhau, làm cho cả quán thể dục tất cả mọi người chấn động. Lại là trực kích Lâm Tuyệt Long tâm hồn. Thình lình đả kích, thật là giống như là búa nện, đem Lâm Tuyệt Long tim đều phải đánh chia năm xẻ bảy. Hắn trong lòng lại sinh ra một chút sợ hãi. Mấu chốt giờ khắc này, Diệp Thần kiếm trong tay giống như chân thần kiếm, run rẩy vạn vật. Kiếm hắn kịch liệt run rẩy, bất an, thống khổ. Không riêng gì kiếm hắn, tất cả mọi người tại chỗ vũ khí cũng kịch liệt lay động. Phẩm cấp thấp kém người, trực tiếp văng tung tóe thành mảnh vỡ. Kiếm đạo ý. Kinh người nghe. Liền tại tất cả người không phản ứng kịp thời điểm, Diệp Thần kiếm động. Phá thiên kiếm ý, thức thứ hai. Chết tinh thần. Dứt lời, đất bằng phẳng sấm dậy, tất cả thiên địa thất sắc. Gió lớn phun trào, bụi bặm đầy trời. Diệp Thần khí thế buông ra, chân khí cường đại phun trào toàn thân, trong tay trảm long kiếm răng khắp nơi, xốc xếch phức tạp, giống như từng tờ một mạng nhện vậy, tung khắp các nơi, lại chậm rãi hướng ra ngoài lan truyền. Trảm long kiếm ngất trời, thế như thí thần, vung tán vậy toàn tại thân kiếm chỗ sát ý, hoàn toàn bùng nổ. Kiếm phong chưa tới, khí lạnh tới trước, sát khí hiện ra hết, giờ khắc này. Trảm long kiếm tựa như bị vô hạn kéo dài, mang ra khỏi vô số đạo hư ảnh, che trời xây, giống như phải đem đúng vùng đất hủy diệt vậy, khí thế bừng bừng. Kiếm ý như tinh thần vậy đập xuống. Rậm rạp chằng chịt, không chỗ ẩn trốn. Lâm Tuyệt Long muốn ngăn trở nhưng có phát hiện không tư cách, kiếm hắn thế toàn bộ vỡ vụn. Không chịu nổi một kích. Không chỉ như vậy,
Lâm Tuyệt Long lại là khạc ra một ngụm máu tươi. Cái này chết ngôi sao uy áp lại để cho hắn trọng thương. Hắn không để ý tới hết thảy, xé ra trên người quần áo, bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi trực tiếp vỗ vào ngực máu cửa xăm trên. Đây là huyết minh bảo vệ tánh mạng võ, cháy tu vi, chỉ là tự vệ. Lâm Tuyệt Long cho rằng cả đời cũng không thể thi triển một chiêu này, lại không nghĩ rằng ở đó một năm năm trước chỉ một cái có thể hủy tiểu tử trước mặt, hắn lại không thể không sử dụng. Làm sao có thể? Lâm Tuyệt Long tâm thần run rẩy, thời khắc này hắn chỉ muốn sống, hắn ở Diệp Thần một kiếm kia dưới cảm thấy sợ hãi. Vô tận sợ hãi. Mặt đất đột nhiên xuất hiện một miếng cổ xưa hồng môn hư ảnh, hồng môn ngăn ở Lâm Tuyệt Long trước người. Cổ xưa phản văn bùng nổ. Định ngăn cản Diệp Thần. Bành! Chết ngôi sao kiếm ý toàn bộ đánh vào máu cửa trên. Máu cửa vậy không ngăn cản được, tại chỗ vỡ vụn. Lâm Tuyệt Long sắc mặt ảm đạm, không ngừng khạc ra máu tươi, thân thể lại là đập về phía đài võ đạo hạ. Bành! Cả người kinh thiên vang lớn, bụi mù cuồn cuộn phun trào. Mặt đất xuất hiện một đạo hố sâu. Lâm Tuyệt Long căn cốt gãy hết, từng ngụm khạc ra máu tươi. Trừ một hơi thở thượng thích chữ, chứ không có cách nào khác. Giờ khắc này, hắn triệt để đánh bại. Yên tĩnh. Cả thế giới rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Đài võ đạo hạ tất cả mọi người đều tựa như hóa đá. Lâm Tuyệt Long và Diệp Thần đánh một trận, ai có thể nghĩ tới kết cục lại và dự tính đi ngược. Lại không phải Diệp Thần thua, mà là Lâm Tuyệt Long. Hắn lại đánh bại. Hoa Hạ tông sư bảng thứ hai, thậm chí đệ nhất tồn tại lại bại bởi một gia hiện nửa năm tiểu tử chưa ráo máu đầu. Hà Quốc Phượng bản muốn nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng vẫn là rất miễn cưỡng nuốt xuống. Hắn kinh hãi là nhìn vậy đạo lãnh ngạo bóng người. Giờ phút này, thân ảnh này cũng không có làm gì nhưng là để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Một kiếm đánh bại Lâm Tuyệt Long, mấu chốt một kích kia để cho hắn sinh ra nhỏ bé ý. Kinh thành thời tiết muốn thay đổi, không đúng, Hoa Hạ thời tiết muốn thay đổi. Hà Quốc Phượng bên cạnh Hà Thắng Hải trong tay bản cầm một cái ly, nhưng là cái ly này vẫn là ở hắn dưới khiếp sợ, rơi trên mặt đất, hóa là nghiền. Giang ra vậy một nơi chỗ ngồi. Giang Kiếm Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, thậm chí dụi mắt một cái nhìn về phía đài võ đạo hạ cực kỳ suy yếu Lâm Tuyệt Long. Ai có thể nghĩ tới ban đầu ở mình trong mắt nhỏ bé hết sức Diệp Thần, lại thành dài làm đến nước này. Hắn loáng thoáng nhớ ở công viên kia, một tên tiểu tử lời nói hùng hồn. Càng nhớ thằng nhóc kia ở cửa Giang ra mang đi Giang nữ dung cường thế. Chuyện cũ phun trào, toàn thân hắn nhiệt huyết thật giống như đang sôi trào. Nắm đấm của hắn gắt gao cầm, không có ai biết Giang Kiếm Phong trong lòng đang suy nghĩ gì. 3. Diệp Thần hắn mới tới tuổi 20, đại ca khi đó cũng không có như vậy nghịch thiên đi, tương lai, Giang gia có thể thật muốn ngửa mặt trông lên Diệp Thần. 3. Nước cờ này, người đi nhầm, người lấy là Diệp Thần là nghiệt chủng, nhiều lắm là cuộc cờ ở giữa không thể quay đầu binh, nhưng là bây giờ hắn, nhưng là tướng soái. Thậm chí có thể nói là không người nào có thể chất vấn đế vương. Trận chiến này, Diệp Thần coi như là dòm ngó ngôi báu Hoa Hạ tông sư bảng, mặc dù Hoa Hạ còn cất giấu vô số cao thủ, nhưng là trên mặt nổi hắn đã dòm ngó ngôi báu, người phải thừa nhận. Giang lão gia tử không nói câu nào, sắc mặt hắn xanh mét. Đục ngầu ánh mắt rơi vào trên đài võ đạo. Tên nghiệt chủng kia lại siêu thoát hắn nhận biết. Mới vừa rồi thi triển một kiếm. Thậm chí liền hắn vậy không nhất định có thể ngăn cản xuống. Cái này đã vượt qua ở cửa Giang ra một kiếm. Bước cờ này, ta thật đi nhầm sao? Nếu như ban đầu đem điều này phàm căn nghiệt chủng thu vào Giang ra, nói không chừng sau ngày hôm nay, Giang ra chính là Hoa Hạ đệ nhất gia tộc liền đi. Giang lão gia tử thầm nghĩ. Hắn thậm chí cảm giác mình một bên gò má bị hung hãn quất một cái, vô cùng đau đớn. Vô hình này một cái tát chính là Diệp Thần đánh. Cái đó hắn một mực cho là nghiệt chủng đánh. Phải nói toàn trường kích động nhất, không ai bằng Giang nữ dung. Thời khắc này nàng lệ rơi đầy mặt, thân thể của nàng run rẩy, người khác ánh mắt đều là sợ hãi và kinh hãi, mà nàng ánh mắt là đau lòng à. Nàng biết thần nhi phàm là cây, cũng biết thần nhi mười mấy năm qua cũng không có tu luyện qua. Thần nhi thay đổi đến từ mấy năm này.
mấy năm này thần nhi phải chịu đựng dạng gì thống khổ mới có thể biến thành như vậy. Vậy gầy yếu bả vai nhận chịu cơ hồ trăm lần thường nhân áp lực. Thậm chí có thể vô số lần ép vỡ thần nhi à. Hạ Nhược Tuyết, Tôn Di, thậm chí còn Chu Nhã, không có bởi vì Diệp Thần cường đại tự hỉ, bọn hắn trong mắt và Giang Nữ Dung như nhau chỉ có đau lòng. Tất cả mọi người đều thấy trên đài võ đạo Diệp Thần gọn gàng cường đại một màn, nhưng chưa bao giờ người thấy Diệp Thần sau lưng bỏ ra và nhẫn nại. Mà giờ khắc này, thành tựu vạn chúng chúc mục tồn tại, Diệp Thần có chút không dễ chịu, hắn cảm giác đan điền chân khí cơ hồ biến mất hầu như không còn. Đây là cường đại phá thiên kiếm ý mang tới hậu di chứng. Diệp Thần uống đan dược, nhưng là chân khí nhưng khôi phục quá chậm. Hắn ánh mắt nhìn về phía hơi thở yếu ớt Lâm Tuyệt Long, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Cho dù trên mình đau đớn, hắn vẫn là nhảy xuống, thân thể có chút không yên, nhưng là vẫn bị hắn cắn răng kiên trì ở. Hắn từng bước hướng Lâm Tuyệt Long đi tới. Lâm Tuyệt Long tràn đầy máu tươi trong mắt, sinh ra một tia sợ hãi. Lâm Tuyệt Long di động thân thể muốn phải hướng phía sau thối lui, nhưng phát hiện căn bản có thể. Hắn vượt động, trong miệng càng không ngừng khạc ra máu tươi. Ngươi không thể giết ta. Lâm Tuyệt Long cắn xé thanh âm nói, hắn muốn dùng cái gì thuật pháp, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Thời khắc này hắn chính là nỏ mạnh chi cung. 5 năm trước, ngươi đối với ta một nhà tạo thành tổn thương, ta muốn ngươi 10 lần trả lại. Diệp Thần một cước giẫm ở Lâm Tuyệt Long bụng trên, rất miễn cưỡng đạp ra một vết thương. Sau đó Diệp Thần tầm mắt rơi vào Lâm Tuyệt Long trên chân, Vân Hồ Sơn Trang ngươi đứt ta phụ thân một cái chân, hôm nay ta đoạn ngươi 2 cái chân. Không muốn. Lâm Tuyệt Long hoàn toàn bị sợ run rẩy. Nhưng là căn bản không có dùng. Diệp Thần một cước đạp, điên cuồng thêm thị huyết một cước. Ken két ca. Chân phải trực tiếp gãy lìa. Nhưng là cái tay này bắt đầu, Diệp Thần lại là một cước hướng Lâm Tuyệt Long đạp đi. Ken két ca. Lâm Tuyệt Long lại một cái chân gãy lìa. Toàn bộ cung thể thao chỉ có Lâm Tuyệt Long thống khổ kêu thảm thiết. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần tay cầm Trảm Long kiếm, không có bất kỳ do dự, một kiếm xuống. Phải giết. Không thể kéo. Mắt xem kiếm phong thì phải đâm vào Lâm Tuyệt Long cổ. Cung thể thao lại tối xuống. Hai đạo thân ảnh cấp tốc cướp tới. Máu kia minh hai vị cường giả ngồi không yên. Thằng nhóc, người không có tư cách giết ta huyết minh người. Dứt lời, Diệp Thần trong tay Trảm Long kiếm bị một cổ cường đại lực lượng đánh bay. Trảm Long kiếm cắm vào vách tường trên, mà Diệp Thần cũng là đánh lui liền mấy phần. Miễn cưỡng ổn định thân hình. Thuộc về sắp chết danh giới Lâm Tuyệt Long đã bị một cái huyết minh cường giả ôm vào trong ngực. Một người trong đó lại là đem một viên đan dược bỏ vào Lâm Tuyệt Long trong miệng. Đây là huyết minh chuẩn bị chọn phương án, vốn cho là không cần, nhưng là Diệp Thần mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng, bọn họ không thể không động thủ. Lâm Tuyệt Long vừa chết, huyết minh vị kia nhưng là phải tức giận. Bọn họ phải đảm bảo. Diệp Thần thấy một màn này, hoạt động hạ cổ, trên người ý định giết người phóng thích, long ngâm từng cơn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vậy 2 cái huyết minh trưởng lão, nhưng dùng cực lớn thanh âm đối với tất cả mọi người nói, đài võ đạo chắc có cường giả trấn thủ đi, chẳng lẽ các người cho phép loại này thứ bại hoại phá xấu xa đài võ đạo quy củ. Diệp Thần nói là cho những cái kia ẩn núp trong bóng tối cường giả nghe. Hắn từ bước vào quán thể dục nháy mắt, liền cảm thấy cường giả hơi thở. Loại người này tất nhiên ẩn núp trong bóng tối bảo vệ đài võ đạo. Hắn bây giờ cần khôi phục, nếu như những người này ra tay, không thể nghi ngờ là tốt nhất biết bao. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Cây bản không có một người đứng ra. Toàn bộ cung thể thao yên lặng đến mức tận cùng. Diệp Thần ánh mắt hướng mấy phương hướng bắn tới, phát hiện mấy người kia căn bản không có lên đường dự định. Thậm chí trong con người có một tia lạnh lùng. Giờ khắc này, Diệp Thần cười. Xem ra những cái kia bảo vệ đài võ đạo cường giả từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có dự định đứng ra. Ha ha! Thủ mẹ ngươi đài võ đạo! Cao cao tại thượng, chấp trưởng quy tắc! Buồn cười! Hắn không biết là bởi vì cái gì để cho liền đám người này vi phạm tín điều, hoặc giả là hoa hạ thể chế và một ít mạng lưới quan hệ bản thân liền tồn tại vấn đề. Tần lĩnh long mạch lần đó,
Cục võ đạo Hoa Hạ đối với Bách Lý Hùng thủ đoạn hèn hạ, kết hợp với trước mắt sự việc, Diệp Thần coi như là rõ ràng. Hắn không thể dựa vào những cái kia cái gọi là quan phương thế lực, chỉ có thể dựa vào mình. Một vị trong đó huyết minh lão giả gặp Diệp Thần lại muốn mượn những cái kia tồn tại lực lượng, cười. Diệp Thần, người chẳng lẽ không biết cái thế giới này có lợi ích nói một chút? Người cảm thấy là người có thể mang cho những người đó lợi ích, vẫn là ta huyết minh. Ta huyết minh có thể cho bọn họ vô số tài nguyên tu luyện. Người có thể không, người quá ngây thơ rồi. Lão kia người cười âm hiểm, tựa như nắm trong tay hết thảy. Huyết minh cho tới bây giờ không đánh không nắm chắc cuộc chiến. Diệp Thần con ngươi híp lại, quả nhiên, huyết minh dùng một ít tài nguyên thu mua đám người này. Cũng hoặc là toàn bộ quán thể dục người đều bị đối phương thao túng. Bỏ mặc Lâm Tuyệt Long bại vẫn là thắng, kết quả ở bọn họ trong mắt đều phải như nhau. Diệp Thần ngược lại là đối với huyết minh tò mò. U hồn ngục giam, hơn nữa thao túng đài võ đạo, máu này minh có thể không bình thường. Hắn ánh mắt nhìn lướt qua chung quanh, phát hiện Bách Lý Hùng không thấy. Vậy mấy cái số một người bên người cũng không thấy. Sự việc so hắn tưởng tượng muốn khó giải quyết nhiều. Huyết minh lão giả tựa hồ nhìn thấu Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, cười lạnh nói, ngươi không cần tìm, Hoa Hạ biên giới xảy ra vấn đề, hơn nữa không phải giống vậy vấn đề, Bách Lý Hùng và vị lãnh đạo kia hẳn không rảnh chiếu cố đến ngươi sống chết. Huống chi hắn coi như muốn chiếu cố đến cũng đã không còn kịp rồi. Nếu như ta là ngươi, vẫn là cân nhắc như thế nào sống sót. Còn nữa, ngươi không muốn dựa vào những thứ này vây xem gia tộc và thế lực, bọn họ cũng sẽ không xuất thủ giúp ngươi. Cũng hoặc là nói, bọn họ căn bản không giúp được ngươi. Giờ phút này, ở biến hóa bất thình lình dưới, những người đó vẫn ngồi ở mình vị trí. Thờ ơ! Mặc dù có chút người trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng là cái này kinh ngạc rất nhanh biến thành chuyện đương nhiên. Bọn họ rất rõ ràng, Diệp Thần hôm nay nếu như không chết, Hoa Hạ thế cục tất nhiên hỗn loạn. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần chỗ xấu, không có một tia chỗ tốt. Kết quả tốt nhất, chính là Diệp Thần biến mất ở cái thế giới này. Thằng nhóc, ta huyết minh chỉ cho một mình ngươi lựa chọn, quỳ xuống, sau đó giao ra trên mình ngươi bí mật và võ. Dĩ nhiên vậy bao gồm ngươi bước vào tần lĩnh long mạch lấy được đồ. Ngươi ở bên trong nán lại hai ngày, không thể nào không công mà về đi. Huyết minh lão giả nhàn nhạt nói, hắn giọng cao cao tại thượng, tựa như ăn chắc Diệp Thần. Diệp Thần không trả lời, dư quang nhìn một cái mẫu thân và Hạ Nhược Tuyết đám người phương hướng, tạm thời không gặp nguy hiểm. Sau đó ánh mắt mới rơi vào huyết minh lão giả trên mình, để cho ta quỳ xuống, ngươi chắc chắn ngươi có cái này tư cách sao? Huyết minh lão giả mới vừa muốn nói chuyện, Hà Quốc Phượng nhưng là đứng dậy, lạnh lùng nói, Diệp Thần, ngươi chẳng lẽ còn không biết rõ thế cục sao, hai vị đại nhân này để cho ngươi quỳ, là vinh hạnh của ngươi, còn không quỳ xuống cho ta. Còn nữa, ngươi hẳn không biết, toàn bộ cung thể thao đều bị chúng ta thao túng đi. Phụ nữ của ngươi, mẫu thân, thậm chí còn ngươi, cũng đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Hà Quốc Phượng vỗ tay một cái. Vô số đạo tiếng bước chân xuống, cung thể thao ngay tức thì tràn vào trăm vị hơi thở tốt cường giả, lại là đem tất cả cửa vào phong tỏa. Lực lượng này vốn chính là dùng để đối phó Diệp Thần, hắn lại là liên hiệp phần lớn Hoa Hạ gia tộc cao cấp, căn bản không dự định để cho Diệp Thần còn sống đi ra ngoài. Coi như không có huyết minh cường giả xuất hiện, kết quả cũng giống vậy. Thằng nhóc, xem ra ngươi rất không được đợi gặp, tất cả mọi người đều muốn ngươi chết. Huyết minh lão giả âm trầm nói. Làm xong hết thảy các thứ này, Hà Quốc Phượng lại là đi tới huyết minh trước mặt của lão giả, khom người, nịnh nọt nói, đại nhân, chúng ta lực lượng mặc dù không bằng ngài, nhưng là cũng là một đạo lực lượng, hy vọng đại nhân bỏ qua cho. Thời khắc này Hà Quốc Phượng cực kỳ giống một con chó. Huyết minh lão giả gật đầu một cái, không có cùng Hà Quốc Phượng nói một câu nói nhảm. Ở hắn trong mắt, con chó này không xứng. Bất quá thế cuộc trước mắt thật đối với Diệp Thần rất bất lợi à. Hà Quốc Phượng gặp huyết minh lão giả không có nói gì, trên mặt có chút không nén giận được, liền nói tất cả mọi người nghe lệnh, đem vậy mấy phụ nữ vậy đặt lên tới. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Diệp Thần rét lạnh lời nói rơi xuống. Long có nghịch lân tiếp xúc hẳn phải chết, mà Hà Quốc Phượng đã chạm tới hắn nghịch lân.
trong tay hắn lóe lên một luồng ánh sáng đen. Máu Mai Phiêu bắn đi ra ngoài, tốc độ quá nhanh. Sắp đến Huyết Minh lão giả vậy không có phản ứng kịp. Phốc xích, máu Mai Phiêu xuyên thấu Hà Quốc Phượng ấn đường, Hà Quốc Phượng trực tiếp ngã ở trong vũng máu. Chẳng ai nghĩ tới, ở đây sao bất lợi dưới tình huống, Diệp Thần lại còn biết giết người. Nhưng là vậy trăm vị cao thủ cũng không có Hà Quốc Phượng chết mà dừng lại, vẫn hướng Giang Dung các nàng lao đi. Giang Dung, Hạ Nhược Tuyết, Tôn Di, Chu Nhã trên mình rối rít phun trào ra chân khí, các nàng có tu vi, dưới mắt chỉ có thể chống lại, chí ít không cho Diệp Thần kéo chân sau. Trừ các nàng, tất cả mọi người tại chỗ mắt lạnh nhìn. Xã hội lạnh lùng, liền liền Giang gia cũng là như vậy. Duy chỉ có một người. Giang Kiếm Phong thân hình chớp mắt, đi tới Giang Dung trước người, trường kiếm sử dụng, mắt lạnh nhìn mọi người, ai dám bước ra một bước, giết. Diệp Thần thấy Giang Kiếm Phong đứng ra, khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười. Không có người chú ý tới, hắn khóe miệng nụ cười là tự tin. Ám điện nghe lệnh, những người này, không cần cho bọn họ cơ hội, trực tiếp giết. Không chừa một mống. Để cho tất cả mọi người bất ngờ là... Rõ ràng thuộc về yếu thế Diệp Thần lại nói lớn tiếng ra như thế một câu nói. Ám điện. Ngay tại đám người hoảng hốt lúc đó, giữ cửa cường giả thân thể nổ bể ra. Mấy cái cửa ra vào trực tiếp phá vỡ, hơn nữa tràn vào không mấy cái bóng đen. Bóng đen tốc độ cực nhanh. Đến mức, đều là giết hại và chết. Ám điện tới. Diệp Thần không đánh trận chiến không nắm chắc. Ám điện cái này lực lượng hắn một mực lưu ở trong bóng tối không có dùng. Ám điện và huyết mai điện kết hợp, hắn cho đám người này đan dược cùng với võ, để cho bọn họ mạnh mẽ, chính là vì ngày hôm nay. Đám người này có thể không đối phó được cao cấp cường giả cũng hoặc là trước mặt hai vị huyết minh lão giả, nhưng là đối phó những gia tộc này và thế lực ngưng tụ uy hiếp mình lực lượng, vậy là đủ rồi. Ám điện chỉ sẽ giết người. Trừ cái này ra. Đừng không những thứ khác. Nhô lên như lên biến hóa để cho tất cả mọi người khiếp sợ, từng đạo bóng đen rời rạc ở trong đám người. Chỉ có thể nghe được từng tiếng kêu thảm thiết, đám người này nghiêm chỉnh huấn luyện, đám người này còn biết trận pháp giết người. Đám người này đánh đâu thắng đó, không người nào có thể ngăn cản. Ngắn ngủi 20 giây, trên mặt đất lại toàn là thi thể. Hà gia và đông đảo gia tộc ngưng tụ ngăn trở Diệp Thần đội ngũ, toàn bộ bị chu diệt. Cung thể thao lại là một mảnh biển máu. Hơn 10 vị ám điện cũng hoặc là huyết mai điện tinh nhuệ gắt gao coi giữ Giang Dung các người, lại là làm thành một vòng, tựa như khôi giáp. Như muốn động các nàng, thì nhất định phải từ nơi này chút ám điện cường giả trên thi thể dẫm lên. Đồng thời, Diệp Lăng Thiên và Lục Lăng Phong một bước bước ra, đi tới Diệp Thần trước mặt, trực tiếp quỳ xuống. Diệp Lăng Thiên, bái kiến điện chủ. Lục Lăng Phong, bái kiến điện chủ. Sau đó, trăm người quỳ xuống. Một đạo kinh thiên gầm thét vang khắp. Bái kiến điện chủ. Bái kiến điện chủ. Đám này ám điện cường giả tiếng giống giận trong, trên mình sát ý vô tận phóng thích. Bọn họ ẩn núp trong bóng tối hồi lâu, chính là vì hôm nay ở chỗ này phóng thích giá trị. Điện chủ gặp nạn, bọn họ há có thể không cứu. Khí thế cường đại, ngưng tụ một lòng, đỉnh đầu trực tiếp hiện lên thành hai đạo hư ảnh. Một đạo hư ảnh là một đóa tựa như máu tươi ngưng tụ to lớn hoa mai. Một món khác hư ảnh chính là một đầu quanh quẩn cửu thiên trăm trượng hắc long. Như vậy dị tượng cơ hồ làm cho cả cung thể thao che khuất bầu trời, rơi vào một mảnh bóng tối và trong sợ hãi. Giờ khắc này, đám người yên tĩnh. Vốn cho là Diệp Thần và những phụ nữ kia rơi vào hẳn phải chết cảnh, lại không nghĩ rằng, lại có thể ngang trời xuất thế một chi sát ý ngập trời đội ngũ. Cái này chỉ đội ngũ chừng trăm người, tràn ngập ở quán thể dục chung quanh, để cho người cảm thấy tàn nhẫn và máu tanh hết sức. Mấu chốt đám người này lại thần phục với cái đó lãnh ngạo thanh niên. Điện chủ. Đám người này lại kêu hắn điện chủ. Nguyên bản mất đi khống chế tình cảnh trực tiếp bị Diệp Thần ám điện cưỡng ép chân áp. Một màn này, để cho tất cả mọi người tại chỗ trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Những cái kia bản dự định giễu cợt Diệp Thần cường giả một câu lời cũng không dám nói, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, muốn nhìn ra đối phương là làm sao làm được. Hà Thắng Hải chết cháu trai, lại chết nhi tử, vốn cho là ngày hôm nay có thể thấy Diệp Thần bỏ mình,
để báo mối hận trong lòng. Lại không nghĩ rằng, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Giờ phút này Hà Thắng Hải sắc mặt đạt tới tức giận. Ngay tại lúc này, Hà Thắng Hải bên người một vị ông già phát hiện cái gì, kinh hô, lão gia, máu kia mai. Máu kia mai hư ảnh xuống cường giả là Hoa Hạ đệ nhất sát thủ tổ chức Huyết Mai Điện. Hà Thắng Hải nghe được Huyết Mai Điện, con người có giúp một cái, nhìn một cái bên cạnh ông già, chất vấn, người chắc chắn. Lão gia, ta chắc chắn à, một vị trong đó sát thủ Hà gia chúng ta từng thuê qua, ta và hắn đã từng quen biết. Không sai được. Nghe được câu này, Hà Thắng Hải diễn cảm ngưng trọng. Trước mắt phải đối mặt không riêng gì Huyết Mai Điện, đầu kia đỉnh ngưng tụ một cái hắc long thế lực vậy không thể khinh thường. Cái này Diệp Thần rốt cuộc lai lịch ra sao, lại bất chi bất giác chấp trưởng loại này lực lượng. Tại chỗ phần lớn thế lực cũng nhận ra vậy đóa Huyết Mai, cũng biết chân áp đám kia cường giả tồn tại chính là Huyết Mai Điện. Giang lão gia tử, Giang Kiếm Phong, thậm chí còn tất cả mọi người tại chỗ đều nín thở. Bọn họ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hết thảy thật giống như rõ ràng. Huyết Mai Điện sừng sững Hoa Hạ nhiều năm như vậy, lại là Hoa Hạ xứng đáng không thẹn đệ nhất sát thủ tổ chức. Ngay tại trước đoạn thời gian, Huyết Mai Điện đột nhiên ngưng sát thủ nhiệm vụ. Đây hoàn toàn không hợp lý. Không chỉ như vậy, lại là đóng kín trang web, tuyên bố thông báo, thành lập ám điện. Cái này một loạt cử động, Hoa Hạ gia tộc cũng không đoán ra. Vốn cho là Huyết Mai Điện nội bộ cải cách. Mà trước mắt xem ra, căn bản không phải. Huyết Mai Điện hết thảy biến hóa chỉ vì là một người thanh niên, đó chính là Diệp Thần. Chẳng lẽ cái này Diệp Thần trấn áp Huyết Mai Điện, thậm chí đem nó đổi vì mình thế lực. Tên này là làm sao hàng phục đám người này. Tất cả mọi người trong lòng có mang nghi ngờ, nhưng là sự thật trước mắt nhưng nói cho bọn họ, chi này trăm người chiến tướng vừa ra. Vậy là đủ rồi. Giang lão gia tử nhìn vậy từng đạo quỳ xuống bóng người, thở dài một tiếng, bước cờ này, thật đi nhầm, ta một mực xem thường nghiệt chủng, hôm nay gặp mưa gió, sợ rằng phải hóa long à. Vô tận than thở truyền tới, nói ra Giang lão gia tử trong lòng hối tiếc và không biết làm sao. Diệp Thần nhìn một cái sau lưng Diệp Lăng Thiên và Lục Lăng Phong, cùng với những cái kia ám điện cường giả, cánh tay vung lên, đứng lên. Điện chủ. Rầm 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 rầm, từng đạo thanh âm cùng kêu lên rơi xuống. Ám điện cường giả thẳng đứng, tay cầm vũ khí trên thậm chí còn nhỏ máu, trong mắt kiên quyết. Lục Lăng Phong, hộ tống ta mẫu thân và bằng hữu rời đi, người bất kỳ dám ngăn trở, giết không tha. Đối với Diệp Thần mà nói, dưới mắt bên người an nguy quan trọng hơn. Mặc dù ám điện trăm người thực lực rất mạnh, nhưng là cái này hai vị huyết minh lão giả cũng không tốt như vậy đối phó. Huống chi chỗ tối mấy vị kia cường giả không biết đối với chuyện này thái độ gì. Nếu như nhắm mắt làm ngơ, vậy tốt nhất, những người đó như làm khó dễ mình, không thể nghi ngờ là liên tiếp gặp tai nạn. Điện chủ. Lục Lăng Phong hướng Giang Nữ Dung đi tới, vung tay lên, mang 50 vị huyết mai điện cường giả hộ tống Giang Nữ Dung rời đi. Không người nào dám ngăn trở. Ngay tại Lục Lăng Phong muốn hộ tống những người đó rời đi đang lúc, một vị tay cầm quạt xếp huyết minh lão giả mở miệng nói, ta có để cho các người đi sao? Ở trong mắt bọn họ, những nữ nhân này giá trị mặc dù không bằng Diệp Thần, nhưng là những người này nhưng là uy hiếp Diệp Thần thủ đoạn tốt nhất. Lấy tiểu tử này tính cách, muốn móc ra một ít thứ rất mệt khó khăn. Nếu như dùng những phụ nữ này tới uy hiếp thằng nhóc này, kết quả kia cũng không giống nhau. Diệp Thần con người hiện lên lạnh, đan điền chân khí ngưng tụ mấy phần, hắn bước ra một bước. Diệp Lăng Thiên và ám điện đông đảo cường giả cũng đều đi tới Diệp Thần bên người, ý định giết người phóng thích. Chỉ cần Diệp Thần một câu nói, bọn họ tất nhiên thề chết theo. Coi như trước mặt hai ông cụ thực lực mạnh hơn nữa, bọn họ thà chết trận, cũng không biết lùi bước. Diệp Thần năm ngón tay nắm chặt, trảm long kiếm nhắm thẳng vào đối phương. Gần từng chữ, người ta, người không có tư cách động. Tay cầm quạt xếp huyết minh lão giả hừ lạnh một tiếng, những người này, những cái kia Hoa Hạ gia tộc có thể sẽ kiêng kỵ, nhưng là đối với ta lại nói, chẳng qua là hao phí tinh lực mà thôi, thằng nhóc, mới vừa rồi đài võ đạo một kiếm kia, người hẳn chi nhiều hơn thu không thiếu đi, người cảm thấy người bây giờ còn có chống cự có thể.
Huyết Minh lão giả mép cầu lau một cái âm u cười, mới vừa rồi hắn nhưng mà thấy rõ hết thảy. Thằng nhóc này đã dùng hết chân khí trong cơ thể, bây giờ rõ ràng cho thấy cáo mượn oai hùng, lúc này chém chết hắn không thể nghi ngờ là cao nhất cơ hội. Đảm Nhiệm Phi Phàm con ngươi co giúp một cái, nói thẳng, Lục Lăng Phong, đưa các nàng rời đi. Nếu có ngăn trở, giết chết không bị tội. Đứng ở cửa Lục Lăng Phong không do dự nữa, trực tiếp hướng bên ngoài đi. Chạy đi đâu? Huyết Minh lão giả hừ lạnh một tiếng, tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh. Vừa định ngăn lại đám người kia, Diệp Thần đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Trảm Long kiếm xé không khí, trực thủ đối phương chỗ hiểm. Còn muốn cản ta, ta từ Côn Lôn hư tới, thực lực đủ để nghiền ép ngươi, tự tìm cái chết. Tay kia cầm quạt xếp Huyết Minh lão giả, đem quạt xếp hợp lại, một đạo nhọn lưỡi đao lại chui ra. Chớp mắt bây giờ biến thành lưỡi đao. Đinh, một tiếng, Trảm Long kiếm và quạt xếp đụng vào nhau. Kịch liệt tia lửa bắn tung tóe. Đợt khí hướng bốn phương tám hướng cuộn sạch đi, hai người ngay tức thì tách ra. Diệp Thần lui về phía sau mấy bước. Huyết Minh lão giả con người hiện lên lạnh, sắc bén quạt xếp lần nữa hướng Diệp Thần cổ đi. Thằng nhóc, ly hợp cảnh còn dám chờ ta, tự tìm cái chết. Nếu như lại cho ngươi tu luyện 10 năm, ta có thể không phải ngươi đối thủ, nhưng là bây giờ, ngươi phải cho ta thần phục. Lưỡi đao vạch qua không khí, liền một sợi tóc thổi qua cũng biết gãy làm hai khúc, sắc bén vô cùng. Diệp Thần đối với cái này lưỡi đao không thèm để ý chút nào, cánh tay hoành bày, Trảm Long kiếm lần nữa ngăn cản đi. Mặt đất nổ vang không ngừng, tia lửa đầy trời. Diệp Thần đan điền còn sót lại chân khí không ngừng tiêu tán. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực đối phương hùng hậu. Cái này Huyết Minh lão giả chỉ ít cách hợp cảnh tầng 8 trên. Thậm chí liền chân nguyên cảnh cũng có thể. Diệp Thần chút nào không dám xem thường. Bành! Lại là một kích, Diệp Thần có thể cảm giác được rõ rệt cánh tay chấn động nhám, Trảm Long kiếm thậm chí thiếu chút nữa lần nữa rời tay. Có thể ở ta trên tay ngăn cản nhiều như vậy chiêu, xem ra vẫn là ta xem thường ngươi. Ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, rốt cuộc có nguyện ý hay không giao ra những thứ đó. Một tiếng gào thét. Huyết Minh lão giả căn bản nhìn không được hết thảy, hướng Diệp Thần đánh tới. Ý định giết người gào thét, Huyết Minh lão giả tựa như hóa là một đầu gầm thét sư tử đực. Lần này, trong tay hắn quạt xếp lực lượng không gia tăng, và Trảm Long kiếm đụng vào nhau. Trảm Long kiếm trực tiếp đánh bay. Diệp Thần thân thể cũng là lùi lại hết mấy bước. Nếu như Diệp Thần ở thời kỳ tột cùng có thể còn có đánh một trận có thể. Nhưng là mới vừa rồi đài võ đạo phá thiên kiếm ý cơ hồ để cho hắn yếu ớt đến mức tận cùng. Diệp Thần đã không có luân hồi mộ địa lực lượng có thể mượn. Tay cầm quạt xếp Huyết Minh lão giả thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, thằng nhóc, ngươi bây giờ ngược lại là cuồng à. Ở ta trong mắt ngươi và con kiến hôi không việc gì khác biệt. Không để ý tới nữa Diệp Thần, vậy Huyết Minh lão giả hướng Lục Lăng Phong đuổi theo. Nhưng là hắn còn không có bước ra mấy bước. Nhưng phát hiện chung quanh trạng thái và linh khí hoàn toàn biến hóa. Sau lưng thanh niên trạng thái có cái gì không đúng. Hắn chợt xoay người nhìn về phía Diệp Thần, nhưng phát hiện tay đối phương chỉ đang nhanh chóng bóp quyết. Một giây kế tiếp, một đạo sáng chói linh phù trực tiếp tạo thành. Huyết Minh lão giả giật mình. Linh phù một đạo, thằng nhóc này lại nắm giữ linh phù một đạo, mấu chốt đối phó sử dụng bổn mạng linh phù lại là hắn từ chưa từng thấy qua. Không tốt. Huyết Minh lão giả theo bản năng hướng Diệp Thần vào tới, phải ngăn cản. Nhưng không còn kịp rồi. Diệp Thần trong mắt đỏ thẫm, ý định giết người đột nhiên bùng nổ, huyết long hướng bổn mạng kia linh phù đụng đi. Toàn bộ cung thể thao tựa như cũng làm chấn động một cái. Ta nói, ngươi không có tư cách động người ta. Nếu muốn động, coi như ta bị thương, cũng phải để cho ngươi trả giá thật lớn. Dứt lời. Diệp Thần lòng bàn tay bắn ra một giọt máu tươi. Máu tươi, bổn mạng linh phù, huyết long hư ảnh, ba đạo lực tính bỗng nhiên kết hợp. Diệp Thần tu vi và khí thế lại là leo thăng lên. Hắn muốn mượn linh phù một đạo, dù là bỏ ra giá cực lớn, cũng phải để cho lão kia người chết. Huyết Minh thì như thế nào, xem ta chém ngươi. Diệp Thần một tiếng giống giận, mấy bước ngang qua ra, nếu như bá vương hạ xuống. Thương Long huyễn thân quyết ở dưới chân di động,
chớp mắt bây giờ sẽ đến huyết minh lão giả trước người. Không có Trảm Long kiếm, chỉ bằng vào quả đấm và thân thể, đủ. Hừ, thằng nhóc thúi, xem ra trên mình ngươi đúng là có bí mật, linh phù một đạo hoa hạ có rất ít người biết. Đã như vậy, gục xuống cho ta. Ông già năm ngón tay hướng Diệp Thần bấu vào. Hắn không dám giết Diệp Thần, nhưng mưu toan trói buộc Diệp Thần. Nhưng là thời khắc này Diệp Thần như quỷ mị, làm sao trói buộc. Thương Long huyễn thân quyết dưới, Diệp Thần tránh huyết minh lão giả một kích, đảo mắt bây giờ, gần sát đến huyết minh lão giả bên người, năm ngón tay nặn chặt, một quyền trực tiếp đánh ra. Hành vi như gió, động như hổ, thế như thương khung hạ xuống. Đụng. Đảo mắt bây giờ, nặng nề tiếng va chạm truyền tới, giống như núi cao va chạm. Huyết minh lão giả ngẩn ra, căn bản không nghĩ tới thằng nhóc này trước một giây vẫn là yếu ớt hạng người, sau một giây, lại cường đại đến mảnh đất này bước. Cái này chẳng lẽ chính là linh phù thuật pháp mạnh mẽ? Hắn muốn tránh tránh, nhưng căn bản không kịp. Diệp Thần một quyền đánh bể chân khí của hắn bình phong che chở. Từng trận thanh thúy tiếng xương cốt gãy bung ra. Huyết minh lão giả gương mặt ngay tức thì vặn vẹo. Hắn vai trái rất miễn cưỡng nhận chịu Diệp Thần một quyền. Xương cơ hồ vỡ vụn. Hắn trợn to hai mắt, phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Thân thể lại là lui về sau dòng dã 10 bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Làm sao có thể? Diệp Thần không chút do dự nào, lập tức một bước bước ra, hắn hai chân đụng chạm mặt đất lại không biết lõm xuống. Có thể gặp uy lực. Quanh thân gió lớn cuộn sạch. Hắn rất rõ ràng, cái này linh phù thuật pháp lực chỉ có thể kéo dài 5 phút thời gian, nếu như cái này 5 phút, hắn không giải quyết những người này, vậy thì thật phiền toái. Chớp mắt bây giờ, Diệp Thần lần nữa đi tới huyết minh trước mặt của lão giả, một quyền đánh ra. Một quyền này, phảng phất có một cái huyết long ở trong cơ thể hắn vọt ra, vô cùng hoảng sợ. Giờ khắc này, bị khí tức tử vong ngay tức thì bao phủ huyết minh lão giả. Trong lòng còn dư lại chỉ có không cam lòng và sợ hãi. Mắt xem Diệp Thần lần nữa một quyền đánh ra, hắn lần nữa lui về phía sau, ánh mắt chú ý tới cái gì, cầm một cái chế trụ vậy Hà Thắng Hải cổ, trực tiếp ném ra ngoài. Hà Thắng Hải hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ trở thành là đối phương bia đỡ đạn. Vốn định ổn định thân hình, Diệp Thần một quyền đã đập xuống. Phốc phốc phốc, hắn trong miệng máu tươi cuồng phún, bất quá là trong nháy mắt. Hà Thắng Hải cả người liền là giống như đạn đại bác vậy, đổ bay ra. Mắt thường có thể thấy được, ngực hắn sụp đổ, con người tựa như trừng ra ngoài vậy. Cường đại đánh vào lực, trực tiếp đem hắn đụng vào một mặt vách tường trên. Tại chỗ thân thể nổ tung, tràn đầy máu tươi. Hà gia đệ tam toàn bộ chết, một cái gia tộc cao cấp lúc này sa sút. Vậy huyết minh lão giả cảm giác được không đúng, vội vàng hướng một người đồng bạn khác nói. Đem Tuyệt Long để một bên, bắt trước người này. Hay không người vô cùng hậu hoạn. Còn nữa, Lâm Ngạo, người có muốn hay không là ngươi nhi tử trả thù, đồng loạt ra tay. Được. Thoáng qua bây giờ, hai vị huyết minh lão giả cùng với Lâm gia tộc đủ dài đều hướng trước Diệp Thần đi. Gió lớn gào thét, thế như tia chớp. Trường ấn đầy trời, trực tiếp hướng Diệp Thần bộ vị yếu hại đánh tới. Giờ khắc này. Diệp Thần áp lực bỗng nhiên tăng lên. Ba vị tu luyện mấy chục năm cao cấp cường giả lại liên thủ đối phó một cái 20 tuổi tiểu tử. Đây quả thực là cười nhạo. Nhưng là bọn họ căn bản không có biện pháp à, bây giờ Diệp Thần chân thực quá cường thế. Trường gió gào thét, như mưa to gió dữ, hướng Diệp Thần cuộn sạch đi. Hôm nay, coi như ta chết, các người cũng đừng nghĩ tốt hơn. Giết! Diệp Thần một tiếng gào thét. Đối mặt khí thế bừng bừng ba người, hắn ngang nhiên không sợ. Không lùi mà tiến tới, mấy bước bước ra. Huyết long lao ra thân thể, mỗi một kích cũng hướng ba người đi. Nặng nề tiếng bước chân chính giữa, Diệp Thần cả người hoảng như lưu quang, phá vỡ thương khung. Hắn toàn thân đều bị huyết sát đánh thẳng vào, trong mắt đỏ thẫm, mỗi một kích đều là động dùng toàn lực. La sát quyền. Giết lôi quyền. Một quyền lại một quyền đánh ra, không còn gì thiên địa. Vô tận chân khí, tựa như hội tụ thành là sông biển, lao nhanh ra. Trong nháy mắt, Diệp Thần cả người nếu như hóa là thương long dáng thế, hướng ba người đi.
Oanh! Diệp Thần hai quả đấm trực tiếp và ba người lực lượng đụng vào nhau. Đất bằng phẳng sấm dậy, tất cả thiên địa thất sắc. Gió lớn phun trào, bụi bặm đầy trời. Quán thể dục vách tường cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Bụi bặm biến mất. Ba người rất miễn cưỡng bị Diệp Thần đánh lui. Chật vật cực kỳ. Nhưng là Diệp Thần cũng là khạc ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này, có mấy cái Hoa Hạ gia tộc cường giả nhìn nhau, đồng loạt lao ra, hướng Diệp Thần đi. Bất kể như thế nào, Diệp Thần cái này nghịch thiên tồn tại tuyệt đối không có thể còn sống, nếu không gia tộc của bọn họ tất nhiên cả đời bị đối phương đè, lại là ở trong bóng ma. Điện chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Ám điện cường giả đồng loạt lao ra, Diệp Lăng Thiên cũng là xông vào chiến cuộc trong. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Thấy một màn này, chung quanh một mực xem cuộc chiến những gia tộc kia không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ai có thể nghĩ tới một cái tới tuổi 20 thanh niên lại có thể đem Hoa Hạ võ đạo giới khuấy long trời lỡ đất. Giang Kiếm Phong đã tới Giang lão gia tử bên người, còn người nghiêm túc, cũng không để ý được không đắc tội, nói thẳng, ba, dưới mắt chính là Diệp Thần cần giúp thời điểm, chúng ta như quả không ngoài tay, thì thật không còn kịp rồi. Giang lão gia tử con ngươi híp lại, hắn quả thật có xuất thủ dự định, nhưng là nếu quả thật giúp Diệp Thần, không thể nghi ngờ đắc tội Huyết Minh. Tổng hợp cân nhắc lợi ích, đối với Giang gia mà nói chỉ có bất lợi à. Giang Kiếm Phong gặp lão gia tử còn không có quyết định, không do dự nữa, hướng Diệp Thần phương hướng lao đi. Hắn chuẩn bị giúp Diệp Thần giúp một tay. Toàn bộ cung thể thao ngay tức thì máu thịt hoành bay, từng đạo đợt khí uyển như lưỡi đao vậy hướng bốn bể hoành bay. Trong thiên hạ, ai có thể nghĩ tới, Hoa Hạ võ đạo giới đông đảo cường giả sẽ ở kinh thành một tòa cung thể thao đại chiến. Ngay tại lúc này, hai vị ông cụ gầy đét một bước vượt qua đến đài võ đạo trên. Tất cả mọi người, cho ta dừng tay. Thanh âm như lôi âm cuồn cuộn, hướng bốn phương tám hướng cuộn sạch. Một cổ vô hình uy áp trói buộc hết thảy. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều dừng lại tay, ánh mắt rơi vào đài võ đạo vậy hai cái gầy đét trên người ông già. Khi bọn hắn thấy cụ già ngọc bội bên hông, sắc mặt đại biến, bởi vì cái này hai vị lão nhân lại là Hoa Hạ người bảo vệ. Hoa Hạ người bảo vệ. Bảo vệ đài võ đạo quy tắc, càng là thủ hộ Hoa Hạ võ đạo giới. Thực lực thông trời, không người nào có thể nghi ngờ. Người bảo vệ ra lệnh nếu như không nghe, đó không thể nghi ngờ là tìm chết. Liền tại tất cả người dừng lại ngay tức thì, một cái bóng đen cấp tốc thoáng qua. Kiếm tới. Một tiếng giống giận, Trảm Long kiếm bị Diệp Thần nắm chặt, sau đó lại là hướng cái đó Huyết Minh lão giả bổ tới. Một kiếm này, huyết long phun trào, ý định giết người tách thả ra, dễ như bỡn lực tạo thành mưa to gió dữ. Bí pháp của hắn sắp kết thúc, 5 phút kết thúc. Muốn lại giết đối phương liền khó khăn. Diệp Thần tự nhiên sẽ không bỏ rơi, còn như vậy người bảo vệ. Ha ha, có người phá xấu xa đài võ đạo quy tắc bỏ mặc, lúc này đứng ra, coi là đồ chơi gì. Vậy Huyết Minh lão giả sắc mặt đại biến, căn bản không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể liền Hoa Hạ người bảo vệ mặt mũi cũng không cho, chật vật dưới, trong tay hắn sử dụng quạt xếp. Hai đạo lực lượng bỗng nhiên va chạm. Oanh! Nặng nề phá sập tiếng vang triệt. Toàn bộ cung thể thao đều tựa như chấn động mấy phần. Huyết Minh lão giả trong tay quạt xếp trực tiếp hóa là mảnh vỡ. Ngay sau đó, Diệp Thần thân hình nhanh chóng thụt lùi, thân hình lay động. Mà Huyết Minh lão giả nhưng là trên cánh tay truyền tới một cổ to lớn cảm giác tê dại, không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đụng! Đợt khí bùng nổ, Huyết Minh lão giả ước chừng bay ngược ra hơn 10 gạo. Hung hăng đập rơi trên mặt đất. Hắn tiếng kêu thảm thiết thậm chí đều đã nhỏ không thể ngửi nổi. Mình lại bị thằng nhóc này bị thương. Mấu chốt thằng nhóc này không sợ chết sao? Dùng bí thuật mạnh mẽ mình, coi như bỏ ra giá cực lớn, cũng phải tru diệt hắn. Huyết Minh lão giả trong lòng có vô tận bực bội. Hắn muốn gào thét, nhưng là đã không cách nào gào thét lên tiếng. Hắn trong miệng từng ngụm khạc ra máu tươi. Người bị thương nặng, muốn tái chiến, căn bản không có thể. Mà Diệp Thần cũng không khá hơn chút nào, linh phù lực hoàn toàn biến mất, hắn hơi thở yếu ớt đến mức tận cùng. Lùi về sau một bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, dựa vào góc tường, nặng nề thở dốc.
hắn toàn thân cơ hồ ướt đẫm. Mồ hôi ướt hắn ánh mắt, một kích này đã là hắn cực hạn. Toàn trường yên lặng như tờ, vô số cặp mắt đối với Diệp Thần quang tới đồng tình, bởi vì trên đài võ đạo vậy hai vị hoa hạ người bảo vệ, giờ phút này sắc mặt tái xanh. Ai có thể nghĩ tới, ra lệnh cho bọn họ, lại có hoa hạ võ giả dám không nghe. Một vị trong đó ăn mặc màu đen đường trang ông già một bước bước ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hừ, kiến càng hám cây, không biết tự lượng sức mình, ta ra lệnh, cũng dám càn rỡ, tự tìm đường chết. Vả miệng, vị kia hoa hạ người bảo vệ cánh tay vung lên, một đạo hư trưởng liền hướng Diệp Thần đi. Điện chủ, Diệp Lăng Thiên nhìn thấu Diệp Thần yếu ớt, không do dự nữa, trực tiếp ngăn ở trước người. Đồng thời một kiếm hướng hư trưởng vỗ đi. Bót, hư trưởng không có bị xé, người bảo vệ một kích, há là vậy võ giả có thể ngăn cản. Bọn họ cơ hồ áp đảo hoa hạ võ đạo giới trên. Thậm chí liền số một đều phải cho bọn họ mặt mũi. Phốc, Diệp Lăng Thiên khạc ra một ngụm máu tươi, thân thể hung hãn đập vào vách tường trên. Mặt đất khoảnh khắc ở giữa bị lực lượng cuồng bạo đánh xuống vùi lấp, lộ ra một cái sâu rãnh sâu. Vô số khí ba ở không khí chung quanh nổ tung, cảm giác không gian cũng nổi lên hơi sóng gợn. Một con chó mà thôi, thật lấy là có thể hộ chủ. Ở ta trong mắt, giết ngươi vì sao giết con kiến hôi không việc gì khác biệt. Người bảo vệ cao cao tại thượng nhìn Diệp Lăng Thiên. Hắn vốn không muốn ra tay, nhưng là đài võ đạo đánh một trận lại diễn biến đến lần này đại quy mô tác chiến. Nếu như không ra tay nữa, hoa hạ liền đại loạn. Ngươi có thể phục. Diệp Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, lau sạch máu tươi trên khóe miệng, ta coi như là một con chó, vậy sao ngươi loại này nghiêm trang đạo mạo hạng người tốt? Chẳng lẽ ngươi thành tựu hoa hạ người bảo vệ liền áp đảo trên quy tắc? Buồn cười, ở ta trong mắt, ta Diệp Lăng Thiên cho dù chết, cũng chỉ phục một người, đó chính là điện chủ. Vị kia người bảo vệ lại không nghĩ rằng mình sẽ bị như vậy làm nhục, trong mắt lạnh như băng, ta thành tựu hoa hạ người bảo vệ. Há là ngươi loại này tiểu bối có thể nghị luận, chết. Người bảo vệ gầy đét tay vừa định bắn ra một đạo lực lượng, chém chết Diệp Lăng Thiên, từng tiếng cười to tấn công tới. Cười to dưới, hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Chỉ gặp một người thanh niên chật vật đứng lên, ngăn ở Diệp Lăng Thiên trước mặt. Đột nhiên, nụ cười hơi ngừng. Diệp Thần ngẩng đầu lên, hai tròng mắt bắn ra. Đó là một đôi dạng gì ánh mắt? Lãnh đạm. Lạnh như băng, giết hại, bất khuất. Không chứa một tia loài người hẳn có tâm trạng. Giống như thái cổ chân thần. Hắn là ta Diệp Thần huynh đệ, không phải cái gì chó, ngươi không tư cách nói. Ở ta xem ra, ngươi liền chó cũng không bằng, ít nhất có chút chó còn biết đúng sai, nhưng là ngươi nhưng là sai trái chẳng phân biệt được, chỉ lo lợi ích. Ngươi là hoa hạ người bảo vệ, vô số người kính ngưỡng và tôn trọng, nhưng là ở ta trong mắt. Ngươi chính là đê tiện nhất xúc sinh. Yên tĩnh. Cả thế giới sơ sót ở giữa yên tĩnh. Tất cả mọi người tại chỗ đều tựa như hóa đá. Bọn họ diễn cảm sợ hãi, tựa như gặp quỷ vậy. Ai có thể nghĩ tới vậy mà sẽ có người dám làm nhục hoa hạ người bảo vệ. Loại người này bảo vệ hoa hạ võ đạo giới, loại người này trong tay nắm giết người bằng. Cho dù là chánh phủ yếu viên, bọn họ cũng có tư cách quyết định sống chết. Đám người này áp đảo võ đạo giới và luật pháp trên. Không người nào dám đắc tội. Nhưng là thời khắc này Diệp Thần nhưng là trực tiếp oán hận. Liền chó cũng không bằng. Đê tiện xúc sinh. Tê. Thằng nhóc này cũng quá mẹ hắn sẽ nói liền đi. Chẳng lẽ là không muốn sống. Tất cả mọi người nhìn về phía đài võ đạo trên cao nhìn xuống hai vị hoa hạ người bảo vệ. Hai người diễn cảm nghiêm túc và rét lạnh đến mức tận cùng. Một cổ vô hình lửa giận và uy áp hướng Diệp Thần đi. Dưới chân đài võ đạo lại vỡ vụn mấy phần, thậm chí trong phảng phất tại hạ vùi lấp. Người bảo vệ cơn giận, ai dám chịu đựng. Lôi Thụ Vĩ mang long hồn chiến sĩ đã chạy tới, nhưng là giờ khắc này, ở người bảo vệ trước mặt, hắn không cách nào nhúng tay. Đừng nói long hồn, nếu như số một ở chỗ này, vậy không nhất định có tư cách nhúng tay à? Hắn biết Diệp Thần tính cách. Ngoan cố và cuồng ngông, nhưng là trước mắt đây chính là xông xuống đại họa à. Lôi Thụ Vĩ không để ý tới hết thảy, vội vàng chắp tay lớn tiếng nói, tiền bối, Diệp tiên sinh là số một cực kỳ nhìn chúng người,
xin hạ thủ lưu tình, liền làm xem ở số một mặt mũi trên. Diệp tiên sinh còn trẻ, không hiểu chuyện, ta định mang về thật tốt dạy dỗ. Hắn chỉ có thể nói như vậy à? Nghe được lời này, vị kia đường trang người bảo vệ chế trụ nội tâm tức giận, mở miệng nói, ta có quyền ở Hoa Hạ giết người, ngươi nếu như muốn sống, ta cho ngươi một cái cơ hội, giao ra trên mình ngươi hết thảy, sau đó tự trả tiền tu vi, từ đây không được bước vào Hoa Hạ đất đai. Ta có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. Diệp thần nghe xong hổ thẹn cười một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một chuôi bị bể bước bao quanh kiếm. Đây là Trần Thiên Lê trước khi rời đi, giao cho hắn đồ. Ban đầu Trần Thiên Lê giao phó, kiếm này ngươi cầm, tên là U Dương Kiếm, nó nhìn như là một thanh kiếm, nhưng là thực tế lại là một đạo kiếm quyết. Lúc cần thiết, dùng ngươi máu tươi dẫn động kiếm quyết này, Hoa Hạ dưới, không người nào có thể địch. Nếu Trần Thiên Lê nói Hoa Hạ dưới, không người nào có thể địch, đó chính là không người nào có thể địch. Diệp thần đem U Dương Kiếm giữ lại, vẫn không dùng tới, chính là vì đề phòng chỗ tối mấy vị cường giả. Mặc dù không muốn sử dụng, nhưng là không có cách nào. Đám này đạo mạo nghiêm trang người, hoàn toàn chọc giận Diệp thần. Muốn hắn võ, phế hắn thực lực, đuổi ra khỏi Hoa Hạ. Đừng hòng. Nếu ngươi ở thần đàn trên, vậy hắn Diệp thần liền muốn đích thân đem những thứ này cao cao tại thượng người kéo xuống thần đàn. Vậy đường trang người bảo vệ nhàn nhạt nói, cho ngươi 10 giây cân nhắc thời gian. 10. Hắn vừa định đếm ngược giờ, Diệp thần liền mở miệng, không cần, ta cự tuyệt. Đường trang người bảo vệ, diễn cảm cứng lại, chợt trên mặt đều là vẻ giận. Nếu ngươi cự tuyệt, vậy ta liền tôn trọng ngươi. Ngươi bây giờ toàn thân kiệt lực, cực kỳ suy yếu, ta xem ngươi có cái gì tư cách ngăn cản. Một giây kế tiếp, toàn bộ cung thể thao xuất hiện từng đạo gió lớn. Một cổ vô hình uy áp hướng bốn phương tám hướng cuộn sạch. Thời khắc này đường trang người bảo vệ giống như là một tôn thiên thần. Không người nào có thể ngăn cản, vạn người hướng bái. Giang lão gia tử thấy một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn một mực không ra tay, chính là bởi vì chỗ tối có cái này người bảo vệ tồn tại. Người bảo vệ từ vừa mới bắt đầu liền thiên vị liền huyết minh và lâm gia, rất rõ ràng, bên trong có lợi ích đổi trác. Hắn giang gia dung chuyển huyết minh rất khó, muốn dung chuyển người bảo vệ, càng khó hơn. Diệp thần nếu như tính cách thu liễm một chút, hắn mới vừa rồi có lẽ thật ra tay. Nhưng là dưới mắt, Diệp thần đắc tội Hoa Hạ người bảo vệ, không thể nghi ngờ là liên tiếp gặp tai nạn, cục hẳn phải chết. Đối với một người chết, hắn có cần gì phải cứu vãn? Gia tộc lợi ích làm trọng, Diệp thần cho dù kinh thiên chi tài, vậy định trước ở tuổi tháng dài trong sông biến mất. Hắn duy nhất có thể làm chính là chờ lần này sóng gió sau này, đem Giang nữ dung đón về Giang gia. Cũng coi là đối với mình sai lầm cứu chuộc. Dĩ nhiên, nếu như lần này, Diệp thần sống sót, hắn thậm chí nguyện ý hạ mình tìm kiếm nói xin lỗi, nhưng là có thể sao? Tất cả mọi người tại chỗ cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chứng kiến một thiên tài ra đời, nhưng phải đồng thời làm chứng thiên tài chết. Cái này hoặc giả chính là đời người. Trên đài võ đạo, một vị khác Hoa Hạ người bảo vệ nhìn bên cạnh đường trang đồng bạn khí thế không ngừng leo lên, vừa liếc nhìn đài võ đạo hạ khí tức yếu ớt Diệp thần, cười lạnh mấy tiếng. Không biết sống chết tiểu bối, lấy là tu luyện một ít ba chân mèo công phu liền vô địch thiên hạ, chân thực buồn cười. Hắn không cần ra tay, hắn bên cạnh đồng bạn muốn giết thằng nhóc kia và nghiền ép một con kiến hôi không việc gì khác biệt. Giết! Đột nhiên! Đường trang người bảo vệ cổ tay run một cái, thanh quang đầy trời. Vô tận ý định giết người hội tụ tại trên tay hắn. Ông! Kiếm tiếng chấn động, kiếm quang tràn ngập, một kiếm kinh phong vũ, cuốn lên bốn phương mưa gió. Toàn bộ cung thể thao tựa như bị một cổ lực lượng vô hình khống chế. Vô số kiếm ý tựa như ngưng tụ thành một chuôi kiếm to hư ảnh, trong nháy mắt bộc phát ra. Đất đai bắt đầu chấn động. Một cổ tia sáng chói mắt tách thả ra, xé không khí. Ngay sau đó là vô hình đợt khí hướng bốn phía tàn phá đi, đài võ đạo xuống khán đài cái ghế toàn bộ bị cuộn sạch mở. Có mấy vị tu vi không cao cường giả ở nơi này dưới sự uy áp lại khạc ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người kêu lên và sợ hãi. Hoa Hạ người bảo vệ khủng bố như vậy à?
không hổ là áp đảo Hoa Hạ trên quy tắc tồn tại. Phải biết, Hoa Hạ người bảo vệ phải đi qua tầng tầng khảo nghiệm, hơn nữa toàn bộ Hoa Hạ chỉ có 20 vị à. Mỗi một vị đều là Hoa Hạ báu vật. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn kiếm to kia hướng Diệp Thần đâm tới. Nhưng là Diệp Thần sắc mặt nhưng là không có chút nào sợ hãi. Hắn không hoảng hốt không vội vàng lấy xuống bọc U Dương kiếm phá vải. Hết thảy hiện ra. Một thanh kiếm lộ ra. Thân kiếm thép mà đúc đã tới mỏng, lộ ra nhàn nhạt sắc bén, chuôi kiếm là một cái rồng màu vàng đại bàng chi án, lộ vẻ được vô cùng uy nghiêm, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, nhẫn như thu xương. Sau đó, Diệp Thần một giọt máu tươi rơi xuống. Một cái chớp mắt bây giờ, một cổ cuồng ngông hung ác hơi thở từ U Dương trong kiếm lao ra, trào hướng bốn bề, đổi được cực đoan điên cuồng, giết hại khí tràn ngập ra, thiên địa biến sắc. Kiếm ý như sấm, phát ra trầm thấp tiếng nổ, giống như thiên lôi hạ xuống, gầm thét cả vùng. Giờ khắc này, một cổ lực lượng vô hình tựa như bao phủ Diệp Thần, long ngâm từng cơn, tựa như tiếng sấm. Đồng thời, U Dương kiếm kịch liệt lay động, một giây kế tiếp, trực tiếp xông ra ngoài. Vạn đạo kiếm tôn kiếm quyết, há sẽ yếu. Mấu chốt đây là Diệp Thần chính mắt nhìn thấy Trần Thiên Lê từ cái hộp kiếm trong lấy ra. Hoa Hạ dưới, không người nào có thể địch. Đây là Trần Thiên Lê tự tin và miệt thị. U Dương kiếm mang cực kỳ kinh khủng gió lớn mưa mau, hướng vậy đường trang người bảo vệ ngưng tụ kiếm ý đi. Còn không có đụng chạm. Kiếm ý trực tiếp vỡ vụn. Vạn đạo kiếm tôn một kích, chính là Hoa Hạ người bảo vệ có cái gì tư cách ngăn trở. Oanh! Ngay tức thì, tựa như toàn bộ đài võ đạo đều chấn động, một tiếng to lớn một ngạt tiếng truyền tới. Bụi bậm đầy trời, giờ khắc này, treo ở trên không trung mặt trời nóng rực tựa hồ cũng lộ vẻ được mờ đi. Đường trang người bảo vệ sắc mặt đại biến, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thanh kia cực kỳ ưu việt U Dương kiếm, cảm giác mình bị tử thần theo dõi. Cả người lạnh run, hắn trong lòng sinh ra sợ hãi, muốn chạy, nhưng phát hiện mình căn bản không có tư cách. Hắn toàn thân bị một cổ thiên tôn vậy uy áp bao phủ. Đây là cái gì kiếm? Lực lượng này căn bản không phải Hoa Hạ lực lượng, càng không phải là Côn Lôn hư lực lượng. Người rốt cuộc là ai? Đường trang người bảo vệ kinh hoàng. Hắn không để ý tới hết thảy, ném ra một khối ngọc bài, phía trên có chữ viết cổ xưa. Ngọc bài ánh sáng đại thịnh. Đường trang người bảo vệ vốn cho là có thể ngăn cản, nhưng phát hiện hắn một mực ỷ lại pháp khí hộ thân lại trực tiếp vỡ vụn. Không chịu nổi một kích. Xì. U Dương kiếm đã tới trước mặt hắn, lại là không chút do dự đâm vào đường trang người bảo vệ thân thể. Huyết dịch tiệm nhiễm. Mưa to gió dữ rơi xuống, vô tận máu tươi bùng nổ. Hắn thân thể bị U Dương kiếm lăng không trung kéo theo mấy chục mét. Đinh! Một kiếm này, lại trực tiếp đem đường trang người bảo vệ đóng vào vách tường trên. Bành! Đợt khí lăn lộn. U Dương kiếm chung quanh vách tường, trực tiếp ầm ầm sụp đổ. Văng lên vạn trượng bụi đất. Bởi vì bụi đất bao trùm, tất cả mọi người đều không biết trên đài võ đạo chuyện gì xảy ra. Những cái kia Hoa Hạ gia tộc chỉ biết là vậy không tự lượng sức Diệp Thần sử dụng một chuôi cổ quái kiếm. Mấu chốt cái này cổ quái kiếm mang tới dị tượng đích thực quá đáng sợ. Chẳng lẽ là pháp khí không được? Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm bụi đất đất. Dần dần bụi đất tiêu tản ra. Ai sẽ thắng? Bên trong sân tất cả mọi người giờ khắc này trong lòng cũng sinh ra nghi ngờ. Trước Diệp Thần mang cho tất cả mọi người quá nhiều rung động, lúc này, bọn họ đã không dám kết luận bừa, chỉ có thể đem ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài hai người. Người nói có thể hay không Hoa Hạ người bảo vệ xảy ra chuyện. Ở bụi mù xuất hiện trong nháy mắt kia, ta thật giống như nghe được đối phương thanh âm thống khổ. Người mẹ hắn đùa gì thế, Hoa Hạ người bảo vệ làm sao có thể xảy ra chuyện. Phỏng đoán vậy Diệp Thần đã sớm hóa là một đạo xương máu. Bất quá dám cùng Hoa Hạ người bảo vệ công khai gọi nhịp, thằng nhóc kia vậy coi là ngạo mạn. Chốc lát, bụi đất biến mất, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, thậm chí rõ ràng. Tất cả mọi người đều không coi trọng cái đó cuồng ngông thanh niên, giờ phút này đang ngạo nghễ tại giữa trời đất. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng là trong mắt trong trẻo lạnh lùng hay là để cho người cảm giác được sợ hãi. Lại có thể không có chết, làm sao có thể? Thằng nhóc này cũng quá mạng lớn đi,
chẳng lẽ người bảo vệ dự định đem thằng nhóc này giao cho ngành chấp pháp? Ngay tại đám người nghị luận lúc đó, đột nhiên, có người phát hiện cái gì, con người bỗng nhiên co rúm một cái, gắt gao chỉ một nơi phương hướng. Muốn kêu nhưng là không tiếng động. Chết, Hoa Hạ người bảo vệ lại có thể chết. Đám người kinh hãi, vô số đạo ánh mắt hướng một phương hướng bắn tới. Một cái đường trang thân thể, bị một thanh kiếm bắn thủng thân thể, gắt gao đóng vào mấy chục mét cao vách tường trên. Chung quanh đều là sụp đổ, máu tươi tiệm nhiễm vách tường. Uyển Như thiên thần đối với phàm nhân thẩm phán. Mấu chốt thủ đoạn này cũng quá con mẹ nó kinh thế hãi tục đi. Một màn này, để cho tất cả mọi người đều không nhịn được ngừng thở, trên mặt đều là vẻ mặt khó thể tin. Tình cảnh an tĩnh lại, vô cùng yên lặng. Một kiếm dưới, thằng nhóc kia lại chém chết một vị Hoa Hạ người bảo vệ. Cái này mẹ hắn là cái gì người điên à? Mấu chốt Hoa Hạ người bảo vệ lúc nào như thế yếu đi à? T. Quay đầu nhìn bên trong sân ngạo nghễ đứng thẳng thanh niên, mọi người không nhịn được ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Ừng ực, chật vật nuốt nước miếng một cái, thân thể lại là có chút phát run. Giang lão gia tử đặt mông ngồi xuống, trong miệng không biết lẩm bẩm đang nói cái gì. Lo được lo mất. Diệp thần kịch liệt thở dốc, mọi người kinh hoàng và hắn không liên quan, hắn bây giờ toàn thân đều cảm giác đến đau đớn. Thậm chí mơ hồ còn có đột phá ý. Người khác từ trong tu luyện đột phá, mà hắn nhưng là lần lượt đang chiến đấu đột phá. Hắn muốn phải xuất ra đan dược, uống vào, nhưng phát hiện tay mình đang run. Hắn nghĩ tới điều gì, ánh mắt rơi mới vừa rồi Huyết Minh lão giả và Lâm gia đứng phương hướng. Chỗ đó, không có người nào. Lại có thể chạy. Không chỉ như vậy, vậy trên đài võ đạo một vị khác Hoa Hạ người bảo vệ cũng đã biến mất. Đám người này lại có thể thừa dịp hắn và vị kia đường trang người bảo vệ đánh một trận lúc đó, toàn thân rút lui. Đáng chết. Diệp thần thân thể lảo đảo lắc lư, nặn chặt quả đấm. Bất quá, Lâm Tuyệt Long và vị kia Huyết Minh trưởng lão đã trọng thương, coi như cứu lại cũng là một tên phế nhân. Nhưng là cho dù như vậy, Diệp thần cũng không dự định lưu người sống. Chỉ bất quá hắn bây giờ cần thời gian tu bổ. Có một vị cường giả tự nhiên phát giác Diệp thần yếu ớt, mới vừa muốn nhân cơ hội động thủ, một đạo bóng người già nua xuất hiện ở vậy cường giả bên người. Một trường vỗ xuống, người kia thân thể giống như bị một tòa núi to chấn áp, hai chân cong, đầu gối quỳ xuống đất. Toàn thân xuất hiện vô số đạo vết thương, tràn ra lạnh như băng máu tươi. Diệp thần thân thể chảy xuôi ta giang ra máu, ai nếu dám động hắn, hỏi trước một chút lão phu có đồng ý hay không. Thanh âm lạnh như băng vang khắp. Những cái kia dục dịch người, căn bản không có động thủ dự định. Diệp thần nhìn một cái giang lão gia tử. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nếu như đối phương sớm một chút đứng ra, hắn Diệp thần có thể sẽ cảm ơn mấy phần. Nhưng là bây giờ, hắn không cần. Diệp Lăng Thiên, lập tức mang ta rời đi. Điện chủ. Diệp Lăng Thiên tiến lên đỡ Diệp thần hướng cửa đi. Hắn sau lưng che chở hơn 10 vị ám điện cường giả. Những thứ này ám điện cường giả mặc dù đều bị tổn thương, nhìn như có chút chật vật. Nhưng là trong mắt nhưng là lạnh như băng hết sức. Như một đầu đói 3 ngày chó sói. Dữ tợn máu tanh. Diệp thần và ám điện đến mức, những cái kia vây xem cường giả rối rít nhường ra một con đường tới. Bọn họ làm sao dám ngăn cản. Không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết à. Diệp thần vừa mới chuẩn bị rời đi cung thể thao, mấy trăm vị ăn mặc tác chiến dùng cường giả trực tiếp đem cung thể thao bao vây. Mà một chiếc quân xa cũng là mang kịch liệt tiếng thắng xe, trực tiếp dừng lại. Bách Lý Hùng từ trong xe vọt ra. Dọc theo đường đi, hắn càng nghĩ càng không đúng. Biên giới tại sao hết lần này tới lần khác lúc này xảy ra chuyện. Hắn không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp quay đầu, cũng không để ý Hoa Hạ biên giới tin tức, lần nữa đi tới cung thể thao. Làm hắn thấy Diệp thần ở một người đỡ dưới, con người có giúp một cái, bước ra một bước. Đi tới Diệp thần trước mặt, Diệp tiên sinh, phát sinh cái gì, ngài bị thương. Diệp thần lãnh đạm trong mắt quét về phía Bách Lý Hùng, lạnh lùng nói, ta chỉ có 2 cái yêu cầu, thứ nhất, trong vòng 1 giờ ta muốn gặp được ta phụ thân, thứ hai, bao vây Lâm gia. Lâm Tuyệt Long cùng với vậy 2 vị Huyết Minh lão giả tuyệt đối không thể rời đi Lâm gia. Nghe được câu này,
Lâm Tuyệt Long ngẩn ra, Diệp tiên sinh lại có thể thắng. Mấu chốt hắn tại sao phải bao vây Lâm gia, thậm chí liền Huyết Minh người cũng không buông tha. Hắn có thể cảm giác được bên trong xảy ra đại sự. Thiết Huyết Doanh thậm chí còn Hoa Hạ vị kia an bài ở bên trong người toàn bộ mất liên lạc, mới có thể có thực lực thao tác chính là vậy hai vị Hoa Hạ người bảo vệ. Mấu chốt Hoa Hạ người bảo vệ tại sao phải cây mở tất cả mọi người. Người có thể làm được không? Diệp Thần nói. Bách Lý Hùng vẫn gật đầu, được, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thần không nói thêm nữa, ở Diệp Lăng Thiên đỡ dưới, lên một chiếc Mercedes-Benz xe thương vụ. Xe khởi động, ngay tức thì biến mất ở cung thể thao. Bách Lý Hùng nhìn xe đi xa, nhíu mày một cái, sau đó phân phó thủ hạ nói, coi giữ tất cả cửa vào, người bất kỳ không được tùy tiện rời đi. Còn nữa, Hàn Sâm Minh dẫn đội, bao vây Lâm gia. Không cho phép người bất kỳ đạp vào Lâm gia nửa bước. Sau đó, Bách Lý Hùng hướng cung thể thao đi tới, hắn con ngươi nhìn lướt qua chung quanh, phát hiện đài võ đạo thậm chí còn toàn bộ bên trong cung thể thao bộ toàn bộ vỡ vụn. Có thể gặp hắn không có ở đây thời điểm bộc phát lực lượng cường đại dường nào. Lực lượng này đến từ Diệp Thần và Lâm Tuyệt Long. Không thể nào đâu. Ngay tại hắn suy tư lúc đó, một giọt máu loãng rơi vào mặt hắn gò má trên. Hắn hơi biến sắc mặt, chợt ngẩng đầu, tự nhiên nhìn thấy vậy bị đóng vào trên tường Hoa Hạ người bảo vệ. Giờ khắc này, hắn trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Bởi vì vị này Hoa Hạ coi giữ người chính là cây mở hắn vị kia tồn tại. Nhưng là giờ phút này, hắn lại trở thành một cổ thi thể lạnh như băng, mấu chốt chết dáng vẻ cũng quá thảm đi. Toàn bộ cung thể thao, có ai tư cách chém chết hắn à? Bách Lý Hùng nhìn một cái thi thể trên đất, vừa liếc nhìn những cái kia cơ hồ đứng ở kinh thành võ đạo giới trí cao vị tồn tại. Tất cả mọi người trong mắt chỉ có sợ hãi sâu đậm. Giống như chuyện phát sinh mới vừa rồi ở bọn họ trong lòng sinh ra không thể xóa nhòa âm ảnh. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Bách Lý Hùng bắt được một cái trong đó biết thanh niên, chất vấn. Người thanh niên kia thân thể còn đang run rẩy, nhìn một cái Bách Lý Hùng, vội vàng nói, Bách Lý thúc thúc, vậy Diệp Thần. Diệp Thần thế nào? Hắn phế Lâm Tuyệt Long. Bách Lý Hùng nhướng mày một cái. Huyết Minh cường giả vậy không địch lại hắn. Làm sao có thể? Bách Lý Hùng không bình tĩnh. Còn có, Diệp Thần đem Hoa Hạ người bảo vệ cũng giết. Thanh niên thanh âm lộ ra sợ hãi. Cái gì? Giờ khắc này, Bách Lý Hùng một cái kéo lấy thanh niên quần áo, thậm chí thiếu chút nữa đem hắn giơ lên. Người biết tung tin Việt thiếu tướng và Hoa Hạ người bảo vệ, muốn trả giá cao gì sao? Bách Lý Hùng trong đáy lòng căn bản không tin Diệp Thần có thể chém chết Hoa Hạ người bảo vệ. Thanh niên kia sợ hết hồn, quần cũng tiểu đi ra, Bách Lý thúc thúc, ta không lừa gạt ngươi, tất cả mọi người đều có thể làm chứng. Giờ khắc này, Bách Lý Hùng cảm thấy không đúng, ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người, mở miệng nói, Thiết Huyết Doanh nghe lệnh, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ mang đi làm biên bản. 15 phút bên trong ta phải đem chuyện nơi đây trả lại như cũ. Kinh thành ám điện, cũng chính là nguyên lai Huyết Mai điện đất. Một nơi rộng rãi xa hoa phòng nghỉ ngơi. Diệp Thần nằm ở trên giường, trong mắt đóng chặt. Hắn quá mệt mỏi. Nơi đây không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Diệp Thần đứng bên người Giang Nữ Dung và Hạ Nhược Tuyết các người. Bọn hắn trong mắt viết đầy nóng nảy. Thần Nhi có sao không? Giang Nữ Dung nói. Diệp Lăng Thiên lắc đầu một cái, điện chủ bây giờ cần chính là nghỉ ngơi, hẳn không có gì đáng ngại, huống chi Diệp tiên sinh y đạo thông thần. Muốn xảy ra vấn đề không như vậy dễ dàng. Giang Nữ Dung thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết các người, liền nói, bây giờ liền cho Thần Nhi đầy đủ thời gian nghỉ ngơi đi, chúng ta trước không nên quấy rầy hắn. Được. Hai nữ tự nhiên biết, rối rít lui đến bên ngoài. Bên trong nhà chỉ để lại Diệp Thần một người. Liền tại tất cả người rời đi đang lúc, Diệp Thần túi một viên đá màu đen bay. Vô tận long mạch khí và linh khí hướng Diệp Thần đi. Diệp Thần thương thế trên người đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Cùng lúc đó, luân hồi mộ địa phóng thích mở. Diệp Thần đã xuất hiện ở luân hồi mộ địa. Vậy gần trăm tòa mộ bia điên cuồng run rẩy. Một cổ lực lượng vô hình đem Diệp Thần thân thể nhờ đứng lên.
Dần dần, Diệp Thần thân thể trôi lơ lửng ở giữa không trung. Đồng thời, một cái huyết long từ trong cơ thể hắn chui ra, long ngâm từng cơn, thân thể lại là lấy mắt thường tốc độ khổng lồ. Trận chiến này, lại cường hóa huyết long. Huyết long thân thể trực tiếp mở rộng đến 2/3. Không chỉ như vậy, vậy gần trăm tòa mộ bia trong, lại có mấy tòa sinh ra một tia vết rách. Trong đó một tòa hơn nữa rõ ràng. Vậy mộ bia giống như bị một đạo thánh quang bao trùm, nguyên bản bề ngoài đá mộ bia, vào giờ khắc này lại biến thành một khối ngọc bia. Ngọc bia trên lộ ra một cổ lực lượng thần bí. Cùng lúc đó, Trung Nam Hải. Một nơi không có một cánh cửa sổ phòng làm việc. Bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Một cái cụ già buông xuống trên tay một phần văn kiện, con người có sâu đậm rung động. Hắn nhìn về phía ngồi ở trước mặt Bách Lý Hùng, mở miệng nói cách khác thằng nhóc kia không chỉ thắng Lâm Tuyệt Long, còn chém giết một vị thực lực cường đại Hoa Hạ người bảo vệ. Bách Lý Hùng gật đầu một cái, thủ trưởng, mặc dù ta không có chính mắt làm chứng, nhưng là từ tất cả mọi người ghi chép tới xem, quả thật như vậy, vậy Diệp Thần. Ta không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Hắn thật bị Diệp Thần rung động, cái này thằng nhóc tuổi quá trẻ trên mình rốt cuộc còn giấu có nhiều ít tiềm lực. Thủ trưởng, ta dưới mắt lo lắng nhất chính là, một vị Hoa Hạ người bảo vệ bị Diệp Thần chém chết, cái này mang tới hậu quả có thể rất phiền toái. Cụ già gật đầu một cái. Hắn so người bất kỳ đều biết Hoa Hạ người bảo vệ vận hành kiểu mẫu. 20 người, võ đạo hội nghị bàn tròn, nhưng quyết định Hoa Hạ võ giả sống chết. Cái này 20 người rời rạc ở Hoa Hạ ràng buộc và quy tắc ra, bọn họ có thể giết bất kỳ võ giả. Thậm chí là đối với Hoa Hạ trọng yếu tồn tại, chỉ cần vượt qua nửa số bỏ phiếu, bọn họ liền có thể chúa tể. Dưới mắt, cái này 20 người đã phân là hai cái trận doanh. Lần này chết chính là một cái trong đó trận doanh người bảo vệ. Mấu chốt đối phương thân phận có chút nhạy cảm. Cũng là vấn đề ở chỗ. Ta bây giờ vẫn là không nghĩ ra, Diệp Thần làm sao có thể có năng lực chém chết vị kia Hoa Hạ người bảo vệ. Những cái kia người vây xem có thấy hay không hắn là làm sao xuất thủ. Cụ già đốt một điếu thuốc, chau mày. Hắn rất lâu không hút thuốc lá, nhưng là dưới mắt thế cục để cho hắn nhức đầu, xa so xử lý quốc gia công việc còn muốn nhức đầu. Thằng nhóc này bất chi bất giác chọc phá trời liền à. Bách Lý Hùng mở miệng nói, thủ trưởng. Lúc ấy cung thể thao bụi bậm đầy trời, có người nói là Diệp Thần vận dụng một thanh kiếm. Kiếm kia đâu, có thể mang về. Thủ trưởng, địa phương kỳ quái ở nơi này, ta chạy đến nơi đó thời điểm, kiếm còn cắm ở vậy trên thi thể, nhưng là ta chuẩn bị phái người đi lấy thời điểm, kiếm này giống như từ thật thể biến thành khí thái, biến mất. Bách Lý Hùng nói đến đây một màn, thậm chí theo bản năng sờ một cái mình đầu đinh sát. Quá khó hiểu. Cụ già nghe được câu này, bóp tắt trong tay khói, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết kiếm quyết. Nhưng là kiếm quyết này dù là ở Côn Lôn hư vậy ít gặp, thằng nhóc này làm sao biết nắm giữ. Chẳng lẽ sau lưng hắn có cao nhân. Mấy giây sau đó, cụ già đứng lên, nói thẳng, Bách Lý Hùng, người trước tới xử lý chuyện của Lâm gia, nhất định phải hoàn thành Diệp Thần yêu cầu, ta đẩy xuống nước Mỹ cái đó hội nghị, đi gặp mấy vị kia người bảo vệ. Bỏ mặc có thành công hay không, Diệp Thần cũng không thể xảy ra chuyện. Kinh thành Lâm gia, Lâm Tuyệt Long và một vị huyết minh lão giả nằm ở hai tấm trên giường bệnh. Hơi thở yếu ớt, sức sống tựa như lập tức phải biến mất. Một cái hoa râu bạc thần y đang tra xem hai người tình trạng. Một vị khác huyết minh lão giả cùng với Lâm Ngạo ở bên ngoài đi tới lui, trên mặt đều là vẻ giận cùng với vẻ lo âu. 10 phút sau đó, thần y đứng lên. Lắc đầu một cái, trên người hai người tổn thương quá nặng, ta y thuật muốn phải cứu về hai người rất khó, coi như hai người sống sót, tu vi vậy mất hết. Vậy còn sống huyết minh lão giả con người sát ý bùng nổ, trực tiếp bấu vào thần y cổ, tức giận nói, người mẹ hắn lặp lại lần nữa. Người không phải Hoa Hạ lợi hại nhất thần y sao? Liền hai người cũng không cứu sống. Cút! Vậy thần y trực tiếp bị ném ra ngoài, cường đại đợt khí để cho hắn đập vào vách tường trên. Khạc ra một ngụm máu tươi, chật vật rời đi. Lâm Ngạo nhìn một cái mình nhi tử, lo lắng nói, đại nhân, Tuyệt Long và cái này vị tiền bối nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ phải ra chuyện? Huyết minh lão giả quả đấm cầm chặt, ý định giết người bùng nổ.
Diệp Thần. Vô tận lửa giận cháy. Hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, sau đó hạ quyết tâm nói, Hoa Hạ y thuật không đủ, hoặc là đem bọn họ mang tới Côn Lôn Hư trong chữa trị, hoặc là chính là mời Côn Lôn Hư cường giả ra tay. Bỏ mặc, đi trước. Lời nói còn không có rơi xuống, một người làm vội vội vàng vàng chạy tới, kinh hô, lão gia, không xong. Lâm gia bị Thiết Huyết Doanh cường giả bao vây, Bách Lý Hùng đã xông vào. Cái gì, Thiết Huyết Doanh lại dám động chúng ta Lâm gia? Lâm Ngạo nghe được Thiết Huyết Doanh bao vây Lâm gia thời điểm, trên mặt có vẻ tức giận. Thiết Huyết Doanh tuy mạnh, Bách Lý Hùng cũng có thể sợ, nhưng Lâm gia cũng không phải bọn họ tùy tùy tiện tiện có thể xông vào. Lâm Ngạo nhìn một cái bên cạnh Huyết Minh lão giả, chắp tay nói, đại nhân, ta đi một chút sẽ trở lại. Vị kia Huyết Minh lão giả nhìn một cái mình bị thương đồng bạn cùng với Lâm Tuyệt Long, vẫn gật đầu. Nếu như có bất kỳ tình huống gì, có thể nói cho ta, Huyết Minh oai cũng không phải những con kiến hôi này có thể đụng chạm. Dạ, đại nhân. Lâm Ngạo rời đi gian phòng, ngay tức thì đi tới Lâm gia phòng khách. Mười mấy vị Lâm gia cường giả bày trận mà đợi. Mà bọn họ đối diện bất ngờ là Bách Lý Hùng cùng với hơn 10 vị Thiết Huyết Doanh cường giả. Sát khí ngang dọc, làm cho lòng người sợ hãi. Trăm dặm đại tướng quân, nghe nói người đi đổi cảnh, làm sao trở về nhanh như vậy? Lâm Ngạo sang sáng cười nói. Bách Lý Hùng hừ lạnh một tiếng, xem ra ngươi rất hy vọng ta đi biên giới. Lâm Ngạo lắc đầu một cái, tướng quân hết thảy cũng là vì Hoa Hạ an bang, có tướng quân ở đây, ta Lâm gia mới có thể ổn định. Đúng rồi, không biết tướng quân đột nhiên viếng thăm vì chuyện gì. Bách Lý Hùng con ngươi đông lại một cái, từ trong lòng ngực lấy ra một phần văn kiện. Lâm Ngạo, hai chuyện. Thứ nhất, Đài Võ Đạo đánh một trận, Lâm Tuyệt Long đã bại, giao ra Diệp Thiên Chính. Thứ hai, đây là phong tỏa hạn chế làm, số một tự mình xác nhận, bắt đầu từ hôm nay, Lâm gia tất cả mọi người đều không được bước ra Lâm gia nửa bước. Nghe được câu này, Lâm Ngạo hơi biến sắc mặt. Hắn căn bản không nghĩ tới Hoa Hạ lại muốn hạn chế Lâm gia. Điều này hiển nhiên là muốn kim đối với Lâm gia ra tay. Nghĩ tới đây, Lâm Ngạo hừ lạnh một tiếng, ta Lâm gia là Hoa Hạ gia tộc cao cấp một trong, số một và ngươi Thiết Huyết Doanh coi như muốn động, vậy không như vậy dễ dàng đi. Còn nữa, nguyện thua cuộc, Diệp Thiên Chính, ngươi tự nhiên có thể mang đi, nhưng là trước đề ra phải rút lui hết phong tỏa hạn chế làm. Nếu không hết thảy không bàn nữa. Ngươi Bách Lý Hùng tê liệt, đừng trách ta Lâm gia bất nghĩa. Ở Lâm Ngạo trong mắt, hắn một khi thỏa hiệp, như bị gia tộc khác biết, hắn Lâm gia như thế nào ở kinh thành đặt chân. Càng lớn gia tộc, lại càng cần thể diện mặt. Bách Lý Hùng con người hiện lên lạnh, Lâm Ngạo, người hẳn biết không phối hợp là dạng gì kết quả. Người Lâm gia mặc dù là gia tộc cao cấp, nhưng là ở quốc gia lực lượng trước mặt, muốn vùng vẫy, trả giá cao nhưng mà cực lớn. Ta khuyên người vẫn là thật tốt phối hợp, nếu không Bách Lý Hùng dừng lại chốc lát. Cất cao giọng nói, tự gánh lấy hậu quả. Lâm Ngạo ống tay áo vung lên, tức giận nói, Lâm gia mọi người nghe lệnh, như Thiết Huyết Doanh dám xông vào, giết không tha. Tạm thời bây giờ, kiếm bạt nỗ trương đứng lên. Bách Lý Hùng không sợ chút nào, đem trong tay văn kiện trực tiếp vỗ lên bàn, Thiết Huyết Doanh, lục soát toàn bộ Lâm gia. Con mẹ nó, thật lấy là lão tử Thiết Huyết Doanh sợ các người Lâm gia không được. Tướng quân. Dứt lời, Thiết Huyết Doanh và Lâm gia đông đảo cao thủ rối rít lấy ra vũ khí, tạm thời bây giờ, bên trong đại sảnh gươm thuốc vỏ, nỏ dương dây. Mắt xem hai cổ thế lực thì phải đụng chạm, cửa phòng mở ra. Vị kia Huyết Minh ông già đi ra, hai tay chắp sau lưng, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bách Lý Hùng, Bách Lý Hùng, chẳng lẽ ta Huyết Minh người ngươi còn muốn để lại? Hắn nói tiếng nói tràn đầy uy hiếp, một cổ vô hình uy áp lại là phủ tới. Bách Lý Hùng bước ra một bước, tướng uy đè toàn bộ phá vỡ, Thiết Huyết khí thế bộc phát ra, ta lời nói rất rõ ràng, bất kỳ ở người Lâm gia đều không được bước ra Lâm gia nửa bước, người Huyết Minh giống như vậy. Huyết Minh lão giả trên mình bộc phát ra một tia ý định giết người, ta đồng bạn bị trọng thương, phải lập tức mang tới Côn Lôn Hư chữa trị, nếu như bọn họ đã xảy ra chuyện gì, người đảm đương nổi sao? Bách Lý Hùng không có động tĩnh, vẫn nói, ta là một tên quân nhân. Quân nhân sứ mạng chính là phục tòng mệnh lệnh. Phía trên để cho ta phong tỏa Lâm gia,
ta thì nhất định phải phong tỏa Lâm gia, ngươi và ta nói nhiều vô ích, nếu như ngươi thật muốn ngăn trở, vậy chỉ có thể xin lỗi. Ngươi thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là ta thiết huyết doanh ngàn người, muốn phải đối phó ngươi, vậy không khó khăn như vậy. Lâm gia, thậm chí còn huyết minh ở ta trong mắt đều giống nhau. Dứt lời, bành, một đạo to lớn va chạm tiếng tấn công tới, điếc tai nhức óc. Toàn bộ mặt đất cũng chấn động lên. Chỉ khách khí mặt bốn cái trông nom cửa thiết huyết doanh chiến sĩ trực tiếp bị đánh bay vào. Ngực đều là máu tươi. Thấy một màn này, Bách Lý Hùng trong tay xuất hiện một chuôi lớn đao. Ai dám động ta thiết huyết doanh người? Một tiếng giống giận, Bách Lý Hùng ý định giết người phóng thích, hắn con người đều là tia máu, gắt gao nhìn chằm chằm cửa chỗ. Rất nhanh, một cái áo quần lố lăng cụ già từ bên ngoài đi vào. Cụ già đầu đội tử dương cân, người mặc bát quái y đạo sĩ, ở từ từ thanh trong gió trôi giạt tới. Chỉ gặp hắn hạc đỉnh lưng con rùa, mắt phượng sơ mi, sắc mặt đỏ thắm, thần thái phiêu giật. Hắn vừa đến trong đám người, lập giác hắn khí chất phi phàm, tựa như hạc đứng trong bầy gà. Bách Lý Hùng ý định giết người bỗng nhiên thu liễm. Bởi vì hắn biết người này. Hoa Hạ người bảo vệ một trong. Mấu chốt đối phương thân phận không bình thường, Hoa Hạ người bảo vệ 20 người, phân là hai cái trận doanh. Một cái trong đó trận doanh cầm đầu tồn tại, chính là người này. Người này kêu Phương Chấn Nghiệp. Hôm nay chết ở quán thể dục vị kia đường trang người bảo vệ chính là ở Phương Chấn Nghiệp trận doanh dưới. Mấu chốt đối phương lúc này xuất hiện ở Lâm gia làm gì? Đối phương không phải hẳn ở núi Võ Đang sao? Bách Lý Hùng cảm thấy không đúng. Phương Chấn Nghiệp bước chân dừng lại, còn người nhìn lướt qua Bách Lý Hùng, sau đó nói, Bách Lý Hùng, ta bây giờ cũng ở đây Lâm gia, chẳng lẽ ngươi vậy dự định hạn chế ta? Bách Lý Hùng lắc đầu một cái, đúng mực, người bảo vệ đại nhân, ta làm sao có thể hạn chế ngài đâu, đại nhân nhất định nói đùa. Nếu quả thật nếu bàn về thân phận, người bảo vệ địa vị hoàn toàn vượt qua Bách Lý Hùng. Bàn về thực lực, lại càng không dùng so sánh. Phương Chấn Nghiệp gật đầu một cái, Lâm gia ta muốn đảm bảo, ngươi có thể có ý kiến, nếu như số một vị kia có ý tưởng, để cho hắn đến tìm ta sẽ nói cho hắn lý do, còn như ngươi, ta không muốn nhiều phí miệng lưỡi. Người bảo vệ giọng lãnh đạm và khinh thường đến mức tận cùng. Hắn thành tựu Hoa Hạ người bảo vệ, áp đảo Hoa Hạ luật pháp và trên quy tắc, hắn có cái này tư cách. Hoa Hạ người bảo vệ từ xưa tới nay liền một mực tồn tại, vậy dưới tình huống sẽ không tùy tiện xuất hiện, cái này 20 người chỉ có ở Hoa Hạ nguy cấp nhất thời điểm mới sẽ xuất thủ, bảo vệ Hoa Hạ. Ở trên sông dài lịch sử, Hoa Hạ lại nhiều lần đắm chìm trong nguy hiểm, đều là cái này 20 người hóa giải nguy nan. Lúc này mới có hội nghị bàn tròn quyết định sinh tử quy củ. Cho dù là lão thủ trưởng mặt mũi, bọn họ vậy không nhất định sẽ cho à. Bách Lý Hùng có chút rất nhiều làm khó, nhưng nghĩ đến Diệp Thần giao phó, do dự mấy giây nói, ta tôn trọng Hoa Hạ người bảo vệ, nhưng là coi như ngươi đảm bảo Lâm gia, cũng giống vậy. Xin đại nhân không nên để cho ta làm khó. Làm khó, Hoa Hạ người bảo vệ bước ra một bước, một giây kế tiếp, Bách Lý Hùng liền cảm giác được một cổ như núi uy áp tập kích tới. Cho dù hắn thực lực thông trời, đầu gối có thể chịu đựng lực lượng hay là để cho hắn toàn thân run rẩy. Lực lượng này thậm chí để cho hắn suýt nữa quỳ xuống. Bách Lý Hùng, ta tôn trọng ngươi, mới không giết ngươi, nếu như ngươi còn dám để cho ta không thích. Ta sẽ không chiếu cố đến ngươi thân phận. Chỉ cần ta khởi động hội nghị bàn tròn bỏ phiếu, ngươi hẳn phải chết. Cuối cùng, ta nói không muốn nói lần thứ ba, Lâm gia ta ngày hôm nay đảm bảo định. Trong vòng 5 phút, rút lui hết ngươi thiết huyết doanh, nếu không máu tươi nhuộm thanh thiên. Tự gánh lấy hậu quả. Lời này vừa nói ra, Bách Lý Hùng càng làm khó. Đây là hắn đáp ứng Diệp Thần, vốn cho là thiết huyết doanh làm áp lực. Lâm gia sẽ bó tay chịu trói. Nhưng là ai biết đột nhiên xuất hiện một cái Hoa Hạ người bảo vệ. Mấu chốt đối phương vẫn là Phương Chấn Nghiệp. Phải biết, bây giờ Hoa Hạ tông sư bảng đệ nhất tồn tại, chính là Phương Chấn Nghiệp một tên học trò. Mấu chốt vẫn là không ký tên học trò. Bỏ ra Hoa Hạ tông sư bảng, rất nhiều rừng sâu núi thẳng cũng hoặc là chỗ tối, đều có cực mạnh tồn tại. Những người này không quan tâm Hoa Hạ tông sư bảng. Bởi vì bọn họ có thật sức chiến đấu,
căn bản không cần hướng thế gian chứng minh. Phương Chấn Nghiệp đúng là có tư cách đối phó Thiết Huyết Doanh. Máu nhuộm thanh thiên chính là uy hiếp lớn nhất. Ngay tại lúc này, Huyết Minh ông cụ kia đi ra, khóe môi nhếch lên nụ cười xu nịnh, khom người, vội vàng chắp tay đối với Phương Chấn Nghiệp nói, Phương trưởng lão, ngài làm sao tới? Ta bước vào Hoa Hạ sau đó, một mực không có tới gặp lão nhân gia ngài, xin thông cảm. Phương Chấn Nghiệp lại là Huyết Minh một vị trưởng lão. Hơn nữa ở Huyết Minh, thân phận tất nhiên cực kỳ tôn quý. Liền liền Huyết Minh lão giả cũng phải cung cung kính kính. Bách Lý Hùng quả đấm cầm chặt, trong lòng một cổ tức giận cảm giác tự nhiên nảy sinh. Sự việc càng phát ra không thể khống chế. Phương Chấn Nghiệp nhìn lướt qua trước mặt Huyết Minh lão giả, hừ lạnh nói, một đám phế vật, liền một chuyện nhỏ cũng không làm xong. Thật là vũ nhục Huyết Minh. Vậy Huyết Minh lão giả sắc mặt ảm đạm, nói cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể tựa đầu lô đè thấp. Bách Lý Hùng nghĩ cặn kẽ sau đó, lên tiếng, người bảo vệ đại nhân, Lâm gia ta có thể không phong tỏa, nhưng là Diệp Thiên chính ta phải dẫn đi, đây là ban đầu đài võ đạo trước liền quyết định. Diệp Thiên chính, Phương Chấn Nghiệp đối với danh tự này cực kỳ xa lạ, cho là cái gì không liên quan người, phất phất tay, nếu không phải người Lâm gia, người mang đi chính là. Phương trưởng lão, chuyện này không thể. Vị kia Huyết Minh lão giả vội vàng ở Phương Chấn Nghiệp bên tai nói những gì. Phương Chấn Nghiệp diễn cảm lúc sáng lúc tối. Lời này là thật. Phương trưởng lão, ta chắc chắn. Mấy giây sau đó, Phương Chấn Nghiệp trở quẻ nói, Bách Lý Hùng, vốn là ta xác thực dự định để cho ngươi mang đi Diệp Thiên Chính, nhưng là ngay vừa mới rồi, ta đột nhiên nghĩ đến, Diệp Thiên Chính và chúng ta 20 năm trước xử lý một vụ án có quan hệ. Bất quá ngươi yên tâm, đợi hiểu rõ ràng hết thảy, ta tự nhiên sẽ để cho Lâm gia thả Diệp Thiên Chính. Nếu như ngươi không phục, có thể để cho số một tới và ta nói. Đúng rồi, ngươi còn có 3 phút rút lui Thiết Huyết Doanh thời gian. Bách Lý Hùng nghe được đối phương không chút kiêng kỵ lời nói, trong lòng nín một đoàn tức giận. Hắn thành tựu Hoa Hạ thượng tướng lúc nào như thế bực bội qua. Nhưng là Hoa Hạ mấy tỷ người, trừ lão thủ trưởng. Duy chỉ có vậy 20 người, hắn không thể làm gì à? Bách Lý Hùng cưỡng ép áp chế nội tâm tức giận, đi xó xỉnh bá liền một cái mã số. Điện thoại thông, vị kia ở biết chuyện đi qua sau đó, thở dài một tiếng. Rút lui Thiết Huyết Doanh, trước trở về, chuyện này, thảo luận kỹ hơn. Điện thoại cúp, Bách Lý Hùng gắt gao nhìn một cái Phương Chấn Nghiệp, một phất ống tay áo, chúng ta đi. Thiết Huyết Doanh và Bách Lý Hùng vẫn là rời đi. Toàn bộ Lâm gia lại khôi phục yên tĩnh. Ngay tại lúc này, vị kia Huyết Minh lão giả nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng Phương Chấn Nghiệp nói, Phương trưởng lão, bên trong nhà có 2 vị người Huyết Minh sinh mạng đe dọa, ta chân thực không biết nên làm thế nào cho phải, xin Phương trưởng lão ra tay. Phương trưởng lão trong mắt bình tĩnh, mang ta đi xem. Phương trưởng lão. Rất nhanh. Phương Chấn Nghiệp và mấy người liền đi tới một nơi gian phòng, nhìn tràn đầy máu tươi và vết thương Lâm Tuyệt Long cùng với một vị khác Huyết Minh lão giả. Hắn con người có giúp một cái, lại có thể bị thương nặng như vậy. Thằng nhóc kia rốt cuộc thực lực gì? Đại nhân, van cầu ngài mau cứu nhi tử ta đi. Lâm Ngạo trực tiếp quỳ xuống, khàn cả giọng. Phương Chấn Nghiệp không để ý đến, từ trong lòng ngực lấy ra 2 viên đan dược, trực tiếp để cho 2 người ăn vào. Sau đó, lại là mở miệng nói, cái này 2 người không chết đã là kỳ tích, muốn phải cứu về, cần phải mấy ngày, nhưng là coi như cứu về, cũng là phế nhân, như nếu muốn khôi phục thực lực, phá sau đứng, duy nhất biện pháp chính là đem Côn Lôn hư vị kia có thể mời đi ra. Nếu cái này 2 người là ta Huyết Minh đệ tử, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cứu, ta chờ một hồi viết một phong thơ gấp đến Côn Lôn hư đi, mời người nọ rời núi cứu chữa. Lâm Ngạo và Huyết Minh lão giả trên mặt vui mừng, vội vàng biểu đạt cảm ơn. Ta không lạ gì cảm tạ của các ngươi, ta tới Lâm gia, chính là vì một chuyện, các người có thể biết vậy Diệp Thần lai lịch. Nghe được câu này, Lâm Ngạo hơi biến sắc mặt, vẫn là nói, đại nhân, cái này Diệp Thần tin tức thật ra thì đều là trong suốt, đều có thể tra được, duy chỉ có vấn đề chính là thằng nhóc kia rơi xuống hồ Đông Tiền sau 5 năm. Không có ai biết thằng nhóc kia đi nơi nào. Chúng ta vốn cho là Côn Lôn hư, nhưng là Côn Lôn hư bất kỳ một người nào võ đạo tông cũng không có cửa kêu Diệp Thần đệ tử,
thật là kỳ quái, có phải hay không là người này bất ngờ lấy được cái gì truyền thừa? Phương Chấn Nghiệp hai tay chắp sau lưng, con người lóe lên sắc bén, lạnh lùng nói, vậy Diệp Thần ở quán thể dục một kích tối hậu, bộc phát cực mạnh kiếm quyết, chém giết ta trận doanh một vị người bảo vệ, tuyệt không phải vậy, coi như là Côn Lôn hư tông môn cũng không khả năng như vậy, ta bây giờ duy nhất kiêng kỵ chính là người này sau lưng rốt cuộc là ai. Nếu như có đại năng bảo vệ, sự việc liền rất phiền toái. Lâm Ngạo nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, đại nhân, cái này nửa năm qua, người này đều là một người, hắn bên người chưa bao giờ xuất hiện qua bất kỳ cường giả, vậy ám điện mặc dù không tệ, nhưng là chỉ có thể coi như là người này thế lực, tuyệt không phải hắn người sau lưng. Còn nữa, người này vô số lần sống chết bây giờ, cũng không có người ra tay, ta cảm giác người này đạt được truyền thừa có khả năng tương đối lớn. Phương Chấn Nghiệp nhìn một cái Lâm Tuyệt Long và một người khác, mở miệng nói ta muốn Diệp Thần hết thảy tư liệu, từ hắn lần đầu tiên xuất hiện ở Hoa Hạ bắt đầu, bất kỳ chữ viết, video, nhân chứng, còn nữa, Ninh Ba Diệp ra hết thảy tin tức, chuyện không to nhỏ, trong vòng một ngày, sửa sang lại, ta tự mình tới lấy. Lâm Ngạo và một vị khác huyết minh lão giả nhìn nhau, vẫn là gật đầu, Ám điện. Kinh thành thời gian buổi chiều 5 điểm. Diệp Thần mở mắt ra, trực tiếp ngồi dậy. Hắn có thể cảm giác đến thương thế trên người tốt hơn nhiều, thậm chí chẳng biết tại sao, hắn phát hiện mình tu vi lại bất chi bất giác đột phá. Làm sao biến thành ly hợp cảnh tầng thứ 5? Diệp Thần trên mặt có một tia vẻ kinh hãi, mấu chốt hắn trước người bị thương nặng, vừa không có vận chuyển cửu thiên huyền dương quyết, làm sao có thể đột phá? Cái này quả thực có chút quỷ dị. Chẳng lẽ thân thể mình thừa dịp hắn không chú ý, đột phá? Ngay tại Diệp Thần kinh ngạc đang lúc, hắn đột nhiên chú ý tới vậy đá màu đen trôi lơ lửng ở giữa không trung. Từng đạo linh khí và long mạch khí chui vào hắn thân thể. Chẳng lẽ là bởi vì luân hồi mộ địa? Diệp Thần năm ngón tay nắm chặt, đá liền bị hắn cầm ở lòng bàn tay. Bách Lý Hùng hẳn đem ba nối trở lại rồi, ta cũng nên hỏi một chút tảng đá kia sự việc. Ninh Ba Diệp ra, luân hồi mộ địa, trong này rốt cuộc có liên hệ gì? Diệp Thần cảm giác được mình thân thế tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Từ những cái kia đại năng trong miệng, hắn biết mình phàm căn không bị kiểm tra, vận mệnh cả thiên đạo đều không cách nào nắm trong tay, hơn nữa luân hồi mộ địa lựa chọn mình, ra ra ở trên tang lễ xuất hiện người thần bí. Diệp ra tuyệt đối không có bề ngoài nhìn như thế đơn giản. Trên người mình phàm căn tuyệt không bình thường. Hắn mở điện thoại di động lên, vừa định gọi ra ngoài, một cú điện thoại liền gọi tới. Bách Lý Hùng. Diệp Thần trong lòng vui mừng, vội vàng nhận nghe điện thoại. Bách Lý Hùng, ngươi và ba ta bây giờ ở đâu? Ta tới đón các người. Nhưng là bên đầu điện thoại kia nhưng là ngắn ngủi dừng lại. 3 giây sau này, Bách Lý Hùng xấu hổ thanh âm vang lên. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi. Ta không có mang hồi Diệp Thiên Chính, cũng không có phong tỏa Lâm gia. Ngài giao phó hai chuyện, ta cũng không có làm xong, bất kể như thế nào, ta Bách Lý Hùng nguyện ý gánh vác hết thảy. Diệp Thần nụ cười đột nhiên cứng ngắc, thay vào đó là vẻ lạnh như băng rét lạnh. Hắn muốn phá vỡ mắng to, nhưng là vừa nghĩ tới Bách Lý Hùng thành tựu tướng quân lại đang hướng hắn nói xin lỗi. Hắn vẫn là nhịn được. Mấu chốt liền Bách Lý Hùng cũng không giải quyết được sự việc. Tất nhiên rất nghiêm trọng. Ta muốn biết, rốt cuộc khâu nào xảy ra vấn đề. Diệp Thần thanh âm lạnh như băng vang lên. Vốn là chuyện này Lâm gia và máu kia Minh ông già cũng không ngăn cản được, nhưng là lại không nghĩ rằng Hoa Hạ người bảo vệ nhúng tay, mấu chốt nhúng tay vẫn là một cái trong đó trận doanh đứng đầu, Phương Chấn Bình. Ngay vừa mới rồi, số một đi thăm hỏi mấy vị Hoa Hạ người bảo vệ, nhưng là tình huống không cần lạc quan. Người ở đài võ đạo giết một vị người bảo vệ, những tên kia nổi giận, thậm chí có thể đối với ngươi làm khó dễ. Số một chỉ có thể miễn cưỡng là ngươi đè xuống một ít thứ, nhưng là... À, Diệp tiên sinh, lần này là Hoa Hạ thua ngươi, lại là ta Bách Lý Hùng thua ngươi, thật sự là thật xin lỗi. Giờ phút này, Diệp Thần quả đấm cầm chặt, cánh tay đều là nổi gân xanh. Một mực mong đợi chuyện, chỉ như vậy trở thành bọt nước, ai có thể không giận. Mấu chốt nhúng tay người lại là Hoa Hạ người bảo vệ. Đám này nghiêm trang đạo mạo hạng người, dựa vào thực lực, điều khiển hết thảy. Đài võ đạo quy củ không thủ,
vì lợi ích thậm chí còn đối với mình ra tay. Lương tử đã kết làm. Đã như vậy, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Cả nhà vang lên từng cơn long ngâm, huyết long tựa như bị Diệp Thần tâm trạng bị nhiễm, gầm thét và tức giận. Bách Lý Hùng, Hoa Hạ người bảo vệ ở đâu, còn có vậy Phương Chấn Nghiệp ở đâu, nói cho ta. Bách Lý Hùng ngẩn ra, Diệp tiên sinh, ta không biết. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, cúp điện thoại, ý định giết người bùng nổ, điện thoại di động trực tiếp bị bóp vỡ, lại là từng cơn sao hỏa. Hoa Hạ người bảo vệ, nếu các người thủ không bảo vệ được một ít thứ, vậy cũng không cần các người bảo vệ. Diệp Thần mở cửa phòng, phát hiện Giang Nữ Dung, Hạ Nhược Tuyết, Tôn Di, Chu Nhã ánh mắt cũng đồng loạt trông lại. Thần Nhi, người cảm giác thế nào? Giang Nữ Dung quan tâm nói. Diệp Thần trong mắt băng hàn trực tiếp biến mất, ngược lại trước mặt nặn ra vẻ tươi cười, mụ, ta không có gì đáng ngại, ta người này chính là da dày, khôi phục năng lực không tệ, bây giờ đã không có chuyện gì. Nói xong, hắn còn nhìn về phía ba phụ nữ, các người vậy không cần lo lắng, tiếp theo nên làm cái gì thì làm cái đó. Thần Nhi, tại sao ta cảm giác ngươi có chút không giống? Giang Nữ Dung nhíu mày nói. Thành tựu mẫu thân, mặc dù Diệp Thần ẩn núp tâm trạng, nhưng là nàng vẫn là có thể cảm giác được một chút tức giận. Diệp Thần vỗ một cái tay của mẹ, mụ, ngươi lo lắng gì đây, đúng rồi, thời gian xong hết rồi, ta đi đón ba. Mụ và ngươi cùng đi, Giang Nữ Dung quả quyết nói. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói láo, bởi vì Lâm gia đem phụ thân cất giữ địa phương khá xa, có thể phải mấy ngày thời gian, mấy ngày nay, ngươi và Nhược Tuyết các nàng liền ở chỗ này, kia cũng không nên đi. Giang Nữ Dung mới vừa muốn nói cái gì, Diệp Thần liền nhìn về phía Lục Lăng Phong, phân phó nói, Lục Lăng Phong, ta mẫu thân và hắn nàng ba người an toàn liền giao cho ngươi, nếu như các nàng ra nửa điểm chuyện, ngươi hẳn biết hậu quả. Điện chủ yên tâm, nơi đây so kinh thành bất kỳ địa phương cũng an toàn hơn. Lục Lăng Phong nói. Sau đó, Diệp Thần lại dặn dò mấy câu, trực tiếp rời đi ám điện. Nếu như hắn không có đoán sai, phụ thân hoặc là ở đó Hoa Hạ người bảo vệ Phương Trấn bằng phẳng trên tay, hoặc là vẫn còn ở Lâm gia. Nếu Bách Lý Hùng không cách nào ra tay, vậy hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Lâm gia vị trí hắn tự nhiên là biết. Diệp Thần mơ hồ bây giờ còn có thể cảm giác được thân thể có chút vấn đề. Hắn đầu tiên là trở lại giáo viên nhà trọ, dùng điện thoại nhà, gọi cho Hạng Thừa Đông, để cho hắn mang một ít dược liệu. Nửa giờ sau đó, Hạng Thừa Đông liền đem đồ vật chuẩn bị xong. Hắn thấy Diệp Thần, trong con người sợ hãi càng rõ ràng, kinh thành đài võ đạo sự kiện kia toàn bộ kinh thành cũng truyền khắp. Lâm Tuyệt Long thất bại, một vị Hoa Hạ người bảo vệ bị chém chết. Bây giờ Diệp Thần chính là xứng đáng không thẹn Hoa Hạ tông sư bảng người thứ nhất. Tới tuổi 20, liền đạt tới cái này thành tựu, Hoa Hạ gần mấy ngàn năm, chỉ có một Diệp Thần. Hạng Thừa Đông bỏ đồ xuống, Diệp Thần liền lấy ra bách thảo đỉnh, bắt đầu luyện chế. Cả nhà đều là mùi thuốc nồng nặc. Dưới mắt, Diệp Thần phải luyện chế đầy đủ đan dược, theo thực lực tăng lên, hắn luyện chế đan dược có thể cao cấp hơn một ít. Những đan dược này ở mình bị thương cũng hoặc là chiến đấu lúc đó, có mấu chốt hiệu quả. Thậm chí có thể tăng lên mình thực lực. Cả nhà đều là mùi thuốc nồng nặc. Bất chi bất giác đã đến buổi tối 8 giờ. Diệp Thần luyện chế đan dược cũng không xê xích gì nhiều, ngay tại lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Thần nhướng mày một cái, ý thức nhìn lướt qua, phát hiện là Ngụy Dĩnh. Hắn lúc này mới nhớ tới. Trước cho Ngụy Dĩnh thời gian cân nhắc phải chăng bước vào tu luyện, rất hiển nhiên đối phương chắc có đáp án. Hắn đứng dậy đi mở cửa. Bên ngoài Ngụy Dĩnh ăn mặc một cái ba điểm váy đầm dài, hai chân thon dài, trước ngực đầy đặn. Mặc dù bảo thủ, nhưng là vóc người rất là hoàn mỹ. Hôm nay nàng trải một đầu đạt tới vai mái tóc dài, không khí mái tóc hạ một đôi linh động màu đen trong mắt trong suốt có thần. Vậy mảnh khảnh mi mao, nhu nhược sống mũi. Hơi nhỏ môi, vừa đúng lúc phân phối ở hạt dưa vậy trên gương mặt tươi cười. Diệp Thần, gọi điện thoại cho ngươi một mực không người tiếp, ngươi ở trong phòng làm gì, mùi ngon lớn, toàn bộ hành lang đều là mùi này. Ngụy Dĩnh chóp mũi hơi nhúc nhích, thậm chí dư quang nhìn một cái bên trong. Ta đang luyện đan, ngươi vào đi. Diệp Thần nói. Ngụy Dĩnh ngẩn ra,
Khi đi đến trong phòng, ngay tức thì thấy một cái to lớn cổ đình. Nàng vốn cho là luyện đan chẳng qua là trong truyền thuyết sự việc, lại không nghĩ rằng Diệp Thần thật sẽ. Nàng phát hiện Diệp Thần càng ngày càng thần bí. Ta trước để cho ngươi suy tính sự việc như thế nào. Diệp Thần ngồi ở trên ghế salon, nàng đã chú ý tới Ngụy Dĩnh trên cổ phách huyền thạch đã có rạn nứt nghiêng về. Phỏng đoán lại qua đoạn thời gian, đất này phách huyền thạch vậy chấn không đè ép được Ngụy Dĩnh sát huyết hàn thể. Diệp Thần, ta có thể tu luyện, nhưng là ta có một cái yêu cầu, ta không muốn kêu sư phụ ngươi, cái này. Ngươi có thể hay không để ý. Diệp Thần lắc đầu một cái, gọi chẳng qua là vật ngoại thân, ngươi yêu tên gì liền tên gì, đúng rồi, ngươi tu luyện thế nào. Ngụy Dĩnh sờ một cái tóc, khổ sở nói, ta cũng không biết tu luyện thế nào, ta cho tới bây giờ không tiếp xúc qua vật này, cái này cùng giáo án căn bản không giống nhau. Ngươi thử một chút vận chuyển hàn tâm quyết, ta xem. Diệp Thần hiếu kỳ nói. Ngụy Dĩnh gật đầu một cái, nhắm mắt lại. Đột nhiên, cả nhà cuộn sạch ra một cổ băng hàn ý, một tia màu đỏ sát khí lao ra Ngụy Dĩnh thân thể. Dị tượng từng cơn, làm cho lòng người sợ hãi. Diệp Thần thậm chí kinh ngạc phát hiện, lấy Ngụy Dĩnh thân thể làm trung tâm, bốn phương tám hướng lại xuất hiện từng cơn hàn băng. Quanh thân của nàng xuất hiện từng đạo băng hàn kiếm ý, tựa như tùy thời thì phải lao ra trong cơ thể, chém chết người khác. Liền liền hắn bách thảo đỉnh cũng bị hàn đóng băng kết. Hàn băng trên, ánh đỏ tràn ngập. Cái này, Diệp Thần kinh sợ. Trong cơ thể hắn huyết long tựa hồ cảm thấy uy hiếp, tuôn ra ngoài. Trong thiên hạ, có thể để cho máu này long sợ hãi, chỉ có sát huyết hàn thể. Mặc dù hắn biết Ngụy Dĩnh sát huyết hàn thể tu luyện hàn tâm quyết sẽ thành rất mạnh, nhưng là căn bản không nghĩ tới như thế mạnh à. Quả nhiên, cái này sát huyết hàn thể là thế gian top 10 cực đoan ách thể. Một khi tu luyện và lợi dụng, tất nhiên sẽ bùng nổ cực mạnh uy lực. Có thể dừng lại, Diệp Thần vội vàng nói. Dứt lời, Ngụy Dĩnh đột nhiên mở mắt ra. Rắc rắc, một tiếng, chung quanh bị hàn băng bao gồm đồ gỗ nội thất toàn bộ vỡ vụn. Không chỉ như vậy, liền liền vậy bách thảo đỉnh lại vậy sinh ra một tia vết rách. Quá CMN kinh khủng. Ngụy Dĩnh thấy Diệp Thần phòng khách đồ toàn bộ bị nàng phá hủy. Sắc mặt đại biến, Diệp Thần, ta thật không phải cố ý, ta cũng không biết tại sao sẽ như vậy, ta không khống chế được ta thân thể. Nàng thậm chí hoang mang rối loạn từ trong túi sách lấy ra một bản thẻ ngân hàng, Diệp Thần, đây là ta tiền lương thẻ, bên trong có mấy chục ngàn đồng tiền, có thể hay không bồi ngươi. Ngụy Dĩnh đều phải khóc. Diệp Thần thấy Ngụy Dĩnh dáng vẻ, cười một tiếng, không có sao, cái này giáo viên nhà trọ ta cũng sẽ không ở quá lâu. Hư liền xấu xa. Bất quá, ta đây là phát hiện, ta nhặt được một cái bảo bối, ngươi sau này nếu như thật tốt tu luyện, nói không chừng ta còn muốn dựa vào ngươi đây. Ngụy Dĩnh nghe được câu này, sốt ruột trên mặt xuất hiện một vẻ vui mừng thật. Vậy ta nhất định thật tốt tu luyện hàn tâm quyết, sau này có ta bảo vệ ngươi. Nói ra những lời này, Ngụy Dĩnh gương mặt lại phi đỏ lên, rất sợ Diệp Thần hiểu lầm cái gì. Diệp Thần lại lấy ra mấy bản chuẩn bị xong hàn hệ võ, cái này mấy bản ngươi vậy cầm, giữ ngươi năng lực, học những thứ này hẳn rất mau, chỉ có tâm pháp còn chưa đủ. Được. Ngụy Dĩnh nhận lấy võ, vốn định sẽ cùng Diệp Thần nói gì, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa truyền tới. Vậy, Diệp Thần, đã trễ thế này, ta liền không quấy rầy ngươi. Ngụy Dĩnh đứng dậy đi mở cửa, nhưng phát hiện là một cái xa lạ người đàn ông. Người đàn ông nhìn một cái Ngụy Dĩnh, cười một tiếng, sau đó ánh mắt rơi ở phòng khách Diệp Thần trên mình. Ngươi là... Diệp Thần phát hiện, hắn cũng không nhận ra người đàn ông này. Diệp tiên sinh, ta là Bao Tân Hà, là chủ nhân để cho ta đến tìm ngươi. Người đàn ông nói. Bao Tân Hà, chủ nhân. Diệp Thần có chút bối rối, chủ nhân ngươi là ai? Kỷ Lâm tiểu thư, nói ra cái này bốn chữ. Bao Tân Hà con ngươi tràn đầy một chút sợ hãi. Kỷ Lâm ban đầu thu hắn là nô bộc, trực tiếp trấn áp hắn, để cho hắn vô hạn sợ hãi. Bất quá hắn ngược lại là không có hối hận, bởi vì trở thành Kỷ Lâm nô bộc, hắn thực lực lại thẳng tắp lên cao. Thậm chí nhiều lần lui tới núi Côn Lôn chỗ sâu. Kỷ Lâm thu hắn là nô bộc, chỉ vì là một câu nói, đoạn này thời gian,
Ngươi lưu ý một cái kêu là Diệp Thần người đàn ông, nếu như hắn tới kinh thành, đụng phải phiền toái gì, ngươi phải không tiếc bất cứ giá nào, trợ giúp người này. Coi như ngươi chết, hắn cũng không thể bị một chút tổn thương. Biết chưa? Ngày hôm nay đài võ đạo đánh một trận, vang khắp toàn bộ kinh thành võ đạo giới, Diệp Thần tên chữ như sấm bên tai. Hắn lúc này mới ý thức được Kỳ Lâm trong miệng Diệp Thần đã tới kinh thành. Hắn liền thời gian đầu tiên chạy tới. Bao Tân Hà đem Kỳ Lâm sự việc nói lên liền một lần, Diệp Thần bừng tỉnh, ngược lại là không nghĩ tới Kỳ Lâm vậy bé gái mặc dù ngoài miệng chê bai hắn, nhưng là trong đáy lòng vẫn đủ quan tâm hắn an nguy. Hắn nghĩ tới điều gì, hỏi, ngươi nếu biết chuyện hôm nay, vậy ngươi chắc rõ ràng ta giết một vị hoa hạ người bảo vệ đi. Bao Tân Hà gật đầu một cái, ta biết, thực không dám giấu giếm, ta ngày hôm nay vội vội vàng vàng chạy tới, chủ yếu chính là vì chuyện này tới. Bởi vì ta bao ra một vị lão tổ, chính là hoa hạ chi một hai chục vị người bảo vệ. Ta đã hướng lão tổ xin phép, hắn đang chuẩn bị từ Tây Tạng bên kia chạy tới, Diệp tiên sinh yên tâm, ngài chém giết vị kia hoa hạ người bảo vệ, không thuộc về ta lão tổ trận doanh, ta tin tưởng lão tổ nếu như biết sự việc sau lưng đồ, tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Diệp Thần con người vui mừng, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Kỳ Lâm âm thầm ngón này nhưng là giúp một cái bận rộn. Được, người lão tổ đại khái lúc nào đến kinh thành, Diệp Thần kích động nói. Bao Tân Hà do dự mấy giây, đại khái ngày mốt, bởi vì Tây Tạng bên kia có chút khó giải quyết sự việc xuất hiện, xin Diệp tiên sinh thông cảm. Còn muốn hai ngày, Diệp Thần không chờ được lâu như vậy. Hắn con người híp lại, nhìn một cái đồng hồ trên tường, đã buổi tối 11 giờ. Bất kể như thế nào, hắn muốn đi một chuyến Lâm gia. Ngay tại tối nay, Bao Tân Hà nhìn một cái Diệp Thần, có thể cảm giác đến đối phương trong mắt sát ý, liền hỏi, Diệp tiên sinh nhưng mà dự định đi Lâm gia. Ừ, ngươi làm sao biết? Bao Tân Hà giải thích, trên đường tới, ta đã biết lá trước sự việc phát sinh. Lâm Tuyệt Long cùng với Lâm gia đối với Diệp tiên sinh mà nói là ẩn núp uy hiếp, nếu như không bóp chết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, đổi lại là ta, đêm này ta cũng sẽ không để cho bọn họ an ninh. Diệp Thần ngược lại là đối với Bao Tân Hà coi trọng mấy phần, nói, người có bằng lòng hay không cùng ta đi một chuyến Lâm gia. Bao Tân Hà nguyện ý, chủ nhân đã từng đã thông báo, người bất kỳ muốn động Diệp tiên sinh, đều phải từ trên người ta dẫm lên. Thời khắc này Bao Tân Hà cũng là bộc phát ra cực mạnh ý định giết người. Hắn không có lựa chọn, mạng hắn đã sớm là Kỳ Lâm. Nếu như Diệp Thần xảy ra chuyện, hắn cũng không có tư cách sống. Diệp Thần và Bao Tân Hà nhìn nhau, không do dự nữa, trực tiếp từ lầu 10 nhảy xuống, không có vào trong bóng tối. Đối với người tu luyện mà nói, lầu 10 cao độ, quá thấp. Mà ngay lúc này, Ngụy Dĩnh đang trên ban công nhìn Diệp Thần giao cho nàng võ, nàng mới vừa nghiên cứu ra cái gì, liền thấy được Diệp Thần nhảy xuống bóng người. Ừ, Diệp Thần trễ như vậy đi nơi nào? Nàng vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng là quanh thân khó hiểu cuốn lên một hồi sát khí, một giây kế tiếp, nàng thật giống như bị khống chế vậy. Thân thể mềm mại, lại vậy từ trên ban công nhảy xuống. Ngụy Dĩnh khi cảm giác được chung quanh gió lớn gào thét lúc, mới phát hiện mình làm như vậy điên cuồng cử động. Đây chính là lầu 10 à. Nàng mặc dù mới vừa tu luyện, nhưng là nàng cũng không phải là cái gì thần tiên à. Địa phương cao như vậy, nhảy xuống, không chết mới là lạ à. Nàng hối hận, thậm chí hận không nỡ đánh mình một cái tát. Mình nổi điên làm gì à. Nhảy lầu tự sát. Phỏng đoán ngày mai kinh thành tựa đề tin tức chính là kinh thành đại học sư phạm một nữ lão sư cưỡng bức trường học áp lực, nhảy lầu tự sát. Vừa nghĩ tới mình thì phải hương tiêu ngọc vẫn, nàng trong lòng vô hạn phiền muộn. Nàng mới tới tuổi 20 à. Nàng thậm chí liền tình yêu nam nữ cũng chưa từng thử qua. Thật vất vả xuất hiện người mình thích, nàng lại liền nếu như vậy chết đi. Ngụy Dĩnh mắt xem liền đụng chạm mặt đất. Nàng trong thân thể đột nhiên xuất hiện một đạo lạnh như băng giọng nữ. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết. Một giây kế tiếp, Ngụy Dĩnh lại phát hiện mình hai tay lại bắt đầu bóp quyết, trong không khí vô số giọt nước điên cuồng vọt tới. Giọt nước ngưng kết đạo đạo bông tuyết, trực tiếp ở cách mặt đất 2 mét địa phương, hình thành một cái lưới lớn. Ngụy Dĩnh rơi vào bông tuyết lưới lớn trên,
hòa hoãn hết thảy lực lượng. Không chỉ như vậy, Ngụy Dĩnh quanh thân lại xuất hiện một đạo màu máu hư ảnh. Màu máu hư ảnh dáng vẻ và Ngụy Dĩnh giống nhau như đúc. Không có nghĩ giống va chạm, cũng không có tưởng tượng máu tanh. Ngụy Dĩnh bình yên rơi xuống đất. Nàng hoàn toàn bối rối, mình lại không có chuyện gì. Ngay tại lúc này, vậy giọng nữ trong trẻo lạnh lùng vang lên lần nữa, nếu như ngươi lại không theo sau, liền có thể lại cũng không tìm được thằng nhóc kia. Ngụy Dĩnh ngẩn ra, nhìn một cái chung quanh, không có người nào. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc ở đâu? Ta là bên trong cơ thể ngươi sát huyết hàn thể, đi mau. Ngụy Dĩnh hơi biến sắc mặt, mới vừa muốn nói cái gì, một cổ lực lượng vô hình tựa như đang khống chế nàng. Nàng nhìn một cái trên cổ mình phách huyền thạch, lại đã sinh ra vô số đạo khe hở. Chẳng lẽ là không cách nào trấn áp nàng trong cơ thể sát huyết hàn thể? Bất quá mặc dù bị khống chế thân thể, nhưng là nàng cảm giác được rõ rệt, chỉ cần mình vận dụng một ít lực lượng, tất nhiên có thể phá ra đối phương khống chế. Chỉ bất quá, dưới mắt loại cảm giác này để cho nàng rất được dùng, nàng cũng không có triệt hết khống chế. Đêm, đen như mực. Kinh thành Lâm gia, Diệp Thần và Bao Tân Hà đã đi tới trận pháp đất. Đúng là ở một cái công viên vùng lân cận. Diệp Thần giam tròng mắt, có thể cảm giác đến chung quanh trận pháp chập chờn. Cái này chập chờn so huyết mai điện cùng với Giang gia còn cường liệt hơn. Diệp tiên sinh, mặc dù biết ở chỗ này, nhưng là ta có thể nghe nói Lâm gia trận pháp có thể không bình thường, muốn cưỡng ép phá vỡ cực kỳ khó khăn. Thậm chí trận pháp này còn mang cực mạnh công kích ý, ta nghe nói năm đó có một vị hoa hạ cường giả đã thử, cuối cùng chết tại trận pháp dưới, liền phản kích năng lực cũng không có. Diệp Thần không để ý đến, theo tu vi tăng lên, hắn đối với linh phù một đạo cực kỳ rõ ràng. Vạn biến không rời kỳ tông. Hắn một cái liền cảm nhận được trận pháp tâm trận chỗ. Hắn bước ra mấy bước, nhịp bước cực kỳ quỷ dị, thậm chí ở Bao Tân Hà trong mắt có chút lôi thôi lếch thếch. Ngay tại Diệp Thần đi tới bước thứ bảy sự thật, toàn bộ mặt đất chấn động lên. Một tia ánh sáng nhàn nhạt mang lóe lên. Tâm trận hiện lên. Bao Tân Hà diễn cảm tựa như gặp quỷ vậy. Cái này Diệp tiên sinh lại ước chừng mấy bước tìm được Lâm gia trận pháp tâm trận. Cái này mẹ hắn là cái gì yêu nghiệt à? Còn không chờ hắn kịp phản ứng, Diệp Thần ngón tay bóp quyết, cánh tay mơ hồ bây giờ lại xuất hiện một đạo hỏa diễm. Một giây kế tiếp, ngọn lửa tựa như một mũi tên thì đâm về phía tâm trận trên. Ánh lửa bùng nổ. Trận pháp kia kết giới lại giống như mạng nhện vậy hướng bốn phương tám hướng lan tràn, hoàn toàn vỡ vụn. Không chỉ như vậy, Diệp Thần lại là đánh ra một quyền. Một quyền này long ngâm từng cơn, rậm rạp chằng chịt, một mảng lớn trận pháp toàn bộ bể tan tành. Bao Tân Hà diễn cảm hoàn toàn động lại. Cái này Diệp tiên sinh không chỉ tìm được tâm trận, còn hủy diệt trận pháp. Đây là cái gì thủ đoạn à? Thật là chưa bao giờ nghe. Cùng lúc đó, bên trong Lâm gia tự nhiên cảm thấy chấn động. Huyết Minh lão giả và Lâm Ngạo nhìn nhau, cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Đây là cái gì động tĩnh? Huyết Minh lão giả kinh ngạc nói. Lâm Ngạo đứng lên, hoảng sợ nói, Lâm gia trận pháp bị người cưỡng ép thủng. Làm sao có thể? Hắn Lâm gia trận pháp nhưng mà ngàn năm trước truyền thừa xuống. Trận này mặc dù không tính là cái gì thượng cổ đại trận, nhưng là dõi mắt toàn bộ hoa hạ, có thể so sánh trận này cường đại, cơ hồ không tồn tại. Bây giờ lại có thể bị người phá. Hơn nữa còn là rất miễn cưỡng nổ. Bên ngoài rốt cuộc phát sinh cái gì, quản chế đâu. Huyết Minh lão giả cảm giác được không đúng. Lâm Ngạo con người có giúp một cái, vừa định cầm lên trên bàn máy tính bảng điều lấy quản chế. Suy, một tiếng vang thật lớn truyền tới. Không khí tựa như bị một cổ vô cùng lực lượng mạnh phá vỡ. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, một chuôi trường thương phá không tới. Quanh thân mang cực mạnh khí lưu. Đinh, một tiếng, trực tiếp rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đâm thủng máy tính bảng, đinh ở trên mặt đất. Đốm lửa nhỏ lóe lên, một cổ gió lớn cuộn sạch. Không chỉ như vậy, bởi vì mới vừa rồi trường thương lực lượng quá mức khủng bố. Ở trên tay hắn vậy xuất hiện một dấu máu. Máu tươi điên cuồng xông ra, giọt trên mặt đất. Lâm Ngạo có chút bối rối, lại có người mạnh xông Lâm ra.
Còn không chờ hắn kịp phản ứng, một hồi tiếng kêu thảm thiết vang khắp. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy cả đời đều khó quên được hình ảnh. Lâm gia cửa màu đen huyền trực tiếp bị người một cước phá vỡ, vô số mạt gỗ hoành bay. Trong bóng tối, một đạo lãnh ngạo bóng người xuất hiện. Mấu chốt thân ảnh này trong tay nắm bốn cái đầu người. Cái này bốn người bất ngờ chính là Lâm gia giữ ở ngoài cửa cường giả. Tầm mắt lên rời, bên ngoài ánh đèn rốt cuộc đánh vào thân ảnh kia trên mặt. Loang lổ quang, lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Như sói đói, như sư tử đực, giết hại thêm là máu. Diệp thần lại giết tới cửa. Huyết Minh lão giả và Lâm Ngạo theo bản năng lui về phía sau mấy bước, bọn họ trong đầu lóe lên sáng hôm nay ở cung thể thao, vậy Diệp thần tựa như chiến thần hình ảnh à. Lâm Tuyệt Long, bại. Huyết Minh cường giả, trọng thương. Hoa Hạ người bảo vệ, chết. Dưới mắt, Hoa Hạ có thể ngăn cản Diệp thần còn có mấy người. Bành. Vậy bốn cái đầu trực tiếp ném tới Lâm Ngạo bước chân. Diệp Thiên Chính ở đâu? Diệp thần đã xuất hiện ở Lâm Ngạo trước mặt, cách nhau 2 mét, khí tức lạnh như băng bọc Lâm Ngạo toàn thân. Lâm Ngạo cái này mới phản ứng được, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp thần, người tới trễ, Diệp Thiên Chính không ở nơi này. Phải không? Diệp thần không có ra tay, ngược lại từ trong túi móc ra một điếu thuốc, đốt, ngồi ở một bên. Ta cho ngươi một điếu thuốc thời gian, đem Diệp Thiên Chính mang đến, nếu không, Lâm gia tất cả mọi người đều phải chết. Khói mù lượn lờ, che ở Diệp thần gương mặt. Cái này nhìn như bình thường hình ảnh, lại để cho Lâm Ngạo và Huyết Minh lão giả đều cảm giác được sợ hãi. Bởi vì bọn họ thấy không riêng gì một người thanh niên đang hút thuốc lá. Bọn họ còn thấy được một cái huyết long chậm rãi từ Diệp thần trong cơ thể chui ra. Chớp mắt bây giờ, lại đỉnh phá cả nhà. Khổng lồ vạn phần. Sau đó chỉ như vậy quanh quẩn ở Diệp thần bên người. Máu kia long trên cao nhìn xuống nhìn hai người, mặt dữ tợn bàng, vảy rồng trên ngọn lửa cuồn cuộn. Toàn bộ phòng khách bầu không khí hạ xuống băng điểm. Thời khắc này phòng khách, yên tĩnh đến ngay cả tiếng hô hấp cũng không có. Liền liền sau đó xuất hiện Bao Tân Hà, nhìn vậy cái từ Diệp thần trong cơ thể chui ra huyết long, sợ thân thể cứng ngắc. Cái này Diệp tiên sinh lại vẫn có thể ngự long. Đây không phải là trong truyền thuyết tiên nhân mới có thủ đoạn sao? Mấu chốt máu này long làm sao từ trong cơ thể hắn chui ra ngoài? Kỳ tiểu thư đã như thế kinh khủng, ai có thể nghĩ tới cái này Diệp tiên sinh càng kinh khủng hơn à? Kỳ tiểu thư để cho hắn bảo vệ Diệp thần, loại này tồn tại còn cần hắn bảo vệ sao? Một điếu thuốc kết thúc. Diệp thần đem khói dập tắt, ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mặt hai người, gần từng chữ, 5 phút thời gian đến, ta không có như nguyện thấy ta phụ thân, ta đối với các người rất thất vọng. Thật rất thất vọng. Hắn thanh âm rất lạnh, có thể để cho nơi có người cảm giác vô hình tức giận. Một giây kế tiếp, Diệp thần động. Giờ khắc này Diệp thần, giống như một tia chớp, tốc độ kinh người. Tư. Một tiếng nhọn tiếng va chạm truyền tới, Diệp thần vọt tới Lâm Ngạo trước người, thân hình bỗng nhiên một lần, rồi sau đó vặn eo để ra hông, một quyền nổ ra. Phịch. Đất bằng phẳng sấm, một quyền dưới. Diệp thần quanh thân lực lượng cường đại bung ra, giống như dã thú, hướng Lâm Ngạo đánh tới. Lâm Ngạo tự nhiên cũng không phải tầm thường, có thể thành là gia tộc cao cấp tộc trưởng, hắn tự nhiên có đủ thực lực. Diệp thần, hôm nay ngươi tổn thương con ta cũng để cho ngươi cảm thụ một phen tuyệt vọng. Lâm Ngạo một quyền đánh ra, ly hợp cảnh lực điên cuồng bùng nổ, hắn chỗ ở mặt đất lại rạn nứt. Hai chân dưới, một cổ vô hình đợt khí lăn lộn. Có thể gặp hắn uy lực của một quyền này. Giờ khắc này, Lâm Ngạo triển hiện ra khí thế, hoàn toàn không phải vậy võ giả có thể sánh bằng. Lâm Ngạo không dám khinh thường, thậm chí đem khí thế tăng lên tới cực điểm, một tiếng giống giận, lực lượng bỗng nhiên mở rộng. Một hồi hổ gầm kinh thiên địa. Đi đôi với Lâm Ngạo một quyền đánh ra, kinh khủng quyền gió, cuốn lên ngút trời đợt khí. Nhưng là hắn xem thường Diệp thần. Diệp thần đài võ đạo đánh một trận, đã đột phá hai cảnh giới, hơn nữa bổn mạng linh phù và máu lực rồng, ai có thể ngăn cản. Mấu chốt hắn lực lượng theo tức giận tăng lên mà càng phát ra mạnh mẽ. Đây chính là sát lục đạo quân nói sát đạo. Bành! Hai cổ lực lượng bỗng nhiên va chạm.
Cường đại lực lượng xông ngang đánh thẳng, nặng nề tiếng nổ chính giữa, Lâm Ngạo sắc mặt bỗng nhiên đông lại một cái, khí huyết quay cuồng. Hắn mặt đầy không thể tin. Thằng nhóc này đơn giản một quyền, lại để cho hắn cảm thấy một chút sợ hãi. Phát ra từ nội tâm sợ hãi. Ken két ca. Quanh thân xương cốt, tựa như tấc nứt từng khúc rách. Quanh thân máu thịt, cũng là bỗng nhiên nổ tung. Lâm Ngạo thân thể lui dòng dã 10 bước, mấu chốt hắn tay phải, xương trắng hoàn toàn hiện ra, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Một quyền lực, hắn bại hoàn toàn. Lực lượng thật là cường đại. Thực lực thật là kinh khủng. Ai có thể nghĩ tới hắn thành tựu Lâm gia tộc dài, đối phó Diệp Thần, lại không có chút nào lực phản kích. Đau đớn kịch liệt lan tràn tới, Lâm Ngạo mặt đầy hoảng sợ. Phốc! Lâm Ngạo lúc này mới phát hiện, một kích này cũng không phải là cắt mất cánh tay đơn giản như vậy. Một cổ vô hình đợt khí xông vào hắn thân thể. Hắn cũng không nhịn được nữa, khạc ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, ta đã cho ngươi cơ hội, bắt đầu từ hôm nay, Lâm gia không còn tồn tại. Thanh âm bình tĩnh, tựa như nói một chuyện nhỏ. Sau đó, Diệp Thần tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh, một giây kế tiếp, trong tay xuất hiện Trảm Long kiếm, một kiếm hướng Lâm Ngạo bổ tới. Nợ máu, cần thiết trả bằng máu. Một bên Huyết Minh lão giả cảm giác được không đúng, vội vàng buông xuống mới vừa phát ra tin nhắn ngắn điện thoại di động, sau đó năm ngón tay nắm chặt, bên hông hắn một thanh trường kiếm vọt ra, cầm ở lòng bàn tay. Lâm Ngạo đối với Huyết Minh còn có rất lớn chỗ dùng, không thể chết được. Hắn nhìn thấu Diệp Thần tu vi, xa xa kém hơn mình, hắn có cái gì tốt sợ hãi. Coi như đối phương có cường đại bí pháp và kiếm ý, chẳng lẽ trong vòng một ngày còn có thể thi triển nhiều lần sao? Diệp Thần, đừng cho ta cuồng ngông, ngươi tổn thương ta đồng bạn, hôm nay ta không chỉ muốn ngươi bí mật, càng phải mạng ngươi. Chém! Một tiếng thét dài, đen nhánh chính giữa, Huyết Minh lão giả cả người giống như mũi tên nhọn bắn ra. Mờ tối ánh sáng dưới, Huyết Minh lão giả tựa như dung nhập vào cái này một mảnh thiên địa, vô cùng quỷ dị. Khí thế cường đại tách thả ra, ly hợp cảnh hậu kỳ cường giả uy nghiêm, hiện ra hết không thể nghi ngờ. Rào rào. Đột nhiên, một đạo hàn quang thoáng qua, kiếm khí tràn ra, hắn một kiếm trực tiếp hướng Diệp Thần chém xuống. Điên cuồng hết sức. Hắn không dám chút nào xem thường. Thằng nhóc này quá mẹ hắn cổ quái. Diệp Thần tự nhiên cảm thụ trong không khí tràn ngập vậy một cổ ý định giết người, Trảm Long kiếm xoay ngược lại, hướng Huyết Minh lão giả đi. Muốn chiến liền chiến, lại có sợ gì? Bắt kiếm kia ý, Diệp Thần ánh mắt rét lạnh. Ngay tại lúc này, Lâm gia vô số cường giả tuôn ra ngoài, Bao Tân Hà con ngươi đông lại một cái, trực tiếp xông ra ngoài. Trong tay hắn lại là xuất hiện một chuôi đỏ thấm kiếm. Đây là kỷ lâm cho hắn. Ở Côn Lôn hư giá trị vậy, nhưng là ở Hoa Hạ, nhưng đủ để cho hắn thực lực đạt được to lớn tăng phúc. Bao Tân Hà chặn lại muốn đối với Diệp Thần bất lợi tất cả Chu gia cao thủ. Mà giờ khắc này, Diệp Thần kiếm cũng là vào Huyết Minh lão giả đụng vào nhau. Diệp Thần như lên thiên lên, khí thế bạo tăng. Khí thế kinh khủng, dẫn động gió lớn cuộn sạch. Hai người nhà vị trí phảng phất là trung tâm bão. Gió bão chung quanh vô số đồ nội thất gỗ đỏ hóa thành từng đạo mảnh vỡ. Mà gió bão nhất đất nòng cốt, kiếm khí tràn ra, gió lạnh bốn cuốn, như mưa gió cuộn sạch, ùn ùn kéo đến. Người rất mạnh, nhưng là so hôm nay trên đài võ đạo bị ta trọng thương vị kia yếu nhiều. Diệp Thần một tiếng giống giận, gió lớn sóng lớn, sấm sét nổ tung. Giờ khắc này Diệp Thần, khí thế tựa như trực bức thương khung, áp chế hết thảy. Vậy cái Huyết Long cũng là từ trên trời hạ xuống chui vào Diệp Thần thân thể, ánh đỏ lóe lên. Đạo đạo kiếm ý, cuộn sạch xuống, ngay tức thì ngăn trở Huyết Minh lão giả thế công, bung ra muôn vàn ánh lửa. Huyết Minh lão giả hơi biến sắc mặt, hắn phát hiện Diệp Thần không chỉ không có bởi vì buổi sáng đánh một trận mà yếu ớt, ngược lại đột phá dòng dã hai cảnh giới. Hơi thở cuồng bạo đến mức tận cùng. Lúc này mới bao lâu à? Lúc nào đột phá đổi được như thế dễ dàng? Hắn thật là muốn điên. Cút về. Theo Diệp Thần một tiếng giống giận, đầy trời kiếm khí, như mưa to gió dữ cuộn sạch, phá vỡ vậy từng tầng một đợt khí, Diệp Thần sát ý ngút trời. Lần này, không có thi triển phá thiên kiếm ý thức thứ hai,
chỉ một thức thứ nhất, hơn nữa kết hợp huyết long ý, là đủ rồi. Một hồi nổ ầm như huyền sấm nổ tung. Diệp Thần không có chút nào cất giữ và ẩn núp. Kiếm khí thế không thể đỡ, một kiếm này, thế như trẻ tre. Huyết Minh lão giả phát hiện mình lực lượng bị chiếm đoạt, kiếm trong tay hắn không ngừng run rẩy. Rắc rắc, một tiếng, toàn bộ vỡ vụn. Giờ khắc này, hắn con người co rúc lại, lộ ra một tia thần sắc hoảng sợ. Huyết Minh thì như thế nào, đắc tội ta Diệp Thần, như thường chém. Một tiếng giống giận, Diệp Thần như hổ gầm thương khung, khí thế bừng bừng. Hắn đem tất cả tức giận cũng phát tiết ở dưới một kiếm này. Mang theo thế dễ như bỡn, đem chân khí của mình vào huyết sát, toàn bộ bùng nổ. Kinh khủng tiếng va chạm nổ tung, lau một cái sáng lạng kiếm ý rơi xuống. Huyết Minh lão giả vốn định vận dụng máu cửa bí thuật ngăn cản, mà Diệp Thần căn bản không cho hắn cơ hội. Trực tiếp chém rách, toàn bộ lâm ra, tựa như bị một kiếm phá mở hai nửa. Đồ gỗ nội thất toàn hủy, mặt đất rạn nứt. À, tiếng kêu rên chính giữa, vậy Huyết Minh lão giả chỉ cảm thấy, mình bị núi cao đòn nghiêm trọng. Vậy ngay tức thì bộc phát ra lực lượng, như thành hơn trăm ngàn bò rừng, hướng hắn gầm thét tới. Kinh khủng lực lượng dưới, hắn khạc ra một ngụm máu tươi. Ngăn trở cánh tay trực tiếp bị chém đứt. Máu tươi ném vẩy. Vô tận sợ hãi. Ở chết một khắc kia, Huyết Minh trên mặt lão giả chỉ có sợ hãi và kinh hoàng. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt mình mất đi hai tay lực khống chế. Thậm chí liền năng lực suy tư tựa như cũng không có. Hắn ý thức dần dần tiêu tán. Cuối cùng ngã trên đất. Dữ tợn tàn bạo. Trừ máu tươi, không có vật gì khác. Những cái kia nguyên bản dự định tràn vào bên trong nhà lâm gia cường giả, toàn bộ dừng bước chân lại. Bọn họ nhưng mà biết Huyết Minh lão giả thực lực, nhưng là cường giả như vậy, lại bị người thanh niên kia một kiếm chặt đứt. Mấu chốt liền ngăn trở có thể cũng không có à. Diệp Thần đem Trảm Long kiếm thu hồi, từ trên bàn lấy ra một khối bể vải, thận trọng lau chùi. Tựa như Huyết Minh lão giả máu tươi không xứng dính ở Trảm Long kiếm trên. Sau đó Diệp Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào những cái kia lâm gia cường giả trên mình, những người này trên người có máu tanh nồng nặc chi vị. Bao Tân Hà, không chừa một mống. Diệp tiên sinh. Bao Tân Hà con người có giúp một cái, ngay tức thì xông vào trong đám người. Từng cơn tiếng kêu thảm thiết vang khắp. Diệp Thần cử động đã ở bọn họ trong lòng hình thành âm ảnh. Một khi sợ hãi, còn như thế nào ngăn trở? Dĩ nhiên Bao Tân Hà muốn phải đối mặt nhiều cao thủ như vậy cũng không phải như vậy dễ dàng, rất nhanh Bao Tân Hà vậy bị một ít tổn thương. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, quanh thân ngay tức thì cuốn lên từng cơn gió lớn, xông vào trong đám người. Đến mức, máu thịt hoành bay. Thời khắc này Diệp Thần tựa như tử thần, vô tình thu cắt tất cả mọi người sinh mạng. Ngắn ngủi 5 phút, lâm gia đông đảo cao thủ toàn bộ chết. Xương máu tràn ngập ở cả nhà trong, có chút sặc người. Toàn bộ lâm gia, còn dư lại một người sống, đó chính là Lâm Ngạo. Lâm Ngạo giúp ở trong góc, mất đi cánh tay, hắn thực lực giảm bớt nhiều, muốn phải phản kích, căn bản không có thể. Mấu chốt Diệp Thần bây giờ thực lực liền vị kia Huyết Minh cường giả cũng có thể chém chết, hắn căn bản không có một kích lực. Bao Tân Hà, người đi tìm tòi lâm gia mỗi một căn nhà. Một khi phát hiện Lâm Tuyệt Long cũng hoặc là ta phụ thân, lập tức hướng ta bẩm báo. Diệp tiên sinh. Bao Tân Hà ngay tức thì hướng trong lâm gia phun trào đi. Mà Diệp Thần nhưng là nhìn một cái Lâm Ngạo, từng bước hướng hắn đi tới. Bước chân rất nhẹ, nhưng tựa như tử thần nhịp bước. Ngươi biết ta tại sao không giết ngươi sao? Diệp Thần nhàn nhạt nói. Lâm Ngạo không có thỏa hiệp dự định, tức giận nói, Diệp Thần. Người diệt ta lâm gia thì như thế nào? Người coi như lật lần toàn bộ lâm gia cũng đừng nghĩ tìm được Lâm Tuyệt Long và người phụ thân. Lâm Tuyệt Long và ngày hôm nay bị thương vị kia Huyết Minh lão giả đã bị Hoa Hạ người bảo vệ Phương Chấn Nghiệp rời đi trị liệu. Còn như Diệp Thiên Chính, cũng bị Phương Chấn Nghiệp mang đi. Có chút bí mật, hắn lâm gia không có tư cách lấy được, nhưng là Phương Chấn Nghiệp tuyệt đối có tư cách. Chỉ vì là... hắn là đứng ở Hoa Hạ Kim Tự Tháp nhóm người kia một trong. Bọn họ nắm quyền trong tay lực, có thể hưởng thụ quyền lực mang đến thực lực tăng trưởng thoải mái cảm.
không người nào có thể dung chuyển. Coi như Diệp Thần bây giờ trở thành Hoa Hạ tông sư bảng thứ nhất, vậy hám không nhúc nhích được. Không lâu lắm, Bao Tân Hà liền vội vàng chạy về, Diệp tiên sinh, không có ai. Ta thậm chí thủng một ít phòng ngầm dưới đất, vẫn là không có phát hiện, ta hoài nghi, những người này đều bị trước thời hạn rời đi. Bất quá, Diệp tiên sinh, ta ở một căn nhà tìm được vật này. Bao Tân Hà đem một quyển vở đưa cho Diệp Thần. Trên quyển sổ vẽ một ít hiếm lạ chữ viết cổ quái và ký hiệu, nhìn như có chút phức tạp, nhưng lại đơn giản. Diệp Thần thấy cái này trên quyển sổ mặt ký hiệu, con người có giúp một cái, vội vàng cầm tới. Hắn hô hấp có chút gấp rút. Bởi vì phía trên này ký hiệu là hắn và phụ thân đã từng nói tiếp chữ cờ sáng tạo. Lúc ấy chỉ bất quá cảm thấy vui, hai cha con thường xuyên ở nhà bố trí một ít không để cho Giang Nữ Dung nhìn ra được ám hiệu. Trong thiên hạ, phía trên này ký hiệu và chữ viết chỉ có hắn và Diệp Thiên Chính có thể xem hiểu. Diệp Thần nhìn lướt qua, thời gian ngắn không cách nào đem những thứ này tạo thành một đoạn văn, liền đem đồ ném vào luân hồi mộ địa. Sau đó, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Lâm Ngạo trên mình. Ta phụ thân ở đâu? Nói cho ta có thể cho ngươi một cái thi thể nguyên vẹn. Diệp Thần trong tay đã xuất hiện một ít ngân châm ở dưới ánh đèn lóe lên từng đạo hàn quang, nhìn như có chút kinh người. Phốc, Lâm Ngạo đem một búng máu phun ở liền Diệp Thần trên mặt. Tiểu súc sinh, người mẹ hắn đừng hòng, Lâm gia coi như diệt, người cũng đừng nghĩ thấy người phụ thân. Có thể sinh ra ngươi loại này tiểu súc sinh phỏng đoán cũng chỉ có lão súc sinh. Ha ha ha, chờ con trai ta khôi phục như cũ, nhất định sẽ là ta Lâm Ngạo trả thù. Một ngày nào đó, các người một nhà ba người đều phải chết. Hơn nữa chết không có chỗ chôn. Lâm Ngạo diễn cảm dữ tợn đến trình độ cao nhất. Dứt lời, hắn thân thể lại là bàng lớn lên, hiển nhiên là chuẩn bị tự bảo. Hắn thà chết, cũng không chuẩn bị cho Diệp Thần tiết lộ bất kỳ tin tức. Diệp Thần cười, nụ cười rét lạnh và lạnh lùng, Lâm Ngạo, người biết ta biến mất 5 năm đi nơi nào sao? Lâm Ngạo ngẩn ra, diễn cảm có chút dữ tợn. Đây cũng là hắn trong lòng lớn nhất nghi ngờ. Xen vào ngươi lập tức phải trở thành một cái người chết, ta không ngại nói cho ngươi, ta đi Côn Lôn hư, vậy vô số cường giả và tông môn san sát đất. Nghe được câu này, Lâm Ngạo hoảng sợ nói, không thể nào. Côn Lôn Hư không có người bất kỳ tin tức nào. Các người ở Côn Lôn Hư võ đạo tông môn không tìm được ta, là bởi vì là ta căn bản không có bái nhập bất kỳ võ đạo tông môn. Vậy 5 năm, ta ở sống không bằng chết trong bóng tối vùng vẫy. Vậy 5 năm, ta nắm trong tay một ít kỹ năng có thể để cho người sống không bằng chết. Ta mạnh nhất không phải võ đạo thực lực, mà là y thuật. Ta vốn cho là y thuật là dùng để cứu người. Nhưng là vậy bóng tối và giết hại đất nhưng lần lượt nói cho ta, y thuật giống vậy có thể dùng để giết người. Thậm chí sẽ rất thống khổ, so chết còn khó chịu hơn. Diệp Thần vừa nói, ngân châm trong tay liền bị đánh bắn ra, sắc bén bay qua, 6-7 cái ngân châm liền vững vàng bắn vào Lâm Ngạo trên mình. Lâm Ngạo cảm giác được không đúng, mới vừa muốn nói chuyện, nhưng phát hiện Diệp Thần ngón tay nhanh chóng bóp quyết. Bóp quyết tốc độ càng nhanh. Ngân châm vĩ đoan lại ánh sáng chói mắt. Đây là... Còn không chờ hắn kịp phản ứng, một cổ vô tận đau đớn ý cuốn tới. Nháy mắt tức thì, hắn cả người co quắp, toàn thân lạnh run. Loại cảm giác này giống như dù sao cũng con kiến đang điên cuồng cắn xé. À! Cả nhà vang dội liền Lâm Ngạo sợ hãi kêu, thảm tuyệt nhân hoàn. Không chỉ như vậy, cái này đau đớn ý còn đang không ngừng mở rộng và phóng đại. Đây là một loại đến từ linh hồn chỗ sâu đau nhức. Một bên Bao Tân Hà thấy một màn này, cũng là không khống chế được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Có thể để cho một cái võ đạo cường giả thống khổ như vậy, thủ đoạn này cũng quá kinh người đi. Thật may hắn không phải Diệp Thần kẻ địch, nếu không mình kết quả cũng có thể và cái này Lâm Ngạo như nhau. Giờ phút này Lâm Ngạo toàn thân nổi gân xanh, hốc mắt đều là tia máu, vô cùng dữ tợn. Diệp Thần ở bên cạnh rút ra một cái ghế, ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, từ từ chờ đợi. Ta chỉ cần một cái đáp án, liền có thể để cho ngươi kết thúc thống khổ. Ước chừng 10 phút, Lâm Ngạo toàn thân mệt lả, mồ hôi đầy người, nơi đủng quần lại là đi tiêu không giữ được. Theo lý mà nói, võ giả có thể chịu đựng thống khổ tất nhiên vượt xa người thường,
nhưng là ở Diệp Thần cái này thống khổ dưới, võ giả vừa vặn ngược lại. Ta nói, ngươi mau thả ta, mau à, Diệp Thiên Chính bị Phương Chấn Nghiệp mang đi, ngươi đi tìm Phương Chấn Nghiệp à, à. Diệp Thần bóp tắt khói, cũng không có rút lui hết ngân châm dự định, mà là tiếp tục đốt một điếu thuốc. Diệp Thần, ngươi không thật tốt, à, van cầu ngươi thả ta. Hai điếu thuốc lá kết thúc, Lâm Ngạo đã bị sống hành hạ chết. Hoàn toàn không có thanh âm. Hắn trên mình cơ hồ vỡ ra, răng toàn bộ cắn nát. Có thể gặp trước khi chết thừa nhận dạng gì thống khổ. Diệp Thần đứng lên, đối với Bao Tân Hà nói, chém đầu hắn, đem tất cả mọi người đầu lâu treo ở ngoài cửa. Diệp tiên sinh. Bao Tân Hà bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vẫn làm theo. Lâm gia nhất không nên, chính là chọc cái này tôn sát thần. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị rời đi lúc đó, trên đất điện thoại di động đột nhiên vang lên. Chính là chết đi vị kia huyết minh lão giả âm thầm phát ra tin nhắn ngắn điện thoại di động. Diệp Thần nhướng mày một cái, hắn nhìn một cái trong xó xỉnh ánh sáng, năm ngón tay nắm chặt, điện thoại di động liền hút trở về. Phía trên hiện lên một chùm mã hóa con số. Hắn nhấn nút trả lời, một giọng già nua truyền tới, vậy Diệp Thần còn ở hay không Lâm gia? Có hay không bắt lại, ta đã phái ta mấy tên đồ đệ tới tiếp viện, các người ổn định là được. Diệp Thần mặc dù chưa từng nghe qua thanh âm này, nhưng là hắn ngay tức thì đoán được đối phương là ai, hắn lạnh lùng cười một tiếng, có thể phải để cho ngươi thất vọng, đám người này đều chết hết. Bên đầu điện thoại kia dừng lại mấy giây, một cổ uy nghiêm tiếng xuyên thấu tới, Diệp Thần, ngươi lại dám diệt Lâm gia. Ngươi ở tỉnh Chiết Giang tiêu diệt một gia tộc, Hoa Hạ sẽ không nói cái gì. Nhưng là trà đạp quy tắc, diệt môn Hoa Hạ gia tộc cao cấp, ngươi phải gánh vác đồ đem vượt xa ngươi suy nghĩ. Ngươi có biết Hoa Hạ người bảo vệ bây giờ có hội nghị bàn tròn. Đoạn ngươi sống chết, quá dễ dàng, coi như ngươi đứng sau lưng cường đại thế lực và tông môn, kết quả cũng giống vậy. Còn nữa, ở học trò ta đến trước khi tới, ta hy vọng tiếp theo ngươi bó tay chịu trói, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Thần mới vừa muốn nói cái gì? Điện thoại liền bị cúp. Diệp Thần đưa điện thoại di động hủy diệt, ánh mắt nhìn về phía Bao Tân Hà, người nếu có trưởng bối là Hoa Hạ người bảo vệ, hắn có biết cái này Phương Chấn Nghiệp ở đâu? Bao Tân Hà lắc đầu một cái, Hoa Hạ người bảo vệ bây giờ, liên lạc không hề chặt chẽ, chỉ có ở đặc thù hội nghị bàn tròn cũng hoặc là Hoa Hạ ra việc lớn trước mới sẽ gặp mặt, càng nhiều lúc đều là thông qua video cùng với khác hình thức câu thông. Muốn biết vị trí rất khó. Diệp Thần gật đầu một cái, nhìn một cái treo trên tường đầy đầu người, lạnh lùng nói, đi thôi. Diệp tiên sinh. Ngay tại Diệp Thần và Bao Tân Hà chuẩn bị rời đi lúc đó, ba cái ăn mặc đạo bào bóng người trực tiếp ngăn ở trước mặt bọn họ. Ba người mặt lộ sát cơ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Cái này ba người thực lực rất mạnh, hơn nữa từ hơi thở đi lên xem, chết tại đây ba người trên tay người, chí ít hơn ngàn. Sát khí này và bọn họ trên người đạo sĩ phục có chút hoàn toàn xa lạ. Ngươi là Diệp Thần. Cầm đầu một cái trung niên nam tử kêu Phương Nguyên Cát. Phương Nguyên Cát nhìn lướt qua lâm cửa nhà treo một đứng đầu lô, con ngươi hơi co lại. Hắn hai cái sư đệ Phương Nguyên Đỉnh cùng với Phương Nguyên Biển sắc mặt cũng có cái gì không đúng. Không nghĩ tới bọn họ liều mạng chạy tới, vẫn còn là chậm một bước. Phỏng đoán Lâm gia lần này không một người còn sống. Mấu chốt. Bọn họ chưa từng nghĩ qua, vẫn còn có người dám tiêu diệt Hoa Hạ gia tộc cao cấp Lâm gia. Diệp Thần đoán được cái này ba người thân phận, chắc là Phương Chấn Nghiệp học trò. Vừa vặn, bọn họ muốn biết Phương Chấn Nghiệp tin tức. Cái này ba người không thể nghi ngờ là cao nhất đường tắt. Phương Chấn Nghiệp, ở đâu? Diệp Thần không khách khí chút nào nói. To gan, sư phó tục danh há là người tùy tùy tiện tiện có thể kêu. Còn không quỳ xuống. Phương Nguyên Cát tròng mắt run lên, cũng không có động kiếm dự định, một quyền hướng Diệp Thần tới. Một quyền này lại mơ hồ bây giờ có một đạo màu đỏ khí lưu, tiếng xé gió không ngừng vang lên, có thể gặp oai. Không chỉ như vậy, hai người khác cũng không dám xem thường, điều động đan điền chân khí, trực thủ Diệp Thần chỗ hiểm. Trong nháy mắt, ba đạo cực hắn ưu việt khí lưu cuộn sạch, tựa như ba chuôi huyết nhận phá không tới, cần phải chém cắt hết thảy. Diệp tiên sinh, ta tới giúp ngươi. Bao Tân Hà cảm giác được cái này ba người thực lực không thể khinh thường,
mấu chốt hắn ở Hoa Hạ tông sư bảng hoàn toàn không có gặp qua cái này ba người. Hắn rất chắc chắn, cái này ba người chính là núp ở Hoa Hạ chỗ tối cường giả. Bành! Đáng tiếc Bao Tân Hà chỉ có thể mặt miễn cưỡng ngăn cản một người. Hai quyền chạm nhau, Bao Tân Hà cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị một cổ khí lãng xông phá. Đạp đạp đạp! Lui về phía sau dòng dã 6 bước. Phốc! Hắn cũng không nhịn được nữa, khạc ra một hớp đỏ bừng máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Bao Tân Hà, ta biết ngươi, loại này thực lực cũng dám ngăn ở ta trước mặt, không biết tự lượng sức mình. Ngươi nhất định rất kinh ngạc đi, ta không ngại nói cho ngươi một chuyện, đã từng ở Hoa Hạ tông sư bảng vị thứ nhất đưa nán lại thật lâu Phương Nguyên Thành ngươi có thể biết. Hắn là chúng ta sư đệ. Bây giờ ngươi có biết bản thân có nhiều nhỏ bé. Phương Nguyên cắt cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, hôm nay, ta tự mình đưa ngươi lên đường. Ung ung, đơn trưởng đánh ra, trưởng gió bông ra, một cái thực chất vậy trưởng ấn ngưng tụ ra, như mặt trời chói chan hạ xuống, hướng Bao Tân Hà nghiền ép đi. Ở hắn xem ra, Bao Tân Hà ở Hoa Hạ có thể thực lực rất mạnh, nhưng là ở bọn họ trong mắt, không chịu nổi một kích. Hoa Hạ cao thủ có thể không nhất định sẽ ở Hoa Hạ tông sư bảng trên. Cũng tỉ như hắn. Nhìn dấu tay kia nghiền ép thế, Phương Nguyên cắt khóe miệng lộ ra thị huyết cười nhạt. Hắn rất hưởng thụ loại này nắm trong tay cuộc sống khác chết cảm giác. Ngay tại lúc này, một cái bóng đen bỗng nhiên xuất hiện ở Phương Nguyên cắt trước mặt. Ngươi cao hứng quá sớm. Diệp Thần cánh tay tựa như vọt ra khỏi một cái huyết long, một quyền đánh ra. Ung ung. Quyền gió nổ tung, huyết quang chói mắt. Như tinh thần hạ xuống. Ở dấu tay kia rơi xuống một khắc trước, quyền kia gió tập kích bất ngờ tới. Cường hãn hơi thở chính giữa, quyền kia ảnh cùng trưởng ấn hung hãn đụng vào nhau. Như núi lở đất mòn. Kịch liệt tiếng nổ chính giữa, vô tận gió lớn hướng 4 phương 8 hướng cuộn sạch đi. Toàn bộ lâm ra mặt đất mơ hồ chấn động. Thậm chí lâm ra chung quanh vách tường vậy sinh ra từng đạo vết rách. Ừ, làm sao có thể, lực lượng này. Nguyên bản trên mặt còn treo khinh thường và cười lạnh Phương Nguyên cắt sốt cuộc trợn to hai mắt. Hắn vốn cho là nghiền ép một trường, tựa như bị một cổ lực lượng vô hình chiếm đoạt. Tiếng kinh hô chính giữa, thân hình hắn một lần, lại hướng phía sau đột nhiên bước lui ra dòng dã 10 bước. Chiêu thức của mình, bị để chặn lại, hơn nữa mình còn bị thua thiệt nhiều. Hai tay tê liệt, cảm thụ xông lên vào bên trong cơ thể vậy một cổ hơi thở bá đạo. Nhìn lấy thế lôi đình xuất hiện ở trước mặt mình, đỡ được mình một kích nam tử, Phương Nguyên cắt mặt đầy hoảng sợ. Sư phụ nói cái này Diệp Thần rất nguy hiểm, Phương Nguyên cắt xem thường. Nhưng là bây giờ xem ra, như vậy trẻ tuổi là có thể thi triển như vậy lực lượng, đây là cực kỳ nguy hiểm à. Phương Nguyên cắt ý thức được không đúng, vội vàng phân phó nói. Hai vị sư đệ, chúng ta vừa động thủ một cái. Còn lại hai vị sư đệ ngay tức thì phản ứng. Được. Một giây kế tiếp, trưởng ấn đầy trời hướng Diệp Thần tới. Cường thế hết sức. Diệp Thần con ngươi nghiêm túc, cái này ba người thực lực so Lâm Tuyệt Long mạnh hơn, mấu chốt cái này ba người ăn ý, cực kỳ đáng sợ. Mỗi một kích đều là hắn chỗ hiểm. Nếu như không phải là hắn sự chú ý tập trung cao độ, nếu không tuyệt đối nguy hiểm. Bao Tân Hà bản muốn giúp một chút, nhưng phát hiện bị thương hắn. Muốn lẫn vào vòng chiến, căn bản không có thể à. Diệp Thần thân thể không ngừng lui về phía sau, trên mình đã xuất hiện một tia vết thương. Hắn muốn bóp quyết, vận dụng linh phù thuật pháp, cái này ba người cũng không cho hắn bất kỳ cơ hội. Dần dần, Diệp Thần đã có chút hạ xuống hạ phong. Đáng chết! Phương Nguyên cắt khóe miệng xuất hiện nụ cười dữ tợn, Diệp Thần, hảo hán khó địch 4 tay, người mới vừa rồi cuồng ngông đi nơi nào. Sư phụ dặn dò, chặn tay ngươi chân, để cho chúng ta đem ngươi mang về Hồng Kông. Ta xem ngươi vẫn là đàng hoàng quỳ xuống, miễn đi đau khổ ra thịt đi. Dứt lời, ở đầy trời trưởng ảnh và sát chiêu trong, nhất phía bên phải Phương Nguyên Hải trong tay xuất hiện một cái linh khí 4 phía dao găm. Dao găm phá vỡ hết thảy, hỗn tạp ở trưởng ảnh trong, trực tiếp một kích hướng Diệp Thần tim đâm tới. Một kích này, quá đột nhiên. Mấu chốt tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Thấy một màn này, Diệp Thần hơi biến sắc mặt, mà vậy ba người khóe miệng nhưng là lộ ra dữ tợn lại nụ cười tàn nhẫn.
Bọn họ dùng một chiêu này không biết giết bao nhiêu người. Xuất kỳ bất ý. Đừng nói ly hợp cảnh cường giả, coi như là cường giả chân nguyên cảnh, cũng phải chết. Mắt xem dao găm thì phải không có vào Diệp Thần tim, đột nhiên, dị biến nổi lên. Chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Gió lạnh tấn công tới. Trong không khí giọt nước ngưng tụ thành một đạo băng kiếm. Chỉ như vậy đột nhiên xuất hiện ở Phương Nguyên Hải sau lưng. Một màn quỷ dị này, để cho ba người sắc mặt đại biến. Ai có thể nghĩ tới bọ ngựa bắt phe chim sẻ ở phía sau. Nhưng là cái này chim sẻ là ai à? Lại thủ đoạn như vậy. Phốc xích. Vậy băng kiếm không có chút nào do dự, trực tiếp đâm vào Phương Nguyên Hải thân thể. Xuyên thấu tim, máu tươi tiệm nhiễm, không có sức hồi thiên. Ba người trận thế ngay tức thì nhảy. Phương Nguyên Cát và Phương Nguyên Phong theo bản năng nhìn về phía sau lưng, nhưng không chút nào chú ý tới Diệp Thần diễn cảm hoàn toàn thay đổi. Hắn năm ngón tay đập một cái, trực tiếp đem ngã xuống đất người kia dao găm đoạt lấy. Diệp Thần nắm chặt dao găm, linh khí tràn ra, huyết sát phun trào. Một cái huyết long trực tiếp xông đi ra, tựa như phụ ở hắn trên cánh tay. Diệp Thần cả người như một đạo như gió, hướng Phương Nguyên Cát và Phương Nguyên Phong nhốn nháo đi, căn bản là báo săn mồi vồ mồi, mãnh hổ xuống núi, tốc độ quá nhanh. Không tốt, hai người cái này mới phản ứng được, nhưng là đã không còn kịp rồi. Diệp Thần dao găm đã từng lau chùi Phương Nguyên Phong cổ, yêu nhã độ cong giờ phút này vô cùng lạnh như băng. Cho ta chết. Đụng. Phương Nguyên Phong coi như muốn tránh cũng đã không còn kịp rồi, dao găm phá vỡ quanh người hắn chân khí bình phong che chở. Chạm tới da thịt của hắn. Ở Diệp Thần vô tận dưới sự tức giận, một kích này là dùng hết toàn lực, có thể tưởng tượng được uy lực có bao kinh khủng. Bá. Hàn quang lóe lên. Phương Nguyên Phong đầu lâu chỉ như vậy rơi trên mặt đất. Thân thể vậy ngã xuống, máu tươi nhốn nháo, giống như suối phun, nơi cổ một mảnh đỏ tươi, ấm áp. Giờ phút này, chỉ còn lại Phương Nguyên Cát một người. Diệp Thần trong mắt đỏ thấm, như một đầu giết đỏ mắt huyết lang. Hắn vứt bỏ dính đầy máu tươi dao găm, trực tiếp nâng tay phải lên, thành ưng chảo thế, hung hãn lộ ra, chính xác kinh người, trực tiếp nắm. Phương Nguyên Cát bả vai. Phương Nguyên Cát căn bản không nghĩ tới hết thảy sẽ bởi vì một quả thình lình băng kiếm hủy diệt. Hắn lực một người muốn ngăn trở Diệp Thần căn bản không có thể. Bây giờ đến phiên ta, cho ta chết. Diệp Thần một tiếng tê uống, trên mặt tất cả đều là tàn bạo và điên cuồng. Xé kéo, một tiếng. Diệp Thần năm ngón tay trực tiếp xuyên thấu Phương Nguyên Cát bả vai. Cường đại đau đớn để cho Phương Nguyên Cát không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn cũng không để ý trên bả vai vết thương, muốn rời khỏi. Dưới chân nhịp bước cực nhanh, cường đại thân pháp để cho hắn cơ hồ ngay tức thì di chuyển. Thời khắc này đầu hắn vô cùng rõ ràng. Hắn lực một người, muốn chém chết Diệp Thần rất khó. Mấu chốt sau lưng còn có một cái không biết lai lịch cường giả. Hắn chỉ có chạy trốn. Muốn đi. Hỏi qua ta sao? Mấy giây sau đó, hắn bên tai vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng. Phương Nguyên Cát ngẩn ra. Làm sao có thể, thân pháp của mình lại có thể bị đối phương đuổi theo tới. Còn không chờ hắn phản ứng, một đôi bàn tay trực tiếp ngất trời mà hàng. Vỗ vào hắn trên thiên linh cái. Phương Nguyên Cát cảm giác thức hải chấn động, dừng bước lại, khạc ra một ngụm máu tươi. Một cổ tiếp theo một cổ lực lượng từ hắn đầu xuyên thấu thân thể, đang điên cuồng cướp đoạt. Hắn quỳ trên đất, lại là phát hiện mình quanh thân bị một cái huyết long nhốt. Huyết long dữ tợn, hắn mới vừa muốn nói cái gì, một cổ tử ý lan truyền, hắn thân thể ngã xuống trong vũng máu. Ở ngã xuống đất nháy mắt, hắn liếc xéo đến cách đó không xa đứng một cái ăn mặc ba điểm quần dài cô gái. Cô gái nhìn như cực kỳ mềm yếu. Nhưng là quanh thân nhưng tản ra một tia dùng mình và huyết sát. Sát huyết hàn thể. Phương Nguyên Cát căn bản không nghĩ tới, hết thảy liền hủy ở cái đó nhu nhược trên người cô gái. Phương Chấn Nghiệp ba tên đồ đệ, trực tiếp bị chém chết. Không có người nào sống. Diệp Thần hơi thở dốc, ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi cách không xa cô gái kia trên mình. Thiếu nữ che miệng, hiển nhiên là có chút kinh ngạc. Diễn cảm lại là có chút sợ hãi. Diệp Thần ngẩn ra,
hắn tuyệt đối không nghĩ tới Ngụy Dĩnh làm sao đi theo. Ngụy Dĩnh nhìn vậy ba cổ thi thể, cũng không nhịn được nữa, đi thẳng tới xó xỉnh, ói ra. Nàng chẳng qua là trường đại học và cao đẳng tiếng Anh lão sư, kia gặp qua máu tanh như vậy một mặt à. Giờ phút này, nàng quanh thân dùng mình và huyết sát đã toàn bộ biến mất. Ngay tại Ngụy Dĩnh ói không sai biệt lắm thời điểm, Diệp Thần đã tới bên cạnh nàng, đưa ra một cái khăn giấy. Người có tốt không? Cảm ơn. Ngụy Dĩnh nhận lấy khăn giấy lau miệng, sắc mặt trắng bệch, nàng nhìn một cái thi thể kia vị trí. Phát hiện đã không có, chỉ bất quá trên đất vậy mấy bãi máu vẫn còn ở. Ngụy Dĩnh thở ra một hơi, nhìn về phía Diệp Thần, chân thực ngại quá, Diệp Thần, ta vậy không muốn như vậy, nhưng là ta không khống chế được. Diệp Thần cười một tiếng, ta lại không có trách ngươi ý nghĩa, nếu như không phải là ngươi ra tay, ta tối hôm nay có thể liền nguy hiểm. Hắn rất rõ ràng, trận chiến này, vậy thình lình băng kiếm rất mấu chốt. Mà đây băng kiếm tất nhiên là Ngụy Dĩnh thi triển. Chỉ bất quá hắn trong lòng rất kỳ quái, Ngụy Dĩnh mới vừa bước vào con đường tu luyện, làm sao có thể có loại này thực lực. Hắn nghĩ tới điều gì, chú ý tới Ngụy Dĩnh trên cổ dây chuyền. Địa phách huyền thạch đã tan vỡ xong hết rồi, định trước không cách nào trấn áp. Trước kia liền nghe nói sát huyết hàn thể năng đủ khống chế bản thể. Hơn nữa thực lực cực kỳ đáng sợ, chẳng lẽ thật là như vậy? Diệp Thần lẩm bẩm nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 23.